Chương 261 người lột tấm khăn che mặt của nàng, không phải là ta, là con mèo kia. Triệu Phong không khỏi kêu oan, người tự tay lột khăn che mặt không phải là mình, tội danh đó sao có thể tính lên người mình được. Thời khắc mấu chốt, hắn muốn kéo tiểu tặc miêu xuống nước, nhưng tiểu tử kia đã sớm trốn vào túi linh sủng, nắm ngáy khò khò trong đó. Đừng có nói vớ vẫn nữa, con tặc miêu kia chính là linh sủng của ngươi, hành động của nó là do ngươi sai khiến. Thân là thuần thú sư, linh thú chính là vũ khí của ngươi. Hồng Hồ thành chủ nhếch miệng cười, vui vẻ giống như âm mưu đã được thực hiện. Người bên cạnh nhao nhao phụ họa, lần lượt chúc mừng Hồng Hồ thành chủ. Chúc mừng thành chủ nhận được một hiền tế. Ha ha, chúng ta đang chuẩn bị uống rượu mừng của thành chủ đại nhân đây. Những người chúc mừng có không ít đều là cao nhân chân linh cảnh, trong lời nói tràn ngập cung kính và nịnh hót đối với Hồng Hồ thành chủ. Triệu Phong cuối cũng đã hiểu rõ, Hồng Hồ thành chủ ở nơi này, căn bản chính là một tay che trời. Chỉ cần Hồng Hồ thành chủ đưa ra ý nguyện, tất cả mọi người đều sẽ nhất trí tán thành, không dám làm trái. Hiện nay, cho dù hắn có trăm cái miệng kêu oan thì cũng ổn công mà thôi. Tâm niệm triệu phong xoay chuyển, khôi phục tỉnh táo, rất nhanh này ra một kế. Chuyện cho tới nước này, ta muốn thoái thác việc hôn sự này cũng không được. Chỉ có thể tiếp tục tương kế tự kế, lấy được sự tín nhiệm của Hồng Hồ Thánh Chủ, sau đó mới có cơ hội thoát thân. Triệu Phong vô cùng chắc chắn, nếu trái nghịch với Hồng Hồ Thành Chủ, như vậy thì thật không khác gì châu châu đá xe, đã không thể trái nghịch, vậy thì ta chỉ có thể trước tiên thuận theo mà thôi. rất nhanh, triệu phong giả vỡ làm ra bộ dạng bất đắc dĩ như chỉ có thể tiếp nhận sự thật. hảo tiểu tử, nữ nhi của ta, luận tư sắc khí chất đều là vạn dặm khó chọn, thậm chí tỷ võ kén rể cũng chọn ngươi, có gì không xứng với ngươi chứ? sắc mặt hồng hồ thành chủ hơi trầm xuống, một luồng uy áp chân linh giống như bá giả tản khắp trên hư không, ngay cả những cao nhân chân linh cảnh ở phụ cận cũng cảm thấy áp lực. Triệu Phong cười khổ nói, vãn bối chỉ muốn nhìn thấy dung nhan của thiên kim thành chủ, như vậy thì chuyến đi này không uống rồi, về phần lấy cầm tâm tiểu thư làm thê tử, tại hạ tự nhận là không xứng, quả thật không dám có ý nghĩ rằng bậy này. Nghe vậy, sắc mặt của hồng hồ thành chủ mới hòa hoãn lại, mỉm cười khuây khỏa, người cũng không cần tự coi nhẹ mình, người mà bổn thành chủ đã nhìn chúng, chắc chắn sẽ không sai. Người chung quanh đều cười trừ. Trong mắt mọi người, Triệu Phong có thể trở thành rể cưng của hồng hồ thành chủ, tự nhiên là đã trèo cao rồi. Giờ phút này, Triệu Phong đột nhiên cảm nhận được phần lớn ánh mắt ghen ghét, hâm mộ và không cam lòng của những người trẻ tuổi tài tuấn ở dưới đài. Vị Liễu Cầm Tâm Thiên Kim kia dùng đông mắt trong suốt linh hoạt như thu thủy nhìn hắn, trong mắt lộ ra một tia u oán và không cam lòng. Hiển nhiên, trong suy nghĩ của nàng, Triệu Phong không phải là phu quân lý tưởng, bởi vì tuổi của Triệu Phong nhỏ hơn nàng càng quan trọng hơn là tu vi, và thực lực của hắn đều không bằng nàng chỉ bằng điểm này, e rằng phóng mắt khắp đám tuổi trẻ đồng bối trong thành hồng hồ, cũng không có ai có thể phù hợp với điều kiện của Liễu Cầm Tâm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phu quân trong lý tưởng của nàng chính là Nam Nhi Đỉnh Thiên Lập Địa, hoặc là sáng tạo kỳ tích, là thiên tài tinh anh độc nhất vô nhị. Mà thiếu niên độc nhãn tóc xanh trước mắt, bất luận là tướng mạo, tu vi, thành tựu, hay các phương diện khác đều không phù hợp với yêu cầu của nàng. Nhưng tiếc rằng trước khi sư tôn chết đi đã lưu lại di trúc như vậy thậm chí còn đổi tên cho nàng thành Liễu Cầm Tâm. Tên thực sự của nàng vốn không phải là Liễu Cầm Tâm. Chẳng lẽ đây thật sự là thiên mệnh an bài? Liễu Cầm Tâm thở dài không cam lòng, nhìn qua thiên mệnh chi tử trước mặt, càng nhìn càng không hứng thú, trong lòng cảm thấy cay đắng phức tạp. Lúc này Triệu Phong đã khôi phục lại bình tĩnh, không mặn không nhạt ứng phó những người tới chúc mừng. Liễu Nguyên, từ hôm nay trở đi, Triệu Phong sẽ nhập chú phủ thành chủ, ngươi hãy trở về chuyển cáo cho gia tộc đi. Hồng Hồ thành chủ phân phó triệu phong vốn là nhân tài được liễu tộc mời chào chẳng qua bây giờ đã trở thành con rể của thành chủ như vậy về sau sẽ là người một nhà tuy hai mà một chúc mừng triệu huynh không ngờ lại có phúc phận cưới được cầm tâm tiểu thư làm vợ tâm tình liễu nguyên vừa phức tạp vừa hâm mộ thậm chí không cam lòng không khỏi thầm nghĩ tiểu tử này không biết tu mấy đời mới có phúc phận này ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé liễu cầm tâm không chỉ có thân phận cao quý mà mỹ mạo khí chất cũng thuộc hàng nhất đẳng thậm chí tu vi thiên phú cũng lực áp đám đồng bối của thành hồng hồ một bậc bực tuyệt sắc nhân gian tài mạo song toàn này là một nữ tử cao quý mỹ mạo trí tuệ hơn người ai có thể lấy nàng làm vợ chính là nguyện vọng ước mơ tha thiết cầm tâm người hãy mang phong nhi hồi phủ trước đi vi phụ đi ra ngoài một lát hồng hồ thành chủ nói với nữ nhi của mình liễu cầm tâm khẽ gật đầu hóa thành một bóng hình yêu kiều như thiên nga ưu nhã tuyết trắng xuyên qua đại môn bay vào phủ thành chủ triệu phong chỉ đành đuổi theo tiếng điện minh vang lên thân hình trở nên mở nhạt cùng tiến vào phủ thành chủ tốc độ của liễu cầm tâm rất nhanh còn cố ý tiến vào khu vực lầu cát cây rừng và hòn non bộ giao thoa bóng hình xinh đẹp nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nàng cố ý làm vậy chính là muốn vứt bỏ triệu phong thế nhưng dù phủ thành chủ có lớn hơn nữa thì cũng chỉ là thành trong thành mắt trái của Triệu Phong vừa mở ra, liền tập trung vị trí của Liễu Cầm Tâm, nhanh chóng đuổi kịp. Liễu Cầm Tâm ngồi ngay ngắn trong phòng khách, thu ba trong mặt khẽ chuyển, thầm nghĩ tiểu tử tóc xanh này, nhất định phải mất một thời gian mới có thể đuổi tới. Thế nhưng nàng vừa mới hé miệng uống trà, thì ở ngoài cửa đã truyền đến một tiếng điện minh. Chẳng lẽ hắn rất thông thuộc địa hình của phủ thành chủ? Người này chẳng lẽ có ý đồ bất lương với ta hoặc Liễu tộc? Liễu Cầm Tâm thoáng giật mình, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Vừa đúng lúc này, Triệu Phong đang đối diện với chuẩn thê tử đầu tiên của mình, thân thể của nàng uyên chuyển ưu nhã, thon dài mà không mất đi sự đầy đặn, hai mắt như hai điểm thu thủy, lông mày kẻ đen như mực, trong nét đoan trang điểm tĩnh có một loại khí chất không u như ý thơ. Từ một phương diện nào đó mà xét Triệu Phong phát hiện rằng, mình không hề có lý do nào để cự tuyệt nàng làm vợ. Thế nhưng, bình sinh trong đời hắn cũng đã nhìn thấy không ít mỹ nữ, tâm cảnh vẫn bình lặng như nước, chỉ ngẫu nhiên rung động đôi chút, liễu cầm tâm thấy triệu phong nhìn mình chằm chằm như vậy lúc đầu có chút chán ghét nhưng khi nhìn vào mắt đối phương nàng lại không phát hiện có bất kỳ tạp nhiệm nào nếu có thì chỉ là một loại tư thái thưởng thức thuần túy điều này khiến liễu cầm tâm cảm thấy ngoài dự liệu quanh năm suốt tháng dù nàng mang mạng che mặt nhưng ánh mắt của tuyệt đại đa số nam tử nhìn về phía mình cũng khó mà khắc chế được ý niệm dục vọng sâu sắc ở trong đầu thiếu niên trước mắt trên người phẳng phất có một tầng sương mù bao phủ ánh mắt sắc bén sáng ngời không hề né tránh Hai người cứ như vậy mà ngồi đối diện, cả hai đều trầm mặc im lặng, cho đến khi Hồng Hồ thành chủ bước chân tiến vào phòng khách. "Phong Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi cứ yên ổn sống trong phủ thành chủ, tốt nhất không nên rời khỏi thành Hồng Hồ. Tất cả những chuyện của ngươi sẽ có người lo liệu thích đáng." Hồng Hồ thành chủ nói thẳng vào vấn đề. Triệu Phong cũng không phản đối, chỉ đứng dậy đề nghị, về hôn sự, vãn bối còn chưa chuẩn bị tâm lý, hơn nữa, đây là đại sự nhân sinh liên quan tới hạnh phúc của cẩm tâm tiểu thự hy vọng không nên quá vội vàng hắn chỉ sợ hồng hồ thành chủ ép mình lập tức kết hôn với liễu cẩm tâm nói như vậy tất cả kế hoạch và sắp xếp của triệu phong sẽ giống như kiếm củi ba năm thiêu một giờ hồng hồ thành chủ nghe vậy ngược lại cười nói yên tâm sẽ không nhanh vậy đâu hồng hồ thành chủ cũng không muốn nhanh chóng để cho hai người triệu phong lập gia đình trước đó ông ta phải tìm hiểu rõ chi tiết về triệu phong trước có thể nói, trong lòng Hồng Hồ Thành chủ và Triệu Phong đều có tính toán. Đêm đó, Triệu Phong được an trí ở trong phủ Thành chủ, hưởng thụ đãi ngộ cực tốt, còn có một tòa biệt thự độc lập, có núi có sông. Quản gia hạ nhân trong phủ Thành chủ cũng rất cung kính với Triệu Phong, mọi người đều biết rõ, hắn chính là thiếu chủ nhân tương lai của phủ Thành chủ này. Triệu Phong khoanh chân ngồi, thần linh nhãn của hắn nhìn xuyên lầu các, quan sát khắp bốn phía biệt thự. Vì phòng ngừa Triệu Phong có thể chuồn êm, Hồng Hồ thành chủ đã phái ra tổng cộng 4 gã nửa bước chân linh cảnh hộ tống, ngoài ra còn có một vị cao nhân chân nhân cấp. Hồng Hồ thành chủ quả thật là quan tâm đến ta. Trong lòng Triệu Phong thoáng trầm xuống, tình hình hiện nay so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Cũng may là kế hoạch của hắn đã bắt đầu, chỉ cần Hồng Hồ thành chủ không buộc hắn kết hôn lập tức thì tất cả vẫn còn hy vọng. Triệu Phong vẫn yên lặng không động tĩnh, ngoại trừ tu luyện thì lại tới tàng thư các của phủ thành chủ, đi dạo một vòng, mở rộng kiến thức của mình thân là rể hiền của Hồng Hồ Thành Chủ, ngoại trừ một vài cấm địa ra, Triệu Phong căn bản là ngang dọc khắp nơi trong phủ Thành Chu. Đương nhiên, bốn tên nửa bước chân linh, cảnh và một vị cao nhân chân linh cảnh kia vẫn tùy thời nhìn chằm chằm vào Triệu Phong. Triệu Phong thản nhiên ở trong tàng thư các bổ sung tri thức, thậm chí còn có thể tiếp xúc với một vài công pháp bí kỹ cao thâm. Thông qua tàng thư các của phủ Thành Chủ, Triệu Phong cũng đã hiểu thêm rất nhiều về thế cục của Thiên Bồng, Đại Quốc và Bắc Đại Lục. Vài ngày sau, Triệu Phong chậm rãi bước ra khỏi phủ thành chủ. Dựa theo ý tứ của Hồng Hồ thành chủ, chỉ cần Triệu Phong không rời khỏi thành Hồng Hồ thì sẽ không có người nào ngăn trở hắn. Thậm chí, nếu như Triệu Phong nguyện ý, hắn còn có một đám người hầu hộ vệ đi theo. Những ngày này, Hồng Hồ thành chủ đã điều tra rõ lai lịch của Triệu Phong, không phải là nhân sĩ bản thổ của Thiên Bồng Đại Quốc, mà là người đến từ Thâm Sơn cùng cốc ở ngoại vực. Sau khi biết những điều này, Hồng Hồ thành chủ liền triệt để yên tâm ông ta chủ yếu lo lắng triệu phong đến từ một thế lực đối địch nào đó có ý đồ bất lương với liễu tộc mà thân phận lai lịch của triệu phong lại rất sạch không phải là nhân sĩ của đại quốc đến từ một ngoại vực nghèo nàn không có khả năng có quan hệ đối địch với liễu tộc một ngày khác triệu phong khoanh chân ngồi tĩnh tâm tu luyện trong đầu tầng lầu các thứ ba đại biểu cho điện chi truyền thừa đã có thể nhìn thấy rõ ràng trong tầng lầu các thứ nhất cơ bản mọi thứ đều đã sáng tỏ rõ ràng tầng thứ nhất của điện chi truyền thừa đã đạt tới đại viên mãn rồi. Trong lòng Triệu Phong thoáng sinh ra chờ mong điện chi truyền thừa, tổng cộng có 3 tầng lầu các, nếu như có thể tu luyện tới tầng lầu các thứ 3 hay đại viện mãn, nhất định có cơ hội đột phá cảnh giới tôn giả đan nguyên cảnh, bởi vậy có thể thấy được nội tình của truyền thừa mạnh nhất trong phù loan điện. Dù sao thì, trên đại lục hiện nay, chân nhân cấp đều là cự đầu chúa tể một phương còn tôn giả đan nguyên, cảnh thì chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi. Triệu Phong chậm rãi thở ra một hơi, kế hoạch đào hôn trong lòng đã hoàn thiện, chỉ ít có 8 phần nắm chắc mà trong đêm hôm đó, Hồng Hồ Thành Chủ đột nhiên triệu kiến triệu phong trong đại sảnh, ngoại trừ Hồng Hồ Thành Chủ và Liễu Cầm Tâm, ra còn có mấy vị nhân vật đức cao vọng trọng thậm chí ngay cả tộc trưởng của Liễu Tộc cũng có mặt ở đây. Hôm nay, Hồng Hồ Thành Chủ triệu kiến triệu phong đến chính là vì chuyện đính hôn. Triệu phong hôn sự đính ước vào nửa năm sau, ngươi có ý kiến gì không? Hồng Hồ Thành Chủ nói, không có, tất cả đều nghe theo sự an bài của Thành Chủ. Triệu Phong bày ra bộ dạng cung kính tòng mệnh, hồng hồ thành chủ thỏa mãn khẽ gật đầu còn vẻ mặt của liễu cầm tâm thì không khỏi có chút thất vọng nàng vốn hy vọng triệu phong sẽ dũng cảm đứng dậy xuất ra đại phách lực cự tuyệt hôn sự này sau đó đối đầu với thành chủ chết một cách rất thảm xem ra hắn và nam nhân khác cũng giống nhau không chống cự nổi vinh hoa quyền vị sắc đẹp dụ hoặc liễu cầm tâm thô dài sâu kín nếu triệu phong không phản đối thì hôn sự này cũng thuận lợi lập thành thời gian là vào nửa năm sau liễu cầm tâm cảm thấy bất đắc dĩ chính thức trở thành vị hôn thê của triệu phong mà kế hoạch đào hôn của triệu phong cũng bắt đầu tỉ mỉ hơn rất nhiều sau khi đính hôn kết thúc triệu phong và liễu cầm tâm cùng sóng vai đi ra khỏi đại điện trên đường đi triệu phong vẫn bất động thanh sắc liễu cầm tâm theo sát bên cạnh giống hệt một đôi tiểu phu thê lập tức rất nhanh đã đến tòa lầu các của thiên kim thành chủ thân thể mềm mại của liễu cầm tâm chợt dừng lại lông mày đen khẽ cau nói người đi theo ta làm gì Sắc mặt của nàng vô cùng lạnh lùng, ấn tượng về Triệu Phong lại xấu thêm vài phần. Vừa nãy chỉ mới đính hôn, vậy mà Triệu Phong đã có chút gấp gáp không kiên nhẫn, dọc đường đi theo, ý đồ bất chính lộ rõ. Nói chuyện. Sắc mặt Triệu Phong vẫn bình thản, hắn phát hiện mình tiến vào phủ thành chủ này, nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa từng nói chuyện với vị hôn thê này lần nào. Nói chuyện. Liễu Cầm Tâm lại xuyên tạc ý tứ của Triệu Phong, trong lòng hừ lạnh, đừng tưởng rằng đính hôn thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta chỉ mới đính hôn, Xin tự trọng, sắc mặt Liễu Cầm Tâm lại càng trở nên lạnh lùng hơn, khăn che mặt màu trắng đã che đi dung nhan khuynh nước khuynh thành của nàng. Triệu Phong kinh ngạc đến không nói nên lời, vội vàng bổ sung thêm hai chữ, mà thôi, nói chuyện, mà thôi, khuôn mặt của Liễu Cầm Tâm dưới khăn che không khỏi đỏ hồng. Chỉ thấy vẻ mặt của Triệu Phong vẫn bình tĩnh, trong mắt không hề có chút tạp niệm nào, thậm chí còn có vài phần kính trọng thoạt nhìn, thì có lẽ đối phương quả thật chỉ muốn nói chuyện mà thôi. Mời thái độ của liễu cầm tâm vẫn lãnh đạm dẫn triệu phong vào trong đỉnh trước lầu các, không hề có ý tứ mời vị hôn phu như triệu phong vào nhà trong thiên bồng đại quốc phong tục cũng không quá bảo thủ nam nữ sau khi đính hôn sống cùng một nhà cũng rất bình thường triệu phong cũng không để ý ngồi đối diện liễu cầm tâm bên cạnh có nhà hoàn dâng lên trà bánh ánh mắt liễu cầm tâm vẫn bình lặng vẻ mặt không đổi chỉ đợi triệu phong lên tiếng các ngươi đi xuống trước đi triệu phong vung tay lên để cho hai nhà hoàn lui ra nghiễm nhiên lộ ra một bộ tư thái con rể của thành chủ liễu cầm tâm không giận mà cười nàng ngược lại muốn nhìn xem triệu phong tìm nàng nói chuyện gì nàng đã xem triệu phong thành loại đạo trích muốn trèo cao lúc này có lẽ đối phương đang nghĩ cách để nịnh nọt mình đây thật đáng buồn chính là chẳng lẽ mình phải gả cho loại người này sao thế nhưng biểu hiện tiếp theo của triệu phong lại khiến cho toàn bộ suy nghĩ của nàng bị phá hủy lần trước trên đài tỷ võ ta thấy trong tay cầm tâm có một cây lược ngọc vừa vặn trong tay ta cũng có nửa cái lực ngọc, thoạt nhìn cũng khá giống nhau. Triệu Phong dứt lời, lấy ra nửa cái lực ngọc, đặt trên bàn đá. Liễu cầm tâm khẽ ồ một tiếng, tiếp nhận lấy nửa cái lực ngọc, cẩn thận quan sát, thậm chí còn dùng thủ pháp đặc thù, dung nhập vào đó một tia chân lực. Đột nhiên, tại chính diện nửa chiếc lực ngọc kia đột nhiên hiện ra một chữ liễu không hoàn chỉnh. Đúng vậy, đây chính là tính vật nhất mạch truyền thừa của liễu tộc, tại sao trong tay người lại có vật này? Liễu cầm tâm buông lược ngọc xuống, Phong nghe vậy, giữa hai đầu lông mày chợt hiện một tia vui mừng. Đây là tín vật mà sư tôn giao cho ta, mong cẩm tâm có thể chỉ giáo. Chiếc lược ngọc này xuất phát từ nhất mạch nào của liễu tộc? Liễu cẩm tâm hơi sững sờ. Đây là lần đầu nàng chứng kiến vẻ mặt mừng rỡ và chờ mong như vậy của triệu phong. So với lúc đính hôn, rõ ràng triệu phong cũng không có cảm xúc chấn động như vậy. Liễu cẩm tâm phát hiện mình càng ngày càng không thể nhìn thấu thiếu niên này. Hắn dường như không chút để ý đến việc lập gia đình, hay việc mình trở thành hôn thê của hắn càng không nói đến chuyện coi trọng loại tín vật này ở trong nhất mạch liễu tộc, chỉ có tổng hệ tông tộc và bảy đại phân tộc mới có. Về phần nó xuất phát từ nhất mạch liễu tộc nào thì chính là chuyện cơ mật của nhất mạch liễu hệ, cần phải tới đối chiếu thẩm tra với tông điển trong tộc. Đôi mắt đẹp của liễu cầm tâm khẽ lay động cho ra một đáp án. Nói như vậy, lược ngọc này cũng không phải là của nhất mạch hồng hồ liễu tộc các ngươi. Triệu Phong hỏi. Đúng vậy. Liễu cầm tâm nhấp một ngụ trà, đáp. Hai, triệu phong không khỏi có chút thất vọng vậy thì xem ra liễu cầm tâm trước mắt không phải là cùng một phân tộc với người mà mình muốn tìm rồi chẳng qua theo lời của liễu cầm tâm thì triệu phong cũng đã thu hẹp được phạm vi tìm kiếm của mình chủ nhân nhận thư có lẽ xuất thân từ tổng hệ liễu thị hoặc là bảy đại phân tộc trước mắt hồng hồ liễu tộc đã bị loại khỏi danh sách tiếp đó danh sách trong đầu triệu phong lại lần nữa hiện ra qua một lượt loại trừ chỉ còn hai người phù hợp với điều kiện nhất cầm vương phi và cầm tiên tử cầm tiên tử đã gia nhập cầm kiếm cung chính là một trưởng lão bất luận là cầm vương phi hay là cầm tiên tử cũng đều là đại nhân vật khó gặp đa tạ cầm tâm chỉ điểm nếu như có thể xác định được cụ thể cây lược ngọc này xuất phát từ nhất mạch liễu hệ nào triệu phong thật vô cùng cảm kích triệu phong đứng dậy cáo từ liễu cầm tâm ngồi yên tại chỗ vẻ mặt thoáng cứng đờ nàng có thể cảm nhận được sự thất vọng của triệu phong hứng thú đối với mình cũng giảm mạnh thậm chí hắn còn không có hứng thú tiếp tục nói chuyện chẳng lẽ hắn tìm ta chỉ vì chuyện này liễu cầm tâm ngoài kinh ngạc còn có cảm giác thất bại khó hiểu lúc đầu nàng vốn cho rằng triệu phong đang ra vẻ thần bí chơi trò lạt mềm buộc chặt nhưng trải qua một thời gian triệu phong gần như đều tự đóng kín cửa không hề chủ động liên hệ với nàng triệu phong cũng không còn tâm tư tiếp tục cuộc chơi nữa hắn phải đào hôn phải suy nghĩ cẩn thận bước đầu tiên là tu bổ âm ảnh phi phong bước thứ hai tăng cường tu vi thực lực tài liệu tu bổ âm ảnh phi phong triệu phong cơ bản đã góp đủ chỉ còn thiếu mấy loại tài liệu hiếm có nếu như có thể tu bổ âm ảnh phi phong tất sẽ tăng thêm tỷ lệ để ta chạy trốn và ẩn nấp triệu phong thầm nghĩ trong lòng chuyện này tốt nhất không nên để cho hồng hồ thành chủ biết nhưng việc tu bổ âm ảnh phi phong cần có luyện khí đại sư ra tay triệu phong hỏi thăm một chút trong thành hồng hồ này có hai vị luyện khí đại sư địa vị không nhỏ trong đó có một vị luyện khí đại sư có quan hệ không tệ với liễu tộc vị luyện khí đại sư còn lại. Nghe nói kỹ nghệ rất cao, nhưng tính tình nóng này, không hề cấp thể diện cho người khác bao giờ. Quan hệ với liễu tộc cũng bình thường thậm chí còn từng phát sinh một vài mâu thuẫn. Ừm, vị luyện khí đại sư kia dường như tính tính rất nóng này, tài nghệ của hắn rất cao, càng trọng yếu hơn là quan hệ với liễu gia cũng không tốt lắm. Triệu Phong đã xác định được mục tiêu. Vị luyện khí đại sư này được mọi người gọi thiết càn đại sư. Tạo nghệ luyện khí của hắn có thể đứng trong 10 hạng đầu của thiên bồng đại quốc, cho dù là hồng hồ liễu tộc cũng không thể khinh suất đắc tội với hắn. Chẳng qua, muốn tìm thiết càn đại sư ra tay, quả thật còn khó hơn gấp chục lần. Triệu Phong tự nhiên phải chuẩn bị một phen. Đầu tiên, hắn phải thăm đỏ sở thích của thiết càn đại sư, sau đó mới ra tay. Trước khi nắm chắc tình huống, Triệu Phong sẽ không dễ dàng ra tay. Hại tháng sau ngày đính hôn, Triệu Phong dốc lòng tu luyện, tham ngộ một vài bí thuật tinh thần và điện chi áo nghĩa, thậm chí còn đọc lướt qua một ít kỹ nghệ về tuần thú sư hồng hồ thành chủ rất coi trọng hắn thấy triệu phong khắc khổ tu luyện lại ban cho một lượng lớn linh đan và chân tài tại thiên bồng đại quốc tài nguyên thập phần phong phú hồng hồ thành chủ ban cho những linh đan chân quý này có tác dụng xúc tiến tu vi của triệu phong rất lớn ba tháng sau ngày đính hôn tu vi của triệu phong đã đạt tới lục trọng thiên đỉnh phong sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy một mặt là nhờ hồng hồ thành chủ cung cấp nhiều tài nguyên một mặt khác là triệu phong vốn từng là tu vi thất trọng thiên thoát phàm cảnh sau đó rơi xuống lục trọng thiên ba tháng còn lại, ta nắm chắc có thể trở lại thất trọng thiên. Tầng thứ nhất của điện chi truyền thừa, cơ bản cũng đã đạt tới hỏa hầu đại viên mãn. Trong lòng Triệu Phong thầm mừng rỡ. Lúc rảnh rỗi, Hồng Hồ thành chủ thậm chí còn chỉ điểm Triệu Phong tu luyện. Đương nhiên, tuần thú sư như Triệu Phong cũng bị tận dụng triệt để, hỗ trợ thuần hóa một vài linh sủng tọa kỵ kiệt ngạo bất tuần trong phủ thành chủ. Vì thế, Triệu Phong đã cố ý tìm hiểu một ít thông linh ngữ thuật của tuần thú sư loại bí thuật này có thể trao đổi với yêu thú linh sủng, nghe hiểu được ngôn ngữ của chúng, xem như là dùng đúng bệnh bốc đúng thuốc. Trên thực tế, thông linh ngữ thuật cũng là một nhánh vận dụng của phương diện bí thuật tinh thần. Chỉ cần học được thuật này, phàm là yêu thú linh sủng có tinh thần ý thức, phần lớn hắn đều có thể câu thông. Trong phủ thành chủ, có một vài linh sủng tọa kỵ có thực lực cao tới chân linh cảnh, tuần thú sư cũng không dễ dàng khiến chúng phục tùng. Mỗi lần Triệu Phong và Tiểu Tạc Miêu xuất thủ, đều có thể thuận lợi chế ngự, hiểu rõ bệnh trạng của linh sủng mà trần bệnh bốc thuốc. Tiểu tặc Miêu không cần học thông linh ngữ thuật, nhưng lại có thể tùy ý trao đổi với bất kỳ linh sủng nào. Thủ đoạn hãm hại lừa gạt các kiểu, không gì mà tiểu tặc Miêu không biết, thậm chí ngay cả yêu thú chân linh cảnh cũng bị nó và Triệu Phong câu thông, nhanh chóng giải quyết. Biểu hiện của Triệu Phong trong phủ thành chủ khiến Hồng Hồ thành chủ rất thỏa mãn. Quan trọng hơn là Triệu Phong rất an phận, không làm ra bất kỳ chuyện gì khác người, thậm chí ngay cả tay của vị hôn thê cũng không đụng vào lấy một cái cầm tâm à, ngươi cũng không cần quá lạnh nhạt với hắn. Hồng hồ thành chủ đã nhiều lần khích lệ con gái. Liễu cầm tâm u oán im lặng, nàng rất lãnh đạm với triệu phong, nhưng đối phương lại càng phớt lờ sự tồn tại của vị hôn thê như nàng phụ thân. Chẳng lẽ ta thực sự phải gả cho tên độc nhãn long này? Liễu cầm tâm có chút giàu dĩ không vui. Trong mắt hồng hồ thành chủ lóe lên tinh mang cười ha ha nói, ngươi thực sự cho rằng hắn là một độc nhãn long sao? Mắt của phụ thân chẳng lẽ lại tệ như vậy? Chẳng lẽ, liễu cầm tâm cảm giác triệu phong che kín mắt trái là vì có bí mật gì đó bởi vì triệu phong không giống độc nhãn long hắn rất tỉnh táo trầm ổn lão luyện không hề có bất kỳ khuynh hướng tàn bạo nào huyết mạch truyền thừa của kẻ này thật sự không đơn giản nếu như ta đoán không sai có lẽ là một loại huyết mạch đồng tử hiếm thấy trong sách cổ có ghi lại sau khi thái cổ man hoang kết thúc trong võ nội sản sinh bát đại thần mâu chúa tể bát phương thế giới trong mắt hồng hồ thành chủ lộ ra một tia thần sắc chờ mong bát đại thần mâu chẳng lẽ phụ thân suy đoán rằng hắn là một trong số đó liễu cầm tâm cả kinh nói không có khả năng hồng hồ thành chủ lắc đầu cười đây dù sao cũng chỉ là thần thoại chẳng qua nghe nói bát đại thần mâu là thuộc sở hữu thủy tổ huyết mạch đồng tử trong thiên địa có rất nhiều loại huyết mạch đồng tử có một tia liên hệ sâu xa với bát đại thần mâu cho dù chỉ có một tia huyết mạch cực nhỏ liên hệ với bát đại thần mâu thì cũng đã có ưu thế vượt xa huyết mạch bình thường rồi bát đại thần mâu chưa từng xuất hiện trong lịch sử đại lục sao? Không có, nhưng vài vạn năm trước, từng có một nhân vật truyền kỳ có được loại huyết mạch đồng tử đặc thù, mở ra thiên cơ truyền thừa. Người đó chính là Tam Nhãn Thiên Quân Đỉnh Đỉnh đại danh trong lịch sử Bắc Đại Lục, trong truyền thuyết, ông ta đã tấn chức vương giả đại đế hư thần cảnh. Hồng Hồ Thành chủ cười nhạt một tiếng, trong lúc thành chủ và Liễu Cầm Tâm đang trò chuyện. Bẩm thành chủ, Triệu Phong đi đến ngoại ô thành Hồng Hồ, có cần ngăn cản hay không? một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện phảng phất như một bóng ma hư vô ngoại ô chẳng lẽ hắn muốn rời khỏi thành hồng hồ hồng hồ thành chủ nói mục tiêu của hắn hình như là thiết càn sơn thiết càn sơn ha ha hắn muốn đi tìm thiết càn đại sư sao hồng hồ thành chủ nở một nụ cười nhạt thiết càn đại sư chính là lão già khọm khẹm tính tình nóng này đó sao lúc trước ngay cả phụ thân còn không cấp thể diện gây nháo sự không vui triệu phong đi tìm hắn không sợ mũi dính cho hay sao? Liễu Cầm Tâm mỉm cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, ngoại ô thành hồng hồ. Trên một tòa đại sơn đen thui, đập vào mắt là một mảnh trụi lủi, không có bao nhiêu cây xanh. Núi này gọi là Thiết Càn Sơn, thoạt nhìn thì nó không lớn, nhưng nếu bởi vậy mà coi thường nó thì đã sai lầm to. Núi không cao, nhưng có tiên thì nổi danh, nước không sâu, nhưng có rồng thì linh thiêng tại thành hồng hồ thanh danh của thiết càn sơn không nhỏ trực tiếp lấy tên của thiết càn đại sư để đặt cho nó một người một mèo nghênh ngang bước lên thiết càn sơn tiểu tặc miêu thích ý vui vẻ đùa giỡn trên núi thần linh nhãn của triệu phong quét qua thiết càn sơn một lượt liền phát hiện trên núi có hỏa nguyên lực nồng đậm từ khi bước lên ngọn núi này nhiệt độ rõ ràng tăng lên không ít trong thiết càn sơn này chắc chắn có nham thạch nóng chảy thậm chí còn có địa mạch chi hỏa ánh mắt của triệu phong thoáng lóe lên hắn đã tìm hiểu về phương diện luyện khí, thậm chí không thua kém gì luyện khí đại sư bình thường, thế nhưng so với cấp bậc đại sư thì lại có một khoảng cách lớn không thể vượt qua. Triệu Phong và Tiểu Tặc Miêu đi bộ lên núi, cũng không cưỡi Thanh Phong Yến. Trước khi xuất phát, Triệu Phong đã sớm nghe ngóng rõ ràng, Thiết Càn đại sư không thích nhất là bị người khác quấy rầy sự thanh tịnh, thậm chí còn có cấm chế linh sủng tọa kỵ dừng lại trên chân núi. Không lâu sau, trên đỉnh núi đã xuất hiện một tòa phủ đệ ngân thiết. Tòa phủ đệ này gọi là Thiết Càn phủ, là nơi ở và luyện khí của thiết càn đại sư lúc này trên đỉnh núi có một ít dòng người ra ra vào vào phản lớn đều vẻ mặt chán trường quay trở về hai thiết càn đại sư không tiếp khách ngay cả ba tên đồ để luyện khí cũng có lịch hẹn đến nửa năm sau rồi trong dòng người tới lui phần lớn đều là cường giả thoát phàm cảnh tại thiên bồng đại quốc võ phong thịnh hành bất luận là thế tục hay là thế giới tông môn tất cả đều là thực lực vi tôn nếu như có chân linh cảnh hàng lâm thiết càn phủ sẽ phái người đón tiếp một chút hoặc là hỏi thăm xem khách đến có bối cảnh thân phận gì để dàn xếp một phen. Đương nhiên, lúc Triệu Phong lộ ra hồng liễu lệnh, người của Thiết Càn phủ cũng chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không nói một câu đã cho hắn đi vào. Thiết Càn đại sư và Hồng Hồ thành chủ có quan hệ cũng không tốt, nhưng Liễu tộc dù sao cũng là bá chủ của nơi này, Thiết Càn phủ tự nhiên cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Chỉ thấy một người một mèo nhanh chóng tiến vào Thiết Càn phủ. Cùng lúc đó, tại phụ cận Thiết Càn phủ, ở một khu vực ẩn nấp, Hắn lên Thiết Càn Sơn rồi, nhanh chóng về báo cho thành chủ. Ba nam tử mặc ám bào, đứng sau đống đá, một thân ảnh nhanh chóng rời đi. Vụt. Sau khi Triệu Phong tiến vào Thiết Càn phủ không lâu, lại có một tên nam tử mặc ám bào cũng chậm rãi trà trộn vào. Trong tay hắn lộ ra một cái lệnh bài, thủ vệ của Thiết Càn phủ liền khẽ biến sắc. Từ sau khi luận võ, bốn tên nửa bước chân linh cảnh vẫn âm thầm giám sát nhất cử nhất động của Triệu Phong. Lúc đầu, thậm chí còn có một vị cao nhân chân linh cảnh tham gia. Một mặt, Hồng Hồ Thành chủ muốn nắm rõ chi tiết của Triệu Phong, một mặt khác là đề phòng Triệu Phong chạy trốn. Chẳng qua, từ sau khi Triệu Phong nhập chú phủ thành chủ, hắn vẫn luôn an phận, tĩnh tâm tu luyện, còn giúp thuần hóa những linh sủng trong phủ thành chủ. Thời gian dần trôi qua, Hồng Hồ Thành chủ cũng đã tín nhiệm Triệu Phong kha khá, không những thưởng thức mà còn giảm bớt cảnh giác đi quá nửa. Nửa tháng trước, vị chân linh cảnh giám sát Triệu Phong đã bị thu về. Sau khi tiến vào thiết càn phủ, Triệu Phong cũng không được phép tiếp kiến dù hắn đã báo ra thân phận là con rể của thành chủ thế nhưng cũng không được coi trọng bởi lẽ hồng hồ thành chủ và thiết càn đại sư cũng không có quan hệ tốt đẹp lắm triệu phong hơi trầm ngâm sau đó tiến vào một điện triển lãm trong tòa phủ trong đại điện trưng bày đủ các loại tác phẩm luyện khí kể cả vũ khí hộ giáp trang sức những tác phẩm luyện khí này có một số là do tự tay thiết càn đại sư luyện chế cũng có một số là từ chỗ đệ tử của hắn luyện chế không thứ nào không phải là loại chế tác thượng thừa khiến người khác nhìn mà hoa cả mắt Triệu Phong tùy tiện xem vài món, cho dù là tác phẩm của đệ tử Thiết Càn đại sư chế tác, thì cũng trên một bậc so với luyện khí sư có uy tín lâu năm ở Hiểu Nguyệt Tông, luyện chế. Về phần tác phẩm của bản thân Thiết Càn đại sư thì lại càng gần như hoàn mỹ, giống như tác phẩm nghệ thuật vậy. Người quan sát đều không ngừng thốt lên với vẻ thán phục, kể cả một vài luyện khí sư nổi tiếng đến tham quan. Không ít cường giả hoặc luyện khí sư đều muốn mua những tác phẩm luyện khí này. Thế nhưng, phần lớn tác phẩm ở đây đều không bán, hoặc là tốt đến mức chủ nhân luyện khí không nỡ bán, hoặc là giá cả cao đến không tưởng, có thể nói là giá cả gấp 10 lần so với giá trị của tác phẩm. Tóm lại, muốn mua tác phẩm luyện khí vô cùng khó, trừ phi tu vi của ngươi cao, có đủ phân lượng trực tiếp nói chuyện với người của Thiết Càn phủ, hoặc có quan hệ bối cảnh sâu dày. Những tác phẩm này chủ yếu dùng để triển lãm, nói trắng ra là dùng để khoe khoang thực lực luyện khí của Thiết Càn phủ. Triệu Phong thuận tay cầm một thanh trượng kiếm xích kim lên, nhẹ nhàng chạm vào chất liệu của thanh kiếm được dung luyện đến mức tận cùng thân kiếm trong sáng như gương đủ để soi mặt cái kiếm nát này thủ pháp luyện chế quả thật thô không chịu nổi một âm thanh khinh miệt vang lên thoáng chốc bầu không khí của điện triển lãm liền lâm vào tĩnh mịch phần lớn ánh mắt đều dừng lại trên người một thiếu niên tóc xanh tiểu tử này là ai dám chê bai tác phẩm của thiết càn phủ ồ hắn không phải là con rể của thành chủ hay sao người trong đại điện hoặc kinh ngạc hoặc nghị luận trong đó có rất ít người có thể nhận ra thân phận của triệu phong đinh triệu phong thử búng lên thân kiếm một cái nói chất liệu dụng luyện không tệ nhưng tiêu chuẩn của món vũ khí này quả thật quá tốn hao tài liệu có thể nói nó chỉ có cái bề ngoài hắn vừa nói vừa lắc đầu khiến mọi người đều đưa mắt nhìn qua tiểu huynh đệ xin chỉ giáo một vị luyện khí sư vì mộ danh mà đến đây có chút không phục mà nói ngươi xem tài liệu chủ yếu của kiếm này là từ thiết kim tử thiết kim có tính truyền chân lực không tệ cường độ cũng rất cao thế nhưng khuyết điểm là trọng lượng và độ sắc bén không ổn phân lượng của tử thiết kim trong thanh kiếm này không ngờ lại vượt quá một phần ba lại thêm vào huyền băng thiết và bách luyện huyền kim tăng độ cứng và độ sắc bén thế nhưng trọng lượng quá nhẹ ảnh tưởng tới lực sát thương độ cứng cũng không đạt tới trình độ lý tưởng nếu như va chạm kịch liệt thì lưỡi kiếm rất dễ bị gãy triệu phong nói xong lại lắc đầu thêm lần nữa trên thực tế quyết điểm của thanh kiếm này cũng không rõ ràng đơn giản là vì nó hơi nhẹ, mà độ cứng cũng không đạt tới trình độ lý tưởng cho vào tử thiết kim khá nhiều, cho nên lưỡi kiếm này chủ yếu là truyền chân lực vào, tăng cường lực phá hoại, chất lượng không lớn, như vậy sẽ tăng thêm tốc độ cho lưỡi kiếm. Hơn nữa, những thanh kiếm đặt ở điện triển lãm đều đã trải qua cân nhắc xem xét, cho nên bỏ vào khá nhiều tử thiết kim. Nhưng người có nhãn lực bình thường lại không thể nhìn ra những chi tiết vụn vật này bởi dù sao thì tính truyền chân lực của thanh kiếm cũng rất mạnh uy lực kinh người gia tăng tốc độ độ sắc bén cũng khá tốt có thể nói là chú trọng về thuộc tính và sát thương về phần độ cứng chẳng qua là không đạt tới trình độ lý tưởng thế nhưng cũng không kém bao nhiêu tuy nhiên nhãn lực của triệu phong rất sắc bén thậm chí còn có thể nhìn xương trong trừng gà nghe xong lời giải thích của hắn luyện khí sự bên cạnh không khỏi gật đầu nói quả thật là có chút khuyết điểm nhỏ nhặt thế nhưng không đủ che đi khuyết điểm của nó người nào dám chê bai tác phẩm của thiết càn phủ mấy vị luyện khí sư và học đồ của thiết càn phủ đều phẫn nộ chạy thẳng đến ha ha đường đường là thiết càn phủ chỉ vậy mà đã tức giận rồi chẳng lẽ chỉ cho phép chúng ta tán dương lại không được đề cập tới khuyết điểm của tác phẩm triệu phong cười lạnh một tiếng không để tâm lại tiếp tục nói đây chỉ là vấn đề thứ nhất độ cứng của lưỡi kiếm được thêm vào huyền băng thiết một khi gặp phải vũ khí có hỏa thuộc tính cường đại lạnh nóng gặp nhau sẽ khiến cho chất liệu của thân kiếm biến hình thậm chí còn có thể vỡ vụn trong quá trình đánh nhau. Huyền băng thiết có thể gia tăng lực sát thương trải qua dung luyện đặc thù còn có thể khiến cho thân kiếm bóng loáng như gương, nhỏ máu không dính. Đây cũng là vì quá truy cầu hình thức, lại không có bao nhiêu thực dụng, thật sự là một nét bút hỏng. Những luyện khí sư ở gần đó nghe vậy liền trợn mắt há hốc mồm. Nếu như Triệu Phong chỉ nói rằng nói bậy thì bọn họ cũng chỉ có thể cười trừ, nhưng hắn nói không phải là không có đạo lý, hơn nữa trong lời nói cũng thể hiện ra học thức và lý giải phong phú đối với luyện khí. Chỉ ra đủ khuyết điểm của thanh trường kiếm này, Triệu Phong lại cầm lấy một cây hắc thiết trường tiên bên cạnh, nói, các ngươi xem, cây trường tiên này chính là dung nhập với hắc luyện nguyễn cương. Vừa lên tiếng, lực chú ý của mọi người trong đại điện liền bị Triệu Phong thu hút. Triệu Phong thao thao bất tuyệt, phân tích từng tài liệu của từng kiện tác phẩm luyện khí, trọng điểm chính là phóng đại khuyết điểm và phê bình chất lượng không đủ của nó. Mấy vị luyện khí sư tọa trận trong thiết càn phủ đều chọn tròn mắt, hành vi của Triệu Phong hoàn toàn là bới lông tìm vết, tìm xương trong trứng nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại từ một khuyết điểm mà suy ra ba, phóng đại khuyết điểm đến vô hạn. Hắn làm sao có thể biết rõ tài liệu của từng tác phẩm, ngay cả tỷ lệ phân lượng và hòa hầu dung luyện cũng nói chính xác. Chỉ có cấp bậc đại sư hoặc luyện khí sư, lâu năm có kinh nghiệm cực kỳ phong phú mới có thể nhìn ra nhiều chi tiết như vậy. Một vị luyện khí sư tọa trấn không khỏi hít sâu một hơi. Nhanh, nhanh gọi ba vị chân truyền sư huynh, đại sư huynh đang bệ quan luyện khí, nhị sư huynh cũng đi ra ngoài rồi, còn tam sư huynh thì hình như đang tiếp kiến một vị cao nhân chân linh cảnh. Luyện khí sư tọa trấn thiết càn phủ có chút lo lắng, nói: "Những luyện khí sư ở đây đã bị Triệu Phong hù dọa triệt để rồi, nhất thời không tìm ra nhân vật trấn áp cục diện. Càng đáng sợ hơn là mỗi kiện tác phẩm mà Triệu Phong cầm lên đều bị hời hợt nói ra chất liệu và khuyết điểm. Cứ tiếp tục tình huống này, thanh danh của Thiết Càn phủ sẽ bị phá hỏng hoàn toàn." Tên này, chẳng lẽ đến đập phá quán hay sao? Vài tên luyện khí sư không nhịn được hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng ý thức được điều gì đó. Có nên đuổi hắn ra ngoài không? Không được. Trong tay hắn có hồng liễu lệnh, lại còn là con rể của hồng hồ thành chủ. Hồng hồ thành chủ có quan hệ không được tốt lắm với sư tôn, việc này chẳng lẽ là mưu kế mà hồng hồ thành chủ âm thầm sắp đặt. Thiết càn phủ tự nhiên có cao nhân chân linh cảnh tọa chấn, nhưng lúc này cũng không biết phải làm gì, nghi kỵ đủ điều. Nơi này là địa bàn của thành hồng hồ, thân phận của Triệu Phong cũng bất đồng. Sau lưng còn có cự đầu như hồng hồ thành chủ trồng lưng, bọn họ cũng không dám khinh xuất ra tay. Càng trọng yếu hơn là khuyết điểm của mỗi kiện tác phẩm đều bị Triệu Phong, nói rất có đạo lý, đạt được sự tán thành nhất định của mấy vị luyện khí sư gần đó. Nếu như thiết càn phủ cưỡng ép đuổi người, vậy chẳng phải là đang trột dạ hay sao? Kẻ nào? Dám đến thiết càn phủ của ta gây chuyện. Một thanh âm nóng nảy thô kệch từ trên trời ép xuống, kèm theo đó là uy áp chân linh cường đại. Luồng uy áp chân linh này còn mạnh hơn cả đại trưởng lão của Hiểu Nguyệt Tông, mơ hồ tiếp cận chân huyền cấp. Đại sư, Thiết Càn đại sư, một vài người trong điện triển lãm lập tức hãi hùng khiếp vía. Vừa dứt lời, một thân ảnh cao lớn, tay cầm thiết chùy, thân mặc áo bào hồng bỗng nhiên hiện thân trong đại điện, quanh người của hắn bừng lên một đạo hỏa diễm cao hơn một trượng, hung hãn bức người. Ai trong thành Hồng Hồ cũng biết tính tình của Thiết Càn đại sư nổi tiếng nóng tính thô bạo, Lúc này, rất nhiều người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ha ha, Thiết Càn đại sư, rốt cuộc ngươi cũng chịu đi ra rồi. Trong lòng Triệu Phong thầm cười, mặt không đổi sắc, buông kiện tác phẩm luyện khí trong tay xuống, chậm rãi nói, "Thiết Càn đại sư, lần này ta tới đây, chính là thay sư Tôn Thiên thủ tông sư của ta, hướng ngươi phát ra khiêu chiến." Thành Hồng Hồ, Bẩm thành chủ, chúng ta vừa xác định Triệu Phong đã tiến nhập Thiết Càn Sơn. Một bóng người mờ nhạt khom lưng nói, Hồng Hồ Thành Chủ âm thầm gật đầu, chuyện này cũng không ngoài dự liệu. Triệu Phong tiến về Thiết Càn Sơn, quá nửa là vì muốn bái kiến vị luyện khí đại sư kia rồi. Còn gì nữa? Bóng người mở nhạt kia cũng không lập tức rời đi. Triệu Phong đến Thiết Càn Sơn, dường như có ý đập phá quán. Thanh âm của bóng người có chút do dự. Cái gì? Đập phá quán? Lông mày của Hồng Hồ Thành Chủ nhảy dựng, liếc nhìn con gái Liễu Cầm Tâm. Phản ứng đầu tiên của hai người là, tên Triệu Phong này thật to gan thiết càn đại sư là nhân vật nào không nói đến tu vi chân linh cảnh của hắn chỉ riêng về tạo nghệ luyện khí cũng có thể xem như đệ nhất tại thành hồng hồ này rồi phóng mắt khắp toàn bộ thiên bồng đại quốc tạo nghệ của thiết càn đại sư thậm chí có thể xếp vào mười hạng đầu lúc trước dù hồng hồ thành chủ và thiết càn đại sư trở mặt nhưng cũng không thể làm gì được đối phương nếu như triệu phong cố tình đi đập phá quán vậy thì chuyện này e rằng có chút phiền phức rồi vẻ mặt hồng hồ thành chủ trở nên ngưng trọng Thân phận của Triệu Phong đặc thù trong thành Hồng Hồ này không chỉ đại biểu cho bản thân mà còn đại biểu cho Hồng Hồ thành chủ. Bởi vì Hồng Hồ thành chủ đã khâm điểm Triệu Phong làm con rể. Quan hệ giữa Hồng Hồ thành chủ và Thiết Càn đại sư vốn không tốt, Triệu Phong còn đi gây sự như vậy, trong mắt người ngoài, đây rất có thể là đại biểu cho ý đồ của Hồng Hồ thành chủ. Phụ thân, tu vi của Thiết Càn đại sư cũng chưa đạt tới chân huyền cấp, cũng không phải là luyện khí tông sư, chúng ta có nhất thiết phải kiêng kỵ hắn không? Trên mặt Liễu Cầm Tâm tràn đầy vẻ khó hiểu. Thực lực của phụ thân, nàng cũng biết một hai, ngay cả chân huyền cấp cũng không để vào mắt, ngày xưa thậm chí còn phát lời khiêu chiến với chân chủ cấp. Có thể nói, chân chủ cấp không xuất hiện thì Hồng Hồ Thành chủ có thể ngạo thị tất cả. Nhân vật lớn như vậy, lẽ ra không cần cố kỵ một vị luyện khí đại sư mới phải. Thiết Kiện đại sư này có bối phận không đơn giản. Bản thân hắn có quan hệ rất mật thiết với Thiết Huyết giáo. Nghe đồn, hắn thậm chí còn là luyện khí sư ngự dụng của Thiết Huyết giáo. Hồng Hồ Thành chủ nói đến đây, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. "Thiết Huyết Giáo." Liễu Cầm Tâm nghe vậy thì thần sắc lập tức biến đổi, Triệu Phong đã gây họa rồi. Tại Thiên Bồng Đại Quốc, tám cỗ thế lực gồm nhất Hoàng, Tam Tông, Tứ Tộc, gần như có thể một tay che bầu trời. Trong đó, đứng đầu Tam Tông chính là Thiết Huyết Giáo, thế lực của nó so với tổng hệ Liễu tộc và Cầm Kiếm môn còn cường đại hơn. Đừng nói là Hồng Hồ Liễu gia, cho dù là tổng hệ Liễu tộc cũng phải cố kỵ Thiết Huyết Giáo, không dám khinh suất đắc tội hiện nay, thế cục tại thiên bồng đại quốc, hoàng thất và thiết huyết giáo có địa vị ngang nhau, thủy hỏa bất dung. Hoàng thất là kẻ thống trị trên danh nghĩa, còn thiết huyết giáo là quốc giáo, thế lực có xu thế che trời. Không được, ta phải đích thân tới thiết càn sơn một chuyến. Hồng hồ thành chủ vừa nói xong, thân hình liền biến mất, tiếng xe gió vang lên. Ta cũng đi xem. Trong mắt liễu cầm tâm hơi lộ ra lãnh, thậm chí còn có chút hả hê, hư. Tên triệu phong này, không ngờ dám dùng thân phận con rể thành chủ đi ra ngoài gây chuyện, bây giờ thì đụng phải đinh rồi. Thiết Càn phủ trong đại điện, Thiết Càn đại sư Hằng Lâm bầu không khí lặng ngắt như tờ. Lần này ta tới là đại biểu cho sư tôn của ta, Thiên Thủ Tông sư hướng người phát ra khiêu chiến. Chỉ có Triệu Phong là vẫn khoan thai cười. Trên người Thiết Càn đại sư dâng lên một trận hỏa diễm cao hơn một trượng, hiển nhiên đang nổi giận bừng bừng. Thế nhưng lời nội của Triệu Phong vừa dứt thì ngọn lửa trên người thiết càn đại sư lập tức giảm mạnh ba phân thiên thủ tông sư thân thể thiết càn đại sư thoáng khựng lại trên mặt lộ vẻ kinh nghi tông sư rõ ràng còn cao hơn đại sư một cấp triệu phong vừa báo ra tên của thiên thủ tông sư lập tức trấn trụ thiết càn đại sư đại sư thì giỏi lắm sao chẳng lẽ còn cao hơn tông sư đương nhiên cái gọi là thiên thủ tông sư chẳng qua chỉ là một danh hiệu mà triệu phong tùy tiện lấy ra để dọa người mà thôi thiên thủ tông sư trên đại lục hiện nay, dường như không có vị tông sư luyện khí nào vừa xuất thế. Vị tông sư luyện khí gần đây nhất của Bắc Đại Lục đã đi về cõi tiên cách đây 100 năm, rồi. Trong đại điện lại vang lên một trận nghị luận. Ở đây có không ít nhân sĩ giới luyện khí, thế nhưng chưa từng nghe nói đến thiên thủ tông sư, ít nhất là trên Bắc Đại Lục này, chưa từng nghe qua bao giờ. Tiểu thiếu niên, nếu như ngươi cố tình đến thiết càn phủ gây chuyện, cho dù ngươi có là con rẻ của Hồng Hồ Thành, chủ thì lão phu cũng sẽ không lưu tinh đâu. Trên mặt Thiết Càn đại sư lộ rõ vẻ giận dữ không thôi, trong thanh âm có vài phần lạnh lùng. Nhưng lúc này, hắn cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Trên người thiếu niên tóc xanh trước mắt có chút quỷ dị. Hơn nữa, vừa rồi Triệu Phong phê bình khuyết điểm của những tác phẩm trong điện triển lãm, Thiết Càn đại sư cũng nhìn thấy. Theo phán đoán của Thiết Càn đại sư, tạo nghệ của Triệu Phong ở phương diện luyện khí hắn không kém, mà ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, ở phương diện này thậm chí có thể sánh ngang với luyện khí đại sư nhưng đáng giận chính là tên này cố tình bới móc dù sao thì trên thế gian này cũng không có tác phẩm hoàn mỹ tuyệt đối vậy mà triệu phong lại phóng đại những khuyết điểm rất nhỏ của mỗi kiện tác phẩm lên vô hạn ha ha sư tôn của ta là tông sư luyện khí vừa mới xuất hiện tại trung đại lục lần này ta đến đây chính là cố ý mang theo một kiện tác phẩm của sư tôn tới khiêu chiến với cao thủ luyện khí trên khắp bắc đại lục này triệu phong mặt không đổi sắc lừa gạt bắc đại lục rất rộng lớn mà trung đại lục lại càng xa xôi hơn hơn nữa, theo như Triệu Phong biết, luận trình độ phồn hoa thì trung đại lục càng khủng bố hơn. Mọi người ở đây, cơ bản đều chưa từng tới trung đại lục, còn vị sư Tôn Tông Sư, luyện khí trong lời nói của Triệu Phong lại vừa mới xuất hiện tại trung đại lục, tất nhiên không thể tìm ra chút sơ hở nào. Tác phẩm của Tông Sư luyện khí, tinh mang trong mắt Thiết Càn Đại sư lóe lên. Bốp, Triệu Phong vỗ tay một cái. Meo meo, tiểu tặc Miêu ôm theo một bầu rượu với thể tích còn lớn hơn cả nó rơi xuống đất, còn tham lam uống thêm một ngụm rượu. Đây chính là một kiện tác phẩm được chế tác từ rất lâu của sư tôn ta. Triệu Phong giơ tay lên. Trong đại điện, ánh mắt của mọi người đều bị bầu rượu trong tay tiểu tặc Miêu hấp dẫn. Bầu rượu này rất cổ kính, chất liệu lại kỳ lạ. Linh thức của Thiết Càn đại sư quét qua, khẽ biến sắc, hỏi, cái bình này có tác dụng gì? Vừa dứt lời, meo meo. Tiểu tặc Miêu uống cạn nốt chỗ rượu còn sót lại trong bầu rượu, sau đó rót vào một ít nước nước trong bầu rượu liền chậm rãi biến hóa. Linh thức của Thiết Càn đại sư quét qua, lập tức phát hiện có chút kỳ quái, cảm giác vô cùng kinh diễm, liền phi thân qua tiếp lấy bầu rượu, nhìn đến si mê. Bầu rượu trước mắt có thể khiến nước bình thường trở thành rượu cực phẩm, cực kỳ thần rượu. Triệu Phong đã đọc qua sách cổ, giới luyện khí hiện nay dường như còn chưa xuất hiện loại tác phẩm thần kỳ này. Bầu rượu này thần bí khó lường, lại nằm sâu trong bách phần cầm địa, ngay cả chân linh cảnh đi vào cũng không thể may mắn thoát khỏi. Triệu Phong ho nhẹ một tiếng, cắt ngang loại trạng thái si mê của Thiết Càn đại sư. Hiển nhiên, kỹ nghệ luyện chế và công năng thần kỳ của bầu rượu này đã khiến cho Thiết Càn đại sư khiếp sợ, nhất thời yêu thích không muốn buông tay. "Tiểu huynh đệ, chúng ta đổi nơi khác, sau đó chậm rãi trò chuyện với nhau." Trên mặt Thiết Càn đại sư cố nặn ra vẻ tươi cười, trực tiếp mời Triệu Phong vào nội điện. Mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Thiết Càn đại sư này nổi tiếng tính khí nóng nảy, vừa rồi thậm chí lửa giận còn bộc phát tới đỉnh điểm mà triệu phong vốn tới đây để đập phá quán và khiêu chiến chỉ dăm ba câu đã được thiết càn đại sư xem như khách quý ngoại trừ vị đại nhân chân chủ cấp đến đây mấy tháng trước ra chưa từng nhìn thấy sư tôn chiêu đãi người khác như vậy bao giờ một vài luyện khí sư và đám học đồ trong thiết càn phủ hai mặt nhìn nhau không ít người thậm chí còn suy đoán rằng chẳng lẽ thiếu niên tóc xanh này thật sự là môn đồ của tông luyện khí thiết càn phủ trong một gian phòng khách lịch sự tao nhã Triệu Phong ngồi ngay ngắn mỉm cười, Thiết Can đại sư cẩn thận cầm bầu rượu trong tay, thần sắc trên mặt thỉnh thoảng biến hóa, ban đầu là kinh diễm rung động, sau đó là si mê, cuối cùng lại thở dài. Một lát sau, Thiết Can đại sư mở miệng nói, "Nói rõ ý đồ của ngươi đi, tông sư luyện khí gần đây nhất trên Bắc đại lục chính là sư tôn của ta." Luyện khí đại sư nổi tiếng ở Trung đại lục, lão phu cũng biết được đôi chút. Triệu Phong cười ngượng ngập, xem ra mánh khoái thiên thủ tông sư đã bị vạch trần thế nhưng mục đích của hắn cũng đã đạt được bây giờ có thể chính diện đối thoại với thiết cản đại sư rồi lần này ta đến đây là vì muốn mời đại sư tu bổ một hai kiện vật phẩm triệu phong lấy ra la hầu cung và la hầu tiễn lúc thiết cản đại sư tiếp nhận lấy la hầu cung và la hầu tiễn ánh mắt lập tức sáng lên thấp giọng hô tinh diệu đột nhiên bàn tay của hắn chạm vào ấn lý lạnh lẽo như băng trên la hầu cung không khỏi hít một hơi nhẹ thật đúng là không thể tưởng tượng nổi băng phách ấn ký nồng hậu khí tức này có chút quan hệ với thượng cổ băng tiên long tích hoặc là hậu duệ của băng long. Thiết Càn đại sư nhìn băng liên ấn ký này mà suýt xoa. Triệu Phong không khỏi nhớ lại dòng sông Long Xà Băng ở trên thiện cảnh đảo trong Phù Loan thí luyện. Dòng sông băng hà này hàn khí dày đặc, nguồn gốc đến từ đoàn tinh thể thần bí trong Hàn Đàm, nó là một loại tồn tại cấm kỵ, ngay cả chân linh cảnh cũng có thể bị đông cứng ngay lập tức. Nếu như lực lượng ấn ký này cường thịnh hơn chút nữa, nói không chừng có thể tạo thành một kiện thần binh linh cấp trấn thế đáng tiếc. Cuối cùng Thiết Càn đại sư lại lắc đầu, Triệu Phong nghe vậy, cảm thấy kinh hỉ ngoài dự liệu, không ngờ La Hầu cung lại có tiềm lực lớn như vậy. Vật phẩm mà hắn chủ yếu muốn tu bổ chính là Âm Ảnh Phi Phong La Hầu cung chỉ là thăm dò bước đầu, không ngờ lại tìm được đáp án này. Trải qua một phen trả giá, Triệu Phong và Thiết Càn đại sư đã đạt thành hiệp nghị. Thiết Càn đại sư phải giúp Triệu Phong tăng cường phẩm chất và uy lực của La Hầu, cung kể cả tu bổ một kiện vật phẩm linh cấp khác. Chẳng qua, bất cứ tài liệu phí tổn nào, Triệu Phong đều phải chuẩn bị. Tương ứng, Triệu Phong đặc biệt mời Thiết Càn đại sư ra tay, phải để lại bầu rượu kia trong thiết càn, phù để Thiết Càn đại sư nghiên cứu một thời gian. Trên thực tế, cái giá ban đầu Thiết Càn đại sư đưa ra là muốn đổi lấy bầu rượu này bằng cách tăng cường phẩm chất La Hầu cung và miễn phí toàn bộ tài liệu, thậm chí còn tặng một lượng tinh phẩm luyện khí. Kết quả, vì tiểu tặc Miêu phản đối mãnh liệt nên giao dịch này thất bại. Sau khi đạt thành hiệp nghị, Thiết Càn đại sư còn cố ý thăm dò tạo nghệ luyện khí của Triệu Phong, kết quả biết được Tại phương diện luyện khí, Triệu Phong chỉ giới hạn trong lý luận và kiến thức. Học thức hắn có là nhờ thần linh nhãn phục chế, dung nhập vào trí nhớ. Bởi vậy, gần như là bất kỳ tài liệu, thuộc tính hay cách dùng như thế nào, Triệu Phong đều nhớ rõ trong đầu. Ánh mắt của tiểu huynh đệ quả nhiên độc đáo, thiên phú dị bẩm, là kỳ tài luyện khí có 102, ngươi có nguyện ý theo lão phu tiến vào giới luyện khí hay không? Ánh mắt thiết cản đại sư đột nhiên trở nên nóng rực. Đúng lúc này, giữa tầng mây của thiết càn sơn chuyển đến một luồng khí tức chân linh cường đại chưa từng có nguyên khí thiên địa chấn động bất an tâm thần của tất cả mọi người đều thoáng rung động xin hỏi hồng hồ thành chủ đích thân tới đây là có gì chỉ giáo vị cao nhân chân linh cảnh trấn thủ thiết càn sơn liền biến sắc cảm thấy hô hấp khó khăn hồng hồ thành chủ hỏi tên con rể không nên thân của ta có ở đây không nếu như hắn gây ra phiền toái gì mong rằng các vị đồng đạo trong thiết càn sơn rộng lượng bỏ qua ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hồng hồ thành chủ hàng lâm, khiến cho toàn bộ thiết cản sơn lâm vào áp lực nặng nề, mạnh như cường giả chân linh cảnh cùng cảm thấy tám thân không yên. Dù sao thì hồng hồ thành chủ cũng là chúa tể của mảnh địa vực này, thực lực và uy danh của ông ta hoàn toàn chấn nhiếp thành hồng hồ. Tương truyền, lúc hồng hồ thành, chủ còn trẻ đã là kỳ tài có một không hai của hồng hồ liễu tộc. Trong đám đồng bối của hồng hồ liễu tộc, ông ta là người có hy vọng đạt tới chân chủ cấp nhất cũng may là thái độ của hồng hồ thành chủ thoạt nhìn không có định ý gì dường như chỉ muốn tới tìm con rể của ông ta mà thôi thành chủ lại nghiêm trọng rồi quý tế đang ở trong phủ đệ trò chuyện với đại sư cũng không có gì bất ổn cường giả chân linh cảnh trấn thủ thiết càn phủ hết sức khách khí thần sắc cung kính hồng hồ thành chủ hơi sững sờ thân hình hạ xuống thiết càn phủ khí tức trên người cũng chậm rãi thu liễm người có chắc là hắn không gây ra phiền toái gì chứ hồng hồ thành chủ liên tục hỏi thăm một vị luyện khí sư trong phủ cười khổ đáp quý tê ban đầu đúng là có gây loạn thế nhưng sau khi gặp đại sư đã được mời vào nội điện rồi đúng vậy cho tới bây giờ còn chưa thấy người nào đến gây loạn lại được đại sư xem như khách quý mấy vị học đồ luyện khí cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi biểu tình trên mặt hồng hồ thành chủ vô cùng đặc sắc ánh mắt lập lòe bất định chốc lát sau liễu cầm tâm cũng đuổi tới tiến vào thiết càn phủ thiên kim thành chủ cũng tới rồi xem ra vị con rể này của thành chủ rất được liễu tộc coi trọng. Người trong thiết càn phủ đều thấp giọng nghị luận. Liễu cầm tâm nhìn thấy nét mặt của phụ thân dường như có chút cổ quái khác thường. Có phải triệu phong đã gây ra đại họa không? Liễu cầm tâm lặng lẽ hỏi. Tâm tình của nàng lúc này vừa phức tạp vừa mâu thuẫn, một bên rất đồng cảm với triệu phong, một bên lại rất kỳ vọng xảy ra kết quả này. Nếu như triệu phong gây ra đại họa, khiến cho phụ thân thất vọng cực độ, thậm chí còn có thể xử phạt thật nặng thế nhưng hồng hồ thành chủ lại không trả lời. Đúng lúc đó, Triệu Phong và Thiết Càn Đại Sư sóng vai đi ra khỏi nội điện. Triệu Phong và Thiết Càn Đại Sư đã đạt thành hiệp nghị, hai bên đều rất hài lòng. Chẳng qua, Thiết Càn Đại Sư lại có chút tiếc hận, đối với thiên phú luyện khí của Triệu Phong Triệu Huynh Đệ, có rảnh thì nhớ ghé đến Thiết Càn Sơn thật nhiều, nếu như nguyện ý dấn thân vào con đường luyện khí, lão phu tùy thời mở rộng đại môn. Thiết Càn Đại Sư mỉm cười ấm áp, tiễn Triệu Phong ra tận cửa. Một màn này khiến Liễu Cầm Tâm kinh ngạc thất sắc, nhất thời ngây ra tại chỗ triệu phong không phải tới thiết càn sơn đập phá quán ư tại sao lại được thiết càn đại sư xem như khách quý triều đãi hết sức khách khí bất luận là kẻ nào cũng có thể nhìn ra thiết càn đại sư rất tán thưởng triệu phong vô cùng yêu thích ngược lại thiết càn đại sư vừa chạm mặt hồng hồ thành chủ thì vẻ ôn hòa lập tức biến mất bộ dạng như người xa lạ được rồi đại sư vài ngày nữa ta sẽ chuẩn bị đủ tài liệu sau đó quay lại bái phỏng dưới biểu lộ kinh ngạc và quái dị của mọi người triệu phong cáo từ thiết càn đại sư sau khi đi ra khỏi thiết càn phủ Hồng Hồ Thành Chủ và Liễu Cầm Tâm đều kinh ngạc nhìn Triệu Phong thiếu niên trước mắt, phảng phất lại tăng thêm một tầng xương mù thần bí, khó có thể nhìn thấu. Dưới ánh mắt nghi vấn của Hồng Hồ Thành Chủ, Triệu Phong không kiêu ngạo không nhún mình kể lại mọi chuyện một lượt. Sở dĩ Triệu Phong được Đại sư coi trọng đơn giản là vì một bầu rượu thần bí và thiên phú luyện khí siêu phàm của bản thân. Sau khi nghe xong lời giải thích, Hồng Hồ Thành Chủ và Liễu Cầm Tâm hai mặt nhìn nhau. Hồng Hồ Thành Chủ liếc nhìn Triệu Phong một cái thật sâu vốn cho rằng có thể nhìn thấu tiểu tử này, không ngờ hắn lại mang đến cho mình kinh hỉ như vậy. Thế này đi, bây giờ ngươi đã đính hôn với Cầm Tâm rồi, xem như cũng là người của Hồng Hồ Liễu gia. Phí tổn tu bổ La Hầu cung và La Hầu Tiễn sẽ do phủ thành chủ cung cấp. Ngoài ra, ngươi chỉ cần xây dựng quan hệ thật tốt với Thiết Càn đại sư là được. Hồng Hồ thành chủ xuất ra thủ bút, miễn đi một phần phí tổn cho Triệu Phong đa tạ tiền bối. À không, Nhạc phụ đại nhân, Triệu Phong như mở cờ trong bụng vừa rồi ước định với thiết càn đại sư, tài liệu tu bổ la hầu, cung nếu Triệu Phong xuất thủ thì đoán chừng phải tốn một hai chục vạn nguyên tinh thạch. Bởi vì tiểu tặc miêu không đồng ý giao dịch bầu rượu thần bí, nếu không thì những phí tổn tài liệu này cũng đã được thiết càn đại sư miễn giảm rồi. Triệu Phong còn đang sầu muộn vì chuyện này, không ngờ Hồng Hồ Thành chủ chỉ nói một câu đã giải quyết xong Hồng Hồ Thành, chủ thỏa mãn gật đầu, đánh giá đối với Triệu Phong trong lúc vô hình lại đề cao thêm vài phần. Liễu cầm tâm thì lại có chút không thoải mái, nếu cứ tiếp tục như vậy, phân lượng của triệu phong trong lòng phụ thân sẽ ngày càng nặng hơn. Đồng thời, tầng xương mù thần bí trên người vị hôn phu này cũng ngày càng sâu hơn, khiến cho người khác không thể đánh giá. Thiếu niên tuần thú sư, tiễn thuật siêu tuyệt, huyết mạch đồng tử kỳ lạ, lại có thiên phú luyện khí khiến cho thiết cản đại sư thán phục. Còn có con tiểu tặc miêu thần bí có thể tàng hình nữa. Trên người thiếu niên này, rốt cuộc còn có thể đào móc ra bao nhiêu bí mật liễu cầm tâm rốt cuộc cũng ý thức được vị hôn phu của mình không phải người bình thường tuyệt đối không đơn giản thế nhưng hứng thú của người này đối với mình càng ngày càng ít sau khi đính hôn liên tục bận rộn gần như phớt lờ nàng nghĩ tới đây hàm răng trắng tinh của liễu cầm tâm khẽ cắn đưa mắt nhìn thân ảnh triệu phong rời đi muốn nói gì đó lại thôi sau khi trở về phủ thành chủ triệu phong vận dụng nhân mạch của hồng hồ liễu tộc bắt đầu thu thập tài liệu để tăng cường phẩm chất của la hầu cung những phí tổn này đều do phủ thành chủ chi trả Triệu Phong không biết xấu hổ tham ô của công, bởi vì hắn còn muốn âm thầm tu bổ âm ảnh phi phong, nhưng vẫn thiếu một vài loại tài liệu trong danh sách. Bây giờ hắn đã được Hồng Hồ thành chủ coi trọng ngay cả quản gia của phủ thành chủ cũng rất khách khí với hắn, cho nên không hề hỏi đến danh sách tài liệu. Không đến 10 ngày, tài liệu để tu bổ La hầu cung đã được tập hợp đầy đủ. Triệu Phong mang theo tài liệu đến thẳng Thiết Càn Sơn, Thiết Càn phủ. Ta vừa vặn thiếu một người trợ thủ, cường hóa La hầu cung và La hầu tiễn, cần ngươi làm trợ thủ thiết càn đại sư đưa ra một yêu cầu không vấn đề triệu phong cũng có xem qua về luyện khí hơn nữa có thể trở thành trợ thủ của đại sư luyện khí đây chính là ước mơ tha thiết của rất nhiều luyện khí sư chẳng qua triệu phong cảm thấy rất kỳ quái thiết càn đại sư tại sao phải tìm mình làm trợ thủ chẳng lẽ bởi vì thiên phú dị bẩm của mình lý giải và kiến thức của tiểu tử này đối với tài liệu đã đạt tới tình trạng tỉ mỉ ta phải thăm dò hắn một phen thiết càn đại sư mặt không đổi sắc đem một vài nhiệm vụ của trợ thủ giao cho triệu phong lại yêu cầu vô cùng hà khắc thần linh nhãn của triệu phong quét qua một ít tài liệu trong tay bất kỳ một chi tiết sai sót nào cũng đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn khả năng nhận biết lực khống chế độ chính xác của hắn đã vượt qua thường nhân không biết bao nhiêu lần thần linh nhãn của triệu phong có thể phóng to thu nhỏ thậm chí phóng đại vật thể gấp mấy trăm lần đạt đến tình trạng vi mô chính vì thế hắn mới có thể dễ dàng bắt bẻ chi tiết khuyết điểm của bất kỳ kiện tác phẩm nào trong điện triển lãm Lúc Triệu Phong trợ thủ cũng rất tỉ mỉ cẩn thận, bởi vì vũ khí mà hắn sắp dung luyện chính là La Hầu cung của mình, hắn làm vậy chẳng khác gì là cẩn thận cho chính mình. Thiết Càn đại sư nhìn thấy những động tác của Triệu Phong, trong lòng thập phần khiếp sợ. Những công việc cẩn tỉ mỉ này, cho dù giao cho luyện khí sư kinh nghiệm phong phú lão luyện cũng không thể thuần thục, chính xác đến trình độ như vậy. Thiết Càn đại sư cố gắng kìm chế sự kinh hãi trong lòng. Giờ khắc này, hắn phảng phất như nhìn thấy viên ngọc thô sơ chưa mài tốt nhất trên thế gian chỉ cần thêm chút trang trí là sẽ phát ra hào quang sáng chói. Dung luyện La Hầu cung đại khái cần 4 năm ngày. Trong quá trình này, Thiết Càn đại sư đem rất nhiều vụn vật trong quá trình giao cho Triệu Phong, thỉnh thoảng cũng chỉ điểm đôi chút. Triệu Phong đã từng luyện qua đan dược, học trận pháp, đồng thời cũng xem qua kiến thức về luyện khí, bây giờ tiếp xúc thực tế, lại có nhân vật cấp đại sư chỉ điểm, thu được lợi ích không nhỏ. Giai đoạn khống hỏa mấu chốt, Thiết Càn đại sư thậm chí còn để Triệu Phong phụ trợ đôi chút. Luyện khí cũng có khâu khống hỏa, độ khó và yêu cầu tinh tế cũng không kém luyện đan. Kết quả, biểu hiện của Triệu Phong lại lần nữa khiến cho Thiết Càn đại sư kinh hãi. Ngoại trừ kinh nghiệm và hạn chế tu vi, khả năng khống hỏa của Triệu Phong gần như không thể bắt bẻ được. Thiên tài, thiên tài luyện khí tuyệt thế. Thiết Càn đại sư cố gắng kìm chế kinh hãi cuồng hỉ trong lòng. Mấy ngày sau, La Hầu cung đã thành công cường hóa. Vốn sau khi La Hầu cung dung nhập với lực lượng của tinh thể thần bí, phẩm cấp chất liệu đã phát sinh biến hóa lần này dung luyện lại còn sáp nhập với một khối băng phách huyền tinh quý giá chân tài hiếm thấy bực này nếu không có nhân mạch của hồng hồ liễu gia chỉ e cũng không thể nhanh chóng dễ dàng đạt được như vậy la hầu cung mới lớn hơn nguyên bản một chút bên ngoài thân cung hiện động một tầng thanh lam sắc thể tích của băng liên ân ký màu u lam cũng lớn hơn màu sắc thâm thúy la hầu tiễn được sáp nhập thêm tài liệu mới lực sát thương cũng tăng mạnh căn cứ theo đặc tính công pháp của triệu phong bên trong la hầu tiễn ẩn chứa thuộc tính phong, lôi, phối hợp với hàn lực đáng sợ trên thân cung, càng giống như hổ thêm cánh. La hầu cung và la hầu tiễn, lần lượt đạt tới cấp bậc thần binh cực phẩm và thần binh thượng phẩm, phối hợp cùng nhau, uy lực gần như tiếp cận thần binh linh cấp, ngạo thị toàn bộ thần binh phẩm cấp. Thiết Càn đại sư tương đối thỏa mãn đối với tác phẩm này. Triệu Phong yêu thích không nỡ rời tay, uy lực và thuộc tính của La Hầu cung đều không thể bắt bẻ, giá trị chính thức có thể sánh ngang với thần binh linh cấp sau khi cường hóa La Hầu cung và La Hầu tiễn, Triệu Phong lại lấy ra âm ảnh phi phong. Trên thực tế, cái áo choàng này mới là mục đích thực sự của Triệu Phong, đẳng cấp và giá trị của nó còn trên cả La Hầu cung. Vật phẩm truyền thừa bị tổn hại. Thiết Càn đại sư lộ ra vẻ mặt thận trọng. Mặc dù tài liệu đã có, thế nhưng muốn tu bộ áo choàng này, Thiết Càn đại sư còn phải nghiên cứu phương án quá trình một phen. Triệu Phong khẽ gật đầu, để âm ảnh phi phong lại, trở về phủ thành chủ trước vừa trở về triệu phong liền được hồng hồ thành chủ triệu kiến phủ thành chủ trong một gian đại sảnh lịch sự tao nhã hồng hồ thành chủ và liễu cầm tâm đang thưởng thức trà nói chuyện với nhau trong đại sảnh còn có một thiếu niên mặc cầm bào triệu phong đến đây vị này chính là vân hải dương biểu ca của cầm tâm hồng hồ thành chủ giới thiệu vị thanh niên mặc cầm bào kia biểu ca của liễu cầm tâm triệu phong không khỏi có chút ngoài dự liệu không chỉ vậy, tên của người này dường như gần giống với tên của Vân Hải Chân Nhân. Tên đầy đủ của Vân Hải Chân Nhân là Vân Hải, mà biểu ca này của Liễu Cầm Tâm lại tên là Vân Hải Dương. Lúc giới thiệu, trong mắt Vân Hải Dương chợt lóe lên lãnh mang, dường như có chút địch ý, "Cầm muội, tên này sẽ là phu quân tương lai của muội sao?" Trên mặt Vân Hải Dương rõ ràng lộ ra một tia khinh thường và chán ghét, thầm nghĩ, "Biểu muội hoàn mỹ như tiên trong lòng mình, không ngờ lại gả cho một tên thiếu niên độc nhãn tóc xanh tà dị như vậy." trong lúc nói chuyện triệu phong liền phát hiện vân hải dương này có lai lịch không nhỏ xuất thân từ vân gia một trong tứ tộc của thiên bồng đại quốc hơn nữa khi còn bé quan hệ giữa vân hải dương và liễu cầm tâm cũng không tệ gần như là hai đứa trẻ vô tư lúc nói chuyện vân hải dương nhiều lần biểu thị sự căm thù và khinh miệt vẫn canh cánh trong lòng chuyện liễu cầm tâm gả cho triệu phong triệu phong uống trà vẻ mặt khoan thai không để tâm cũng không thèm đếm xỉa đến đối phương trong lòng vân hải dương thầm giận vẻ mặt tối tăm phiền muộn Hồng Hồ thành chủ nhìn thấy toàn bộ tình cảnh này, nhưng lại cố ý không ngăn trở. Vân Hải Dương cảm thấy rất mừng, đứng thẳng dậy, ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng không cười, nói, nghe nói tiễn thuật của Triệu Đệ siêu tuyệt, vừa vặn Vân Mỗ cũng đam mê tiễn thuật, không biết có thể luận bàn đôi chút được không? Vụt, cũng mặc kệ xem Triệu Phong có đồng ý hay không, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh cổ cung mò thanh xích, bên ngoài thân cung lập lòe một tầng hỏa văn thần bí, phảng phất như bộc lộ lửa giận và chiến ý của chủ nhân. Cây cung trong tay Vân Hải Dương không phải đơn giản, khí tức và chất liệu đều cổ xưa, vượt qua thần binh cực phẩm, đạt tới thần binh linh cấp. So tiễn thuật, Triệu Phong rất hứng thú, cũng không cự tuyệt. La Hầu cung và La Hầu tiễn của hắn vừa trải qua dung luyện, phẩm chất và uy năng đạt tới một cấp độ mới, chính mình cũng đang không có cơ hội thử tên đây. Đồng thời, Hồng Hồ thành chủ và Liễu Cầm Tâm ở đại sảnh thì liếc nhìn nhau, khẽ mỉm cười, đều không có ý phản đối. Lúc Hồng Hồ thành chủ gọi Triệu Phong đến đây, liễu cầm tâm đã hiểu được dụng ý của phụ thân rồi vân hải dương vốn đã bất mãn đối với hôn sự của liễu cầm tâm cho nên khi gặp triệu phong hắn há còn có thể khách khí càng vi diệu hơn chính là lúc vân hải dương biểu hiện miệt thị và địch ý với triệu phong hồng hồ thành chủ lại không tỏ vẻ bất cứ điều gì chẳng lẽ việc cầm muội gả cho tiểu tử này là có bí ẩn gì khó nói xem ra ta vẫn còn cơ hội rất lớn vân hải dương nhìn thấy thái độ của hồng hồ thành chủ mừng rỡ như điên cố gắng kìm chế hưng phấn Hắn thật tinh không biết rằng Hồng Hồ Thành chủ sắp xếp một bước này cũng không phải muốn tạo cơ hội cho hắn, mà là muốn mượn tay hắn để tiến thêm một bước trong việc thăm dò chi tiết của Triệu Phong Phong Nhi, ngươi không phản đối chứ? Hồng Hồ Thành chủ nhìn về phía Triệu Phong, với vẻ mặt chờ mong trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, Hồng Hồ Thành chủ này từ lúc bắt đầu đã tính kế mình, bây giờ lại muốn dò xét lai lịch. Chẳng qua, hắn cũng đang muốn thử uy lực của La Hầu cung sau khi cường hóa, cho nên cũng không hề phản đối. Một lát sau, triệu phong và vân hải dương đi vào một tiễn tràng ngoài trời trong phủ thành chủ trong tiễn tràng vốn có không ít tiễn thủ nhưng rất nhanh liền trở nên trống không chuyện gì vậy con rể và cháu họ hàng xa của thành chủ đạo tiễn thuật sao xung quanh tiễn tràng có không ít người tụ tập triệu phong và vân hải dương phân biệt đứng hai bên tiễn tràng dựa theo lệ cũ giữa tiễn thủ với nhau dĩ nhiên là so đấu tiễn pháp và độ tinh chuẩn rồi vài tên thần tiễn thủ này thậm chí còn đẩy tới mấy cái bia ngắm so tiễn thuật thì thật không có ý nghĩa tiễn thủ chính thức phải tôi luyện kinh nghiệm trong máu và lừa Khóe miệng vân hải dương khẽ nhách lên dưới sân lập tức xôn xao vân hải dương chẳng lẽ muốn tiến hành quyết đấu sinh tử hay sao quả nhiên vân hải dương liền đề nghị với hồng hồ thành chủ cử hành quyết đấu tiễn thuật loại quyết đấu này đã không còn là tỷ thí nữa mà là quyết đấu chém giết phong nhi ngươi không có ý kiến chứ hồng hồ thành chủ nhìn triệu phong với ánh mắt trưng cầu giờ phút này tất cả mọi người đều không khó nhìn ra Vân Hải Dương đến đây với ý đồ bất thiện. Nếu như quyết đấu, vậy thì khó mà tránh khỏi có chút thương vong trong lòng Vân Hải Dương tràn ngập lãnh ý, thầm nghĩ, tiểu tử đến từ địa vực bên ngoài này, không hề có bối cảnh, bây giờ còn chưa chính thức trở thành phu quân của Cầm muội, cho dù trong quyết đấu lỡ tay giết chết hắn, thì cũng không ai dám bất bình vì một tên thiên tài đã chết cả. Luận thân phận, hắn đến từ tứ đại tộc Vân gia, giết Triệu Phong trong quyết chiến thì Hồng Hồ thành chủ cũng không thể làm gì hắn. Ta không có ý kiến. Triệu Phong chậm rãi lấy ra La Hầu cung tiễn. Sau đó, toàn bộ tiễn tràng liền bị trận pháp lực lượng che phủ, tránh cho cuộc chiến ảnh hưởng tới người ở ngoài. Giờ khắc này, Liễu Cầm Tâm ở ngoài sân lại có chút không đành lòng, nàng mơ hồ phát hiện Vân Hải Dương không có hảo ý, yên tâm, có vi phụ ở đây, sẽ không có thương vong đâu. Hồng Hồ thành chủ trấn định tự nhiên, đưa tay vỗ vai nàng cười nói. Lúc này Liễu Cầm Tâm mới hơi yên tâm một chút, nhưng vẫn có chút áy náy, bởi dù sao phụ thân cũng đang lợi dụng Vân Hải Dương, để thăm dò chi tiết của Triệu Phong rất có thể khiến Triệu Phong nguy hiểm tới tính mạng. Trong tiễn trường, Vân Hải Dương và Triệu Phong đứng xa xa đối diện. Bởi vì là quyết đấu tiễn thuật, cho nên cũng có quy tắc, chỉ được phép dùng cung tiễn, không thể dùng thủ đoạn công kích khác. Tu vi của Vân Hải Dương đạt tới nửa bước chân linh cảnh, thực lực chân chính có thể tiếp cận Liễu Cầm Tâm. Chẳng qua, bây giờ là quyết đấu tiễn thuật, chỉ so đọ tiễn thuật, cho nên Triệu Phong cũng không hề sợ hãi chút nào. Bắt đầu, Vân Hải Dương lấy ra cổ cung màu thanh xích, một luồng diễm quang màu đỏ từ thân cung lan tràn, giao hòa với chân lực đỏ thẫm trên người hắn. Không chỉ thế quanh người Vân Hải Dương còn lóe lên một tầng thanh phong sắc bén, giống như tạo thành một màn hào quang phong hỏa, cũng tiến viêm thuộc tính, còn được gia tốc thêm phong lực, hiệu quả bạo liệt lên tới 8 phần. Thần linh nhãn của Triệu Phong vội vàng quét qua, trái tim khẽ đập mạnh một cái. Tu vi của Vân Hải Dương đạt tới nửa bước chân linh cảnh chân lực càng mạnh hơn cung tên trong tay là loại thuộc tính phong hỏa hỏa mượn thế phong lực sát thương có thể miễu sát nửa bước chân linh cảnh gặp tình huống này triệu phong quyết định tốc chiến tốc thắng động tác của hắn không hề chậm trễ lập tức lấy ra la hầu cung ba mũi la hầu tiễn tự động trở về vị trí cũ một tầng ánh sáng băng lam tản ra bao phủ quanh người triệu phong tầng ánh sáng băng lam quanh người triệu phong đan sen với một vài tia hồ quang điện âm thanh đùng đùng vang lên hơn nữa ba mũi la hầu tiễn cũng xuất hiện từng sợi điện mang lợi hại Vân đuổi ngưng tụ một đạo vòng gió, không ngờ cung tiễn của tiểu tử này ẩn chứa ba loại thuộc tính băng lôi, phong còn mũi tên là loại tử mẫu đồng tâm. Vân Hải Dương kinh hãi thất sắc, không khỏi có chút ghen ghét. Bản thân hắn đam mê cung tiễn, cũng yêu thích cung tiễn, thế nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cung khí có thiết kế hoàn mỹ như vậy. Có thể khẳng định, thanh cung này quá nửa là do luyện khí đại sư xuất thủ. Tốc chiến tốc thắng. Dây cung trong tay Vân Hải Dương mãnh lực chấn động phảng phất như sấm sét. Vù một mũi tên nhọn màu đen kéo theo một trận xích viêm nộ phong xung quanh gào thét giống như một con hỏa phong long xà nhanh như thiểm điện tiếp cận triệu phong tiên hạ thủ vi cường thành công rồi vân hải dương như mở cờ trong bụng quyết đấu giữa tiễn thủ thực ra là cuộc chiến tốc độ cho dù nhanh hơn một phân cũng có thể quyết định thắng bại sinh tử rồi thế nhưng ngay khoảnh khắc mũi tên của hắn phát ra dây cung của la hầu cung trong tay triệu phong cũng chấn động băng chỉ trong nháy mắt một vòng điện quang màu xanh lóe lên giữa dây cung và mũi tên phát ra tia lửa rực rỡ, trong hư không truyền đến một đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vân Hải Dương chỉ cảm thấy mắt mình nhoáng lên một cái, một đạo điện mang giống như trùng tia sáng, mang theo một dòng hàn lưu lạnh thấu xương và gió bão mãnh liệt ập tới trước mặt. Phốc ầm ầm. Mũi tên như điện mang này bay theo một đường vòng cung, chuẩn xác đánh trúng mũi tên xích viêm màu đen giữa không trung. Gió lạnh và viêm hỏa đan vào cùng một chỗ, trong tiếng nổ tung, khói bụi bốc lên cao, một tầng sương mù bao phủ gần nửa cái tiễn tràng nhóm tiễn thủ ở ngoài sân đều trợn mắt há hốc mồm vù lại một đạo điện mang cực nhỏ xuyên qua hơi nước và bụi mù từ trên cao đâm thẳng xuống vân hải dương tốc độ này thật sự quá nhanh vượt qua vận tốc âm thanh phảng phất như điện quang hỏa thạch vân hải dương kinh hoàng thất sắc điên cuồng vận chân lực trên thân cung dâng lên một con hỏa xà dài hẹp và một cái màng gió quanh người hình thành một tầng phong hỏa che chắn không đến nửa hơi thở vân hải dương đã ổn định cục diện Mũi tên của Triệu Phong sau khi tiếp cận người thì uy năng chỉ còn một hai thành, thế nhưng dòng hàn lưu và điện lưu xâm lấn lại khiến cho hắn có chút phiền toái. Hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ nửa bước chân linh khí, chuẩn bị điên cuồng mãnh công. Nhưng đúng lúc này, hai đạo mũi tên mang theo điện mang lại xẹt qua hư không tiếng đùng đùng vang lên, kéo theo một tầng cuồng phong hàn lưu mà đến. Vân Hải Dương cố gắng bắn ra một mũi tên, viêm hỏa điên cuồng rít gào, thế nhưng lại bị một luồng điện mang và hàn ý khủng bố nuốt sạch. Nhất thời, nộ phong gào rú khắp bốn phía, điện lưu và hàn lưu xâm thực. Thân thể Vân Hải Dương lúc thì tê dại, lúc thì đông cứng. Mũi tên thứ ba của hắn còn chưa kịp phát ra, thì cảm giác điện giật và hàn ý trên người lại tăng thêm một cấp độ. Mũi tên thứ ba của Triệu Phong bỗng nhiên lao đến. Trên tiễn tràng, Vân Hải Dương bị một tầng điện mang màu xanh tán loạn đan sen, bốn phía là băng phong gào thét. Hắn kinh hãi rú lên, thanh âm càng ngày càng nhỏ, toàn thân lạnh cứng tê liệt, một tầng xương lạnh ngưng kết khắp toàn thân. Không đến nửa hơi thở, Vân Hải Dương đã hóa thành một tòa băng điêu hình người rất sống động. Người bên ngoài tiễn chàng đều hít một hơi khí lạnh, lúc này cả đám mới như vừa tỉnh dậy từ trong mộng trên mặt hồng hồ thành, chủ đầy vẻ kinh ngạc, sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng bay đến trước mặt Vân Hải Dương, trong lòng bàn tay tuôn ra một luồng chân linh khí mênh mông giải cứu Vân Hải Dương. Thiết Can đại sư quả thật danh bất hư truyền, ba mũi tên vừa rồi, thậm chí có thể uy hiếp chân linh cảnh trăng qua thần binh cực phẩm cũng tiêu hao chân lực quá mức khủng bố triệu phong sợ hãi thán phục thu hồi la hầu cung tiễn hô hấp có chút dồn dập sau khi la hầu cung được dung luyện cường hóa mặc dù uy lực khủng bố nhưng chỉ thoáng sử dụng một lúc mà đã tiêu hao một phần tư chân lực của triệu phong rồi trừ phi đạt tới cấp bậc nửa bước chân linh cảnh lúc đó mới có thể phát huy la hầu cung tiễn như ý trong tiễn tràng trải qua sự cứu giúp của hồng hồ thành chủ vân hải dương cuối cùng cũng giữ lại được một mạng thế nhưng thương thế cũng khiến người khác sợ hãi vô cùng, một cánh tay bị đứt gãy. Trận chiến này, chấm dứt trong tàn tật, có thể thấy được hắn thể thảm như thế nào. Nếu không được cứu giúp kịp thời, Vân Hải Dương có lẽ đã bị đóng băng ngũ say trong vĩnh viễn rồi. Có thể thấy trong trận quyết đầu giữa tiễn thủ là nguy hiểm như thế nào. Người ra tay nặng vậy. Đôi mi thanh tú của Liễu Cầm Tâm khẽ nhăn lại, không nhịn được lên tiếng. Triệu Phong thiếu chút nữa trợn mắt, tại sao mình lại trở thành người bị hại rồi? đầu tiên là hồng hồ thành chủ muốn thăm dò triệu phong nên mượn tay vân hải dương vân hải dương thì một lòng muốn dồn triệu phong vào chỗ chết không hề nghĩ nhiều người chính thức bị hại là triệu phong chẳng qua cuối cùng triệu phong lại tốc chiến tốc thắng chỉ ba mũi tên đã quyết định thắng bại quyết đấu giữa tiễn thủ quả thật quá mạo hiểm nếu như đánh lâu dài triệu phong chắc chắn phải chết sau khi la hầu cũng được cường hóa chân lực tiêu hao quá lớn mà cung tiễn của vân hải dương có phẩm cấp không thua gì la hầu cung của triệu phong lại có ưu thế tu vi nếu kéo dài, Vân Hải Dương chắc chắn sẽ chiến thắng dễ dàng lúc này. Hồng Hồ Thành chủ thoáng cho mày, Vân Hải Dương chính là đệ tử tổng hệ vân tộc, thân thế không đơn giản, hôm nay bị đứt rời một cánh tay tại quý phủ của mình, phiền toái e rằng không nhỏ. Trong dự liệu của hắn, Vân Hải Dương và Triệu Phong so tiễn thuật, phần thắng có lẽ là 6 giờ 4 phút. Dù sao thì Vân Hải Dương cũng nổi danh thần tiễn thủ trong vân tộc, phương diện tu vi cũng hơn Triệu Phong kết quả bây giờ lại khiến Hồng Hồ Thành, chủ và liễu cầm tâm, không kịp chuẩn bị. Trong lòng Triệu Phong thầm cười, cục diện rối rắm này, các ngươi tự lo đi. Hồng Hồ Thành chủ nhiều lần tính toán, càng khiến cho kế hoạch đào hôn của Triệu Phong thêm kiên định hơn. Nếu như trận quyết đấu ngày hôm nay, thực lực của mình không đủ, vậy ai sẽ đòi lại công đạo cho mình? Liễu Cầm tâm thở dài sâu kín, nàng biết rõ, Triệu Phong không sai. Đây là do tính toán của phụ thân và ý đồ bất thiện của biểu ca. Thế nhưng, người thắng cờ cuối cùng lại không phải Hồng Hồ Thành chủ, cũng không phải Vân Hải Dương. Vân Hải Dương tàn tật, Hồng Hồ Thành Chủ muốn giải quyết cục diện rối rắm này cũng đủ đau đầu rồi. Chỉ có Triệu Phong là thành thơi xong việc, không sợ vinh nhục. Một phen dò xét này, Hồng Hồ Thành Chủ đã phát hiện thiếu niên này còn có thể mang đến cho mình nhiều kinh hỉ và phiền toái hơn. Mà Liễu Cầm Tâm lại cảm giác vị hôn phu này càng ngày càng không đơn giản, phảng phất như vĩnh viễn ẩn mình trong sương mù, mà hắn lại chính là thiên mệnh chi tử của mình. Đêm đó, Triệu Phong khoanh chân ngồi, nhẹ nhàng chạm tay vào la hầu cung tiễn sau khi trải qua cường hóa, phẩm cấp của La Hầu Cung đã tăng vọt, với tu vi của Triệu Phong hiện nay, khó có thể phát huy được uy lực chính thức của nó. Thu hồi La Hầu Cung Triệu Phong nhắm mắt lại, tiếp tục đột phá cửa khẩu cuối cùng của điện chi truyền thừa, trong đầu, đủ loại cảnh tượng áo nghĩa của điện chi truyền thừa hiển hiện ra, diễn dịch đến mức tận cùng. Trong tràng cảnh trong đầu, từng đạo điện quang màu xanh đan xen vào nhau, nổ tung như pháo hoa. Cứ như vậy, liên tục kéo dài mấy ngày. Một lúc nào đó, trong mắt Triệu Phong thoáng hiện một tia mình ngộ, trong lòng bàn tay, điện mang yếu ớt như tờ nhện vườn quanh một thanh điện hoàn ấn kỳ dị, giống như một đóa hoa nở tung, đẹp đến mê người. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thanh điện hoàn ấn này bị dòng điện văn nhỏ bé phác họa, tinh xảo như theo thùa. Điện ấn này cũng cùng loại với phù loan, điện ấn mà Triệu Phong thu được trong phù loan thí luyện. Trong ấn ẩn chứa lực lượng điện văn, lưu chuyển không ngừng, ẩn chứa áo nghĩa phi phàm trực tiếp hiện ra tạo nghệ của Triệu Phong tại phương điện điện chi truyền thừa. Cùng lúc đó, trong đầu Triệu Phong, tầng thứ nhất của tòa lâu tháp 3 tầng, đại biểu cho điện chi truyền thừa đã hoàn toàn sáng ngời lấp lánh. Tầng thứ hai có chút dấu hiệu lấp lánh, không ảm đạm như lúc trước. Về phần tầng thứ ba thì vẫn hoàn toàn ảm đạm. Điện chi truyền thừa tổng cộng chia làm 3 tầng, cấp độ thoát phàm cảnh, tối đa chỉ có thể tìm hiểu được tầng thứ nhất. Tầng thứ hai phải là cấp độ chân linh cảnh. Tầng thứ ba ít nhất là cấp độ chân linh tam cảnh thiên chân chủ cấp thì mới có thể tham ngộ nếu như có thể lĩnh ngộ toàn bộ áo nghĩa của điện chi truyền thừa thậm chí còn có cơ hội nhất định đạt tới đan nguyên cảnh triệu phong khẽ thở ra một hơi thanh điện hoàn ấn trong lòng bàn tay phát ra tiếng sẹt sẹt hóa thành một bông hoa điện lớn băng nắm tay sau đó tán ra trong hư không một lát sau đã hoàn toàn biến mất lúc này tầng thứ nhất của tòa lâu tháp điện chi truyền thừa đã được triệu phong lĩnh ngộ hoàn toàn đạt tới cực hạn viên mãn tầng thứ hai của tòa lâu tháp truyền thừa đã mở ra đại môn cho hắn. Chẳng qua, tầng thứ hai của điện chi truyền thừa, cần phải đạt tới cấp độ chân linh cảnh mới có thể tham ngộ. Tầng thứ ba, thậm chí phải đạt tới cấp bậc chân chủ cấp. Ý thức của Triệu Phong tiếp xúc thử với tầng thứ hai, bên trong hiện ra một lượng tin tức mênh mông khổng lồ, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy áp lực. Tùy tiện một tràng cảnh đã khiến tâm thần Triệu Phong dao động, lực cảm ngộ, tinh lực và tâm thần đều tiêu hao cực lớn. Dù vậy thì Triệu Phong vẫn cảm thấy ngoài dự liệu theo lý thuyết không đột phá chân linh cảnh thì không thể nào lĩnh ngộ tầng thứ hai triệu phong thử lĩnh ngộ tầng thứ hai cho dù cố hết sức nhưng cũng không phải là không thể lĩnh ngộ cố hết sức và không thể là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng ta ngay cả nửa bước chân linh cảnh cũng không đạt tới tại sao lại có thể miễn cưỡng tìm hiểu tầng thứ hai của lâu tháp truyền thừa triệu phong chìm vào suy tư phương hướng duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến đó là thần linh nhãn thần linh nhãn mang đến cho hắn tinh thần lực vô cùng cường đại kể cả năng lực học tập và lĩnh ngộ đều lớn hơn triệu phong dung nhập tâm thần vào mắt trái trong không gian của mắt trái tiểu vực sâu màu xanh đã kéo dài tới bảy thước bảy phảng phất như đạt tới cực hạn nào đó tu vi của triệu phong chỉ có lục trọng thiên nhưng tiểu vực sâu màu xanh này lại kéo đến bảy thước có thừa thì ra lúc triệu phong hóa giải u hồn ấn ký mặc dù tu vi bị rớt xuống thế nhưng cảnh giới lại không rớt xuống bí thuật tinh thần trong quá trình tìm hiểu vẫn không ngừng tiến bộ còn nhớ ngày đó Lúc Triệu Phong cảm ngộ ý cảnh tại di tích của Ẩn Long Tôn giả, cảnh giới tinh thần lại tăng lên, không thua gì một vài nửa bước chân linh cảnh. Hiện nay, cảnh giới tinh thần so với trước kia còn mạnh hơn không ít. Trong lúc Triệu Phong đang kinh ngạc, trong tiểu vực sâu màu xanh không ngừng mở rộng, chợt nổi lên một quang điểm màu lam nhạt thần bí, một luồng khí tức lạnh lẽo thấu xương, theo tinh thần truyền đến toàn thân. Đây là? Tâm thần Triệu Phong chấn động, thế nhưng quang điểm màu lam nhạt nổi lên trong tiểu vực sâu lại rất nhanh biến mất. Đạo quang điểm màu lam nhạt này là một loại lực lượng mới, chưa từng xuất hiện trong thần linh nhãn bao giờ, cho dù chỉ là một điểm nhỏ cũng khiến cho Triệu Phong run sợ, cảm nhận được sự cường đại sâu sắc của nó. Chẳng lẽ, lực lượng của thần linh nhãn đã thức tỉnh, lại đạt tới một cấp bậc nào khác? Triệu Phong không khỏi suy đoán. Hắn có thể khẳng định, cảnh giới tinh thần của mình lúc này còn siêu việt hơn nửa bước chân linh cảnh. Tại phương diện này, hắn nhờ cảm ngộ bên trong di tích tôn giả giúp đỡ mặt khác còn được tầng thứ nhất viên mãn trong điện chi truyền thừa thúc đẩy nói cách khác cảnh giới tinh thần của triệu phong đã vượt xa tu vi bản thân đây cũng là lý do mà hắn có thể miễn cưỡng tìm hiểu tầng thứ hai của điện chi truyền thừa cảnh giới tăng lên tự nhiên cũng khiến cho cảm ngộ của hắn đối với thiên địa và áo nghĩa khống chế chân lực tăng lên sâu sắc đêm đó triệu phong tiếp tục tu luyện củng cố cảm giác chân lực trong thể nội vận chuyển ngày càng nhanh và thông thuận từng đạo chân lực màu xanh nhạt so với sợi chỉ nhỏ còn mảnh hơn vô cùng ngưng luyện hiện động điện văn nhàn nhạt nửa ngày sau triệu phong có cảm giác như mình tùy thời có thể trở về thất trọng thiên thoát phàm cảnh hơn nữa sau khi đột phá củng cố căn cơ thì cường độ và chân lực sẽ vượt xa so với đột phá thất trọng thiên dựa vào thuế linh đan ngày trước lần trước triệu phong rơi xuống một cảnh giới có thể xem như phá rồi lại lập bây giờ nội tình tu vi của hắn càng thêm thâm hậu cảnh giới vô cùng cao nếu lần nữa đột phá thì hiển nhiên hiệu quả sẽ hoàn toàn bất đồng thế nhưng ánh mắt của Triệu Phong chợt lập lòe bất định, quyết định trước hết không đột phá, vẫn dừng lại tại cực hạn lục trọng thiên. Đợi sau khi âm ảnh phi phong tu bổ xong kế hoạch đào hôn của ta, xem như cơ bản hoàn thành. Thần linh nhãn của Triệu Phong chợt quét qua một lượt. Ở ờ, xung quanh có bốn gã nửa bước chân linh cảnh ẩn nấp trong chỗ tối, không phân biệt ngày đêm, giám sát nhất cử nhất động của Triệu Phong bốn tên nửa bước chân linh cảnh này, toàn bộ đều mặc ám bào, am hiểu ẩn nấp và truy tung trong cơ thể bọn hắn nửa bước chân linh khí đã chuyển hóa tới năm thành nếu là lúc luận võ tuyển rể thì cho dù triệu phong đối phó với một tên cũng phải cố hết sức cường giả như vậy lại phải tới bốn người giám sát triệu phong hiển nhiên là quá đủ rồi ba ngày sau thiết càn phủ trong một gian mật điện luyện khí phương án tu bổ áo choàng này đã hoàn thành bây giờ sẽ bắt tay vào tu bổ thiết càn đại sư nói trước khi dùng luyện cường hóa la hầu cung tiễn triệu phong không hề gạt hồng hồ thành chủ còn lần này, tu bổ âm ảnh phi phong lại tiến hành bí mật. Bởi vậy, Triệu Phong còn phải làm trợ thủ cho Thiết Càn đại sư, không thể để học đồ luyện khí nào thực hiện. Đúng vậy, quá trình tu bổ áo choàng này, việc xử lý tài liệu và khống chế dung luyện, tuyệt đối học đồ luyện khí không thể đảm nhiệm. Lần này tu bổ âm ảnh phi phong, Thiết Càn đại sư càng đem nhiều trình tự vào quá trình giao cho Triệu Phong, một vài yêu cầu, thậm chí còn đạt tới trình độ vô cùng hà khắc. Triệu Phong thậm chí còn hoài nghi Thiết Càn đại sư này không biết là không tận lực hay muốn khảo nghiệm mình đây nhưng hắn cũng có nghiên cứu qua về luyện khí biết rõ yêu cầu càng cao thì tỷ lệ thất bại càng thấp uy lực cường hóa lại càng cao thiết càn đại sư mặt không đổi sắc đem trình tự quá trình xử lý giao cho triệu phong triệu phong tiếp thu kinh nghiệm có hạn ngẫu nhiên sẽ xảy ra sai lầm thiết càn đại sư lập tức chỉ điểm uốn nắn càng về sau một vài chi tiết dung luyện có độ khó cao thậm chí là khống hỏa và khắc trận pháp thiết càn đại sư đều không tự mình động thủ mà giao cho triệu phong vào ngày thứ ba tu bổ âm ảnh phi phong trên chán triệu phong chợt ứa ra mồ hôi, rốt cuộc có chút kiệt sức. Tháo bịt mắt của ngươi xuống thử đi, ta muốn nhìn xem cực hạn của ngươi cao bao nhiêu. Thiết càn đại sư giống như cười mà không phải cười, chợt lên tiếng. Triệu phong khẽ giật mình, sau đó thở dài, gỡ bịt mắt xuống lộ ra đồng tử màu xanh sắc bén, thâm thúy. Trong khoảnh khắc đối diện với thần linh nhãn, tâm thần của thiết càn đại sư khẽ chấn động, lần đầu động dung bịt mắt của ngươi không ngăn được khí tức chân chính, của huyết mạch đồng tử, đặc biệt là lúc sử dụng lực lượng đồng tử. Hôm nào ta sẽ tặng cho ngươi một bịt mắt hoàn toàn mới." Thiết Càn đại sư cười một tiếng, ý bảo Triệu Phong tiếp tục. Lúc này, Triệu Phong không cần cố kỵ nữa, mở ra thần linh nhãn, tiến hành dung luyện và xử lý những tài liệu có độ khó cao. Loại trạng thái này kéo dài, hắn biết rằng lục khống chế sẽ đạt tới một cấp độ mới, nhiệm vụ của Thiết Càn đại sư giao cho hắn đã hoàn thành toàn bộ. Cường đại loại huyết mạch đồng tử của ngươi hoàn toàn thích hợp để luyện khí thực hiện yêu cầu một cách chính xác hoàn mỹ nếu như ngươi nguyện ý ta có thể bồi dưỡng ngươi trở thành tông sư luyện khí thiết càn đại sư không nhịn được kích động mà nói đại sư ngươi thăm dò năng lực của ta rốt cuộc là có mục đích gì triệu phong dừng động tác trong tay lại hai ngày nay công tác triệu phong phụ trách hoàn toàn vượt qua cực hạn nhiệm vụ của trợ thủ thậm chí vượt qua một số luyện khí sư lâu năm thiết càn đại sư ngượng ngùng cười thực không dám giấu giếm lão phu được người ta nhờ vả, muốn chế tạo một kiện thần binh linh cấp, vì thế, cần phải có hai vị luyện khí đại sư liên thủ, nhưng cũng chưa chắc có thể thành công. Việc này có quan hệ gì với ta? Triệu Phong ngạc nhiên hỏi. Chế tạo thần binh này, xuất phát từ một bản vẽ thượng cổ, vô cùng khó khăn, cần độ chính xác và khả năng khống chế vượt qua tưởng tượng, dù chỉ tranh lệch một ít cũng có thể thất bại. Thiết Càn Đại Sư nói đến đây, chợt dừng lại. Lệ mang trong mắt Triệu Phong lóe lên, thanh âm hơi trầm xuống, xem ra lần đầu tiên vãn bối tới thiết càn phủ bắt bẻ những tác phẩm luyện khí kia đại sư đã có mưu đồ rồi đúng vậy chỉ tùy tiện lích nhìn mà có thể bắt bẻ được những khuyết điểm nhỏ bé tới cực điểm của tác phẩm luyện khí đây tuyệt đối không phải là việc mà người thường có thể đạt được cho dù là lão phu cũng phải nghiên cứu và phán đoán mới làm được thiết càn đại sư cũng không phủ nhận triệu phong không khỏi lâm vào trầm tư hắn có thể hỗ trợ thiết càn đại sư thế nhưng làm vậy thì mình có chỗ tốt gì chứ phải biết rằng chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ hạn triệu phong và liễu cầm tâm lập gia đình rồi thời gian càng cấp bách thì kế hoạch đào hôn lại càng bất lợi ha ha chỉ cần có thể chế tạo thần binh này thành công ích lợi mang đến tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi có một thứ trong đó mà ngươi không thể nào kháng cự được thiết can đại sư cười thần bí tràn đầy tự tin Ồ, triệu phong ngược lại có chút tò mò thiết can đại sư bỗng nhiên phóng ra thần thức ngăn cách toàn bộ mật điện luyện khí dưới mặt đất Triệu Phong cảm thấy một tia khí tức bất thường. Bản vẽ chế tạo thần binh này là đến từ Thiên Cơ truyền thừa, một trong tứ đại truyền thừa của đại lục. Thần sắc của Thiết Càn đại sư vô cùng thận trọng, trực tiếp truyền âm: "Thiên Cơ truyền thừa." Tâm thần Triệu Phong chấn động, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thiên Cơ truyền thừa là truyền thừa xếp hạng nhất trong tứ đại truyền thừa, được xưng là truyền thừa thần bí nhất, xa xưa nhất. Cho đến nay, vẫn chưa có người nào có thể chính thức phá giải Thiên Cơ truyền thừa. Hơn nữa, Xác suất xuất hiện của thiên cơ truyền thừa cũng vô cùng nhỏ, cứ vài vạn năm mới xuất hiện một lần. Theo sách cổ ghi lại, mỗi lần thiên cơ truyền thừa xuất hiện đều dẫn đến biến đổi thiên địa vô cùng lớn, ảnh hưởng tới thế cục của toàn bộ đại lục. Điều thứ hai chính là, người ủy thác luyện khí kia có thân phận không đơn giản. Nếu như chế tạo thần binh này thành công, người kia sẽ thiếu nợ người một phần nhân tình, việc này có tác dụng rất lớn khi người dừng chân tại Thiên Bồng đại quốc này. Thiết Can đại sư ném ra hai chỗ tốt. Triệu Phong trầm ngâm một lát, cuối cùng trịnh trọng đáp ứng Thiết Càn đại sư, ủy thác này lợi ích đối với hắn thật sự quá lớn. Theo như lời của Thiết Càn đại sư, bản vẽ thần binh này đến từ thiên cơ truyền thừa. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để không còn bất kỳ kẻ nào có thể kìm chế được sự hiếu kỳ rồi. Cứ như vậy, Triệu Phong và Thiết Càn đại sư đạt thành hiệp nghị. Triệu Phong hiệp trợ Thiết Càn đại sư toàn lực chế tạo kiện thần binh được ủy thác. Ngay sau đó, dưới sự liên thủ của Triệu Phong và Thiết Càn đại sư, không đến mấy ngày sau, âm ảnh phi phong đã được tu bổ xong. Ảm ảnh phi phong hoàn toàn mới, trở lại thành bảo vật truyền thừa nguyên vẹn như cũ. Triệu Phong mặc âm ảnh phi phong vào, đứng trong mật điện dưới đất, bất động không nhúc nhích, thân hình trở nên mở nhạt, biến mất không thấy đâu nữa. Vụt, một bóng mở lóe lên, sau đó hiện ra tại một góc khác của mật điện. Toàn thân Triệu Phong, Phẳng phất như biến thành một u linh. Thiết Càn đại sư không khỏi tán thưởng, bảo vật truyền thừa này quá thật là tinh phẩm hiếm có, ngoại trừ ẩn nấp, gia tốc, còn có thể hấp thu một bộ phận năng lực công kích. Nếu như cảnh giới đủ cao, thậm chí còn có thể tạo ra âm ảnh phân thân. Âm ảnh phân thân. Triệu Phong lộ vẻ tò mò, không hổ là luyện khí đại sư, có thể moi ra được loại năng lực bị che giấu của thần binh truyền thừa này. Thiết Càn đại sư giải thích, loại âm ảnh phân thân này không đơn thuần là tàn ảnh lừa gạt ánh mắt, nó còn có lực công kích nhất định, vừa có thể quấy nhiễu địch nhận mà lại còn có thể phụ trợ giết địch, diệu dụng vô cùng trong đầu triệu phong lập tức hiện lên một tràng cảnh lúc mình phát động công kích đồng thời có mấy cái phân thân cũng làm theo động tác của mình cùng quân ẩu địch nhân đương nhiên loại năng lực bị che giấu này phải có lực lượng và cảnh giới nhất định mới làm được triệu phong vẫn còn phải thăm dò nhiều nhưng bất kể thế nào đi nữa mục đích của triệu phong xem như đã hoàn thành vượt mức rồi sau khi tu bổ âm ảnh phi phong năng lực ẩn nấp đã tăng mạnh đặc biệt là dưới tình huống không di động trong đêm tối loại năng lực ẩn nấp này còn có thể tăng lên gấp đôi Triệu Phong chỉ cần mở ra hiệu quả ẩn nấp, đứng trong bóng đêm, cho dù chân linh cảnh đi qua bên cạnh, nếu không tận lực kiểm tra thì cũng không thể phát giác ra được. Thời gian tiếp theo, Triệu Phong bắt đầu qua lại với Thiết Càn Sơn. Người của phủ thành chủ phát hiện, tần suất Triệu Phong đến Thiết Càn Sơn ngày càng nhiều hơn. Có đôi khi, Triệu Phong còn ở lại Thiết Càn Sơn vài ngày cũng không trở về. Bên ngoài còn lan truyền rằng, Thiết Càn đại sư đã đặc biệt thu nhận Triệu Phong làm quan môn đệ tử. Mặc kệ chân tướng như thế nào, nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là Triệu Phong nhận được sự coi trọng của Thiết Càn Đại Sư, quan hệ rất không tầm thường. Điều này đối với Hồng Hồ Liễu Tộc mà nói, quả là một tin tức tốt. Cho tới nay, vì nguyên nhân là Hồng Hồ Thành, chủ mà quan hệ giữa Hồng Hồ Liễu Tộc và Thiết Càn Đại Sư cũng không được tốt lắm. Trong giới luyện khí, thân phận của Thiết Càn Đại Sư rất cao thượng, tạo nghệ cao thâm, được công nhận đứng vào 10 hạng đầu của Thiên Bồng Đại Quốc, thậm chí là 5 hạng đầu. Quan trọng nhất là, vị đại sư này có quan hệ rất thần bị với thiết huyết giáo. Hồng Hồ Liễu tộc vẫn muốn lôi kéo Thiết Càn đại sư, nhưng lại không có tiến triển gì. Mà bây giờ, con rể của Hồng Hồ thành chủ lại rất được đại sư tán thưởng, quan hệ không cạn, quả thực là một dấu hiệu tốt. Vì thế Hồng Hồ thành chủ còn từng tìm Triệu Phong để nói chuyện. "Phong nhi, nếu như ngươi có thể trở thành đệ tử thân truyền của đại sư, vậy là đã lập công lớn cho Hồng Hồ Liễu tộc chúng ta rồi." Hồng Hồ thành chủ một lời nhiều nghĩa mà nói. Triệu Phong hàm hồ ứng phó một phen vị thiết càn đại sư kia, ngược lại ước gì có thể thu hắn làm đệ tử, thế nhưng Triệu Phong lại không muốn quan phân tâm cho việc luyện khí. Dù đang ở thành Hồng Hồ, nhưng Triệu Phong chưa từng quên sử mạng đưa tin của mình. Theo thời gian trôi qua, hành động của Triệu Phong càng lúc càng gấp gáp. Hắn thường xuyên lên Thiết Càn Sơn, tiếp nhận sự truyền thụ chỉ giáo của Thiết Càn Đại sư. Trong thời gian đó, Triệu Phong hiệp trợ Thiết Càn Đại sư luyện chế vài kiện thần binh, mà một kiện trong số đó còn đạt tới linh cấp. Quá trình luyện chế rất thuận lợi, tạo nghệ luyện khí của Triệu Phong tiến triển cực nhanh, ánh mắt càng sắc bén hơn. Thiết Càn Đại sư rất thỏa mãn, tiến bộ của Triệu Phong còn nhanh hơn cả tưởng tượng. Tất cả những điều này đều là vì muốn chuẩn bị cho nhiệm vụ ủy thác chế tạo kiện thần binh kia. Cùng lúc đó, thời điểm Triệu Phong và Liễu Cầm Tâm lập gia đình cũng đã tiếp cận, chỉ còn lại hai tháng cuối cùng. Liễu Cầm Tâm là vị hôn thê trên danh nghĩa nhưng suốt thời gian này vẫn bị phớt lờ dù sao thì việc triệu phong kết giao cùng thiết càn đại sư cũng được thành chủ ủng hộ mới đầu liễu cầm tâm còn có thể ổn định nhưng thời gian lập gia đình càng ngày càng đến gần nàng rốt cuộc đã không nhịn được nữa lập gia đình đối với bất kỳ một thiếu nữ nào cũng là đại sự ảnh hưởng tới nhân sinh thế nhưng hết lần này tới lần khác triệu phong vẫn một mực không đến tìm liễu cầm tâm tên triệu phong này rốt cuộc xem ta là cái gì liễu cầm tâm có chút lo lắng mỗi lần nhìn về phía triệu phong trong mắt chợt lóe lên một tia tịch mịch và bất mãn từ sau khi đính hôn hình tượng của triệu phong ở trong lòng liễu cầm tâm đã dần thay đổi ban đầu triệu phong ở trong mắt nàng chỉ là một thiếu niên tuần thú sư đến từ ngoại vực hình tượng độc nhãn tóc xanh hoàn toàn kém xa phu quân lý tưởng trong suy nghĩ đến ngàn vạn dặm nhưng sau đó thiếu niên lại đặt bản thân trong sương mù thần bí dày đặc mỗi lần thăm dò đều thể hiện ra thực lực và nội tình kinh người huyết mạch đồng tử thần bí Năng lực tiễn thuật siêu tuyệt, thủ đoạn thuần thú siêu phàm, thiên phú luyện khí khiến cho luyện khí đại sư cũng phải sợ hãi thán phục, đủ loại năng lực thủ đoạn, hoàn toàn vượt qua thường nhân. Thiếu niên này, mỗi lần biểu hiện đều có một loại lãnh tĩnh và tự tin. Đủ loại ánh sáng vinh quang đều bao phủ trên người hắn. Thử hỏi, trong thành Hồng Hồ này, trong đám cùng tuổi, có ai có thể sánh ngang với hắn? Liễu Cầm Tâm không thể phủ nhận, thiếu niên này có tiềm lực vô cùng, dần dần đuổi kịp vị phu quân lý tưởng trong suy nghĩ của mình. Mà còn một điểm quan trọng nhất, đó là đối phương chính là thiên mệnh chi tử của nàng. Lúc này, Liễu Cầm Tâm đã miễn cưỡng có thể tiếp nhận vị hôn phu này, nhưng vấn đề là, Triệu Phong cả ngày bận rộn không thấy bóng dáng, cho tới bây giờ vẫn gần như không đếm xỉa đến nàng. Rốt cuộc, đến một ngày, Triệu Phong chủ động đến tìm Liễu Cầm Tâm, Liễu Cầm Tâm thầm thở phào một hơi, thiếu niên này dù chất phác, nhưng có lẽ cũng sẽ hiểu được một vài vấn đề thực sự. Hơn nữa, nàng cũng không tin rằng đối phương thật sự có thể chống cự lại mị lực của mình cầm tâm ta sắp phải hiệp trợ đại sư luyện chế một loại thần binh linh cấp có thể sẽ ở lại thiết càn sơn khoảng một tháng bởi vì thành chủ không có ở đây nên nhờ nàng chuyển lời giúp ta triệu phong nói thẳng ý đồ của mình khi đến đây sau khi nói xong triệu phong liền chuẩn bị rời đi một tháng liễu cầm tâm thoáng ngây người có cảm giác như từ trên mây ngã xuống vực sâu tâm hồn thiếu nữ chìm vào băng giá lạnh lẽo thiếu niên này thật sự quá chất phác và lạnh lùng thậm chí nắm ngoài tưởng tượng của nàng còn may nàng là một nữ tử lạnh lùng điềm tĩnh, nếu đổi lại là nữ tử khác, e rằng đã sớm không chịu nổi rồi. Đợi một chút." Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, gián đoạn hành động rời đi của Triệu Phong. Triệu Phong sững sờ, khó hiểu nhìn về phía Liễu Cầm Tâm. Lúc này, trong đôi mắt đẹp dưới hàng lông mày kẻ đen của Liễu Cầm Tâm, chợt lộ ra một tia sắc bén và lãnh ý tĩnh mịch. Triệu Phong rốt cuộc cũng ý thức được mình không đúng chỗ nào. Không xong, ta rõ ràng là không để ý đến nhân tố trọng yếu này. Tâm niệm Triệu Phong xoay chuyển, thầm cầm thấy không ổn. Từ sau khi đính hôn, hắn vẫn một mực bố trí đại kế đào hôn, hoặc đến Thiết Càn Sơn làm việc, cho nên đã xem nhẹ, thậm chí lạnh nhạt với vị hôn thê Liễu Cầm Tâm này. Bây giờ, điều khiến Triệu Phong lo lắng chính là không biết Liễu Cầm Tâm có thể nhìn ra manh mối gì hay không. Vạn nhất chỉ vì chi tiết này mà khiến cho toàn bộ kế hoạch đào hôn của mình phá sản, vậy thì quả thực là cái được không đủ bù cái mất. Những ngày qua, ta biết rõ người bận rộn nhiều việc, nhưng chuyện này quan hệ tới hôn sự của chúng ta liễu cầm tâm có chút khó mở miệng trong lòng cảm thấy một tia thẹn thùng khó hiểu dung nhan xinh đẹp dưới khăn che mặt không khỏi phiếm hồng đây chính là điều mà triệu phong không nhìn thấy lúc này triệu phong đã ý thức được vì bản thân mình sơ sót nên có thể đã lưu lại sơ hở vì vậy lập tức nóng lòng bù đắp làm thế nào để bù đắp đây tâm niệm trong đầu triệu phong xoay chuyển việc cấp bách hiện nay là nhất thiết phải ổn định liễu cầm tâm làm thế nào để ổn định nàng đây đúng rồi, quan tâm nàng, đúng vậy, quan tâm nàng một chút. Tư duy của triệu phong rất nhanh, thời gian không đến một phần 10 giây. Tại phương diện tình cảm nam nữ, triệu phong gần như là một kẻ ngốc nghếch, thậm chí chưa từng nghĩ tới những chuyện này. Một mặt là vì hắn còn nhỏ tuổi, một lòng tu luyện nên không chú tâm đến phương diện này. Ngoài ra, còn một nhân tố trọng yếu khác, đó chính là sau khi dung nhập thần linh nhãn, tâm cảnh của triệu phong đã trở nên vô cùng lãnh tỉnh, thậm chí là một loại lạnh lùng lý trí có thể nghĩ như thế này, chỉ cần Triệu Phong thúc dục thần linh nhãn là hắn có thể nhìn xuyên thân thể, bất luận là mỹ nữ hay số nữ, cũng chỉ là một loại tổ hợp xương trắng, khí huyết chân lực hình người, như vậy thì còn có cảm giác gì? Việc tiếp theo, Triệu Phong đang suy nghĩ làm thế nào có thể quan tâm Liễu Cầm Tâm. Cầm Tâm, trong khoảng thời gian này, vì ta sơ sót, gần như đã quên mất hôn sự giữa ta và nàng, thật là không phải. Ánh mắt lãnh đạm của Triệu Phong đột nhiên trở nên ôn hòa, thậm chí khóe miệng còn khẽ nhếch một nụ cười liễu cầm tâm khẽ giật mình tên này đổi tính từ lúc nào vậy thế nhưng nàng không thể không thừa nhận nhìn quen bộ dáng tỉnh táo đạm mạc của triệu phong bây giờ hắn lại lộ ra bộ dáng ôn nhu quả thật rất hiếm có trong lòng ta có thể nhìn thấy phương dung của cầm tâm thì chuyến đi này đã không uổng rồi chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể lấy nàng làm vợ thế nhưng nào đoán được ông trời lại gieo duyên tất cả đều như mộng triệu phong không ngừng nói những lời quan tâm bất kể là động tác hay thần sắc đều tràn ngập thâm tình Nhìn thiếu niên lúc này nói năng có chút lộn xộn, Liễu Cầm Tâm không khỏi kinh ngạc, không nghĩ rằng một thiếu niên chất phác lại có khuynh hướng chân tình, thổ lộ nội tâm với mình. Lúc Triệu Phong một bên thêu dệt những lời quan tâm, thì cũng đồng thời chú ý đến biểu lộ của Liễu Cầm Tâm. Nhưng phản ứng của Liễu Cầm Tâm lại không quá lớn. Chẳng lẽ ta quan tâm không đủ? Triệu Phong quyết định tiến thêm một bước, hít sâu một hơi, đi đến cạnh Liễu Cầm Tâm, nhìn qua thiếu niên thanh nhã trầm tĩnh như tiên, bỗng nhiên hắn vươn tay ra, ôm lấy eo nàng. "Ngươi liễu cầm tâm vội vàng không kịp chuẩn bị không nghĩ rằng triệu phong lại to gan lớn mật như vậy trực tiếp ôm lấy vòng eo thon cao quý đây đạn bé bỏng của nàng nàng yêu kiều quát lên một tiếng lực lượng huyết mạch trong cơ thể vô thức khởi động nhưng nào đoán được lực lượng huyết mạch trong cơ thể nàng vừa khởi động thì lực lượng huyết mạch trong người triệu phong cũng báo động có lẽ cảm thấy lực lượng huyết mạch của cầm tâm có khả năng gây nguy hiểm cho nên trong không gian mắt trái tại vị trí trung tâm của tiểu vực sâu màu xanh trượt lóe lên một quang điểm màu lam nhạt thần bí thoáng chốc liễu cầm tâm chỉ cảm thấy lực lượng huyết mạch toàn thân đột nhiên run rẩy một cách khó hiểu phảng phất như đông cứng cánh tay của triệu phong cường lực ôm lấy eo nàng thân thể của nàng đột nhiên mềm nhũn trực tiếp ngã vào trong ngực thiếu niên bởi vì lực lượng huyết mạch bị áp chế không thể nào nhúc nhích nàng cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn nhất thời tim đập càng nhanh hơn hơi thở như lan mặt đỏ tim đập thình thịch thân thể nữ nhân ôm cũng rất thoải mái thì phải trong lòng triệu phong thầm nghĩ nhưng phần lớn lực chú ý vẫn tập trung vào thần sắc của Liễu Cầm Tâm. Loại thần sắc này, không biết là xấu hổ hay nhu tình, có một loại cảm giác mềm mại vô lực. Trên thực tế, lực lượng huyết mạch toàn thân Liễu Cầm Tâm lúc này đã bị áp chế đến mức ngưng kết, hô hấp cũng vô cùng khó khăn, cho nên mới có loại cảm giác bất lực như vậy. Xem ra sự quan tâm của ta vẫn chưa đủ. Triệu Phong thầm thở dài một hơi. Vì vậy hắn cúi đầu xuống dùng miệng hôn nhẹ lên trán Liễu Cầm Tâm một chút. "Ngươi, ngươi dám?" Liễu Cầm Tâm giống như phát mộng, xấu hổ, khuất nhục, kiều diễm, đủ loại cảm xúc quanh quẩn trong lòng. Triệu Phong thấy biểu lộ của Liễu Cầm Tâm dường như có chút không đúng vội vàng buông vị thiếu nữ có tư thái tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành này. Ngay trong khoảnh khắc đó, chân lực trên người Liễu Cầm Tâm dâng tràn, uy áp cường đại của cường giả nửa bước chân linh cảnh liền lan tràn khắp hư không. Không tốt, Triệu Phong rốt cuộc cũng ý thức được sự quan tâm của mình e rằng có chút quá mức rồi. Ngươi, ngươi vô sỉ thanh âm của Liễu Cầm Tâm tràn ngập tức giận, nhưng vừa nói được một nửa, liền nuốt xuống nàng muốn nói Triệu Phong vô sỉ hạ lưu, nhưng đối phương lại là vị hôn phu của mình Liễu Cầm Tâm, đưa tay chỉ vào Triệu Phong có chút tiến thối lưỡng nan. "Cầm Tâm, ta không hề có ác ý, chỉ muốn quan tâm ngươi mà thôi." Triệu Phong im lặng, không biết nói gì. "Không sao." Liễu Cầm Tâm liếc nhìn hắn một cái thật sâu, đôi mắt thu thủy trở lại điểm tĩnh như trước. Thiếu niên này, dù sao cũng là vị hôn phu của nàng, cũng gần tiếp cận phu quân lý tưởng trong suy nghĩ rồi thân là vị hôn phu hành vi vừa rồi cũng không tính là quá phận ừm không có việc gì là tốt rồi ta lập tức đến thiết càn sơn mong cẩm tâm hãy chuyển cáo cho thành chủ triệu phong thở phào một hơi khôi phục vẻ lãnh tĩnh và đạ mạc như trước cáo từ rời đi đi rồi sao liễu cẩm tâm khẽ giật mình người này vừa rồi thổ lộ thâm tình sau đó lại ôm lại hôn bây giờ chớp mắt đã bỏ đi giống như chưa từng phát sinh chuyện gì hắn rốt cuộc hắn xem ta là gì? Nhìn thiếu niên dung nhập vào cảnh đêm, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa, Liễu Cầm Tâm nhất thời cảm thấy tâm hồn bất định, xấu hổ khó tả. Ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiết Càn Sơn. Triệu Phong từ thành Hồng Hồ một đường chạy tới, rất đúng hẹn. Dựa theo ước định với Thiết Càn đại sư, đêm nay sẽ bắt đầu bắt tay vào luyện chế kiện thần binh linh cấp được ủy thác. Lúc tiến vào Thiết Càn Sơn, Triệu Phong chợt cảm nhận được một luồng khí tức bất thường, tâm thần không khỏi run rẩy. Toàn bộ thiết càn phủ bị bao trùm trong một bầu không khí trầm trọng. Trên núi, trong phủ đệ, toàn bộ đều trống trải im lặng, ngay cả một chút tạp âm cũng không có. Cửa ra vào của thiết càn phủ, có một cỗ kiệu được đúc bằng kim thiết, giống như huyết long bay vút lên trời, bên trên còn có hình vẽ đao kiếm đan sen, hiên lộ sự dữ tợn bá đạo. Cỗ kiệu tứ giác, bốn người kiệu phu đứng thẳng người, không hề nhúc nhích ánh mắt triệu phong vừa quét qua bốn tên kiệu phu lập tức hoảng sợ thất sắc khí tức trên thân bốn tên kiệu phu hùng hậu mênh mông giống như bốn hồ nước lớn chân linh cảnh toàn bộ đều là chân linh cảnh triệu phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh rốt cuộc là nhân vật nào hàng lâm mà có thể khiến cho ba vị cường giả chân nhân cấp phải làm kiệu phu luận thực lực bốn tên kiệu phu này mỗi một tên đều cường đại hơn vân hải chân nhân nhiều cùng lúc đó tại một vị trí cách ngoài nửa dặm bốn thân ảnh mặc ám bò dung nhập vào ban đếm, tùy thời tùy khắc giám sát Triệu Phong. Thiết Càn Sơn đêm nay, dường như có chút không đúng một thân ảnh ám bào trong số đó khẽ nói. Một người phía trước, ẩn nấp tại vị trí cao, truyền âm nói, bên ngoài Thiết Càn Phủ có một cỗ kiệu dừng lại, được đúc bằng kim thiết, hoa văn huyết long, đao kiếm. Vừa dứt lời, thân ảnh bốn tên ám bào lập tức không rét mà run, hít một ngụ khí lạnh. Kim qua huyết long kiệu, bốn người nhìn chằm chằm vào cỗ kiệu đột nhiên chìm vào sợ hãi giờ khắc này sau lưng bốn người đều ướt đẫm mồ hôi ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám làm sao bây giờ một thân ảnh ám bào trong số đó lên tiếng không nên vọng động thân ảnh ám bào cầm đầu chợt thốt lên trong thanh âm có vài phần cay đắng nếu như chủ nhân của cỗ kiệu kia có sát ít cho dù là thành chủ và gia chủ liễu tộc cùng đến đây thì cũng không cứu nổi chúng ta bốn thân ảnh ám bào như cọc gỗ Đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, toàn bộ chim thú trên thiết càn sơn cũng không dám phát ra một chút thanh âm nào. Không khí vô cùng yên tĩnh. Triệu phong cảm thấy bầu không khí nặng nẻ một cách kỳ lạ, ngay cả hô hấp bình thường cũng phải cố hết sức. Hắn mơ hồ cảm thấy, tất cả những chuyện này, đều có liên quan tới cỗ kiệu kim thiết huyết long khí phách giữ tợn kia. Dựa theo ước định với thiết càn đại sư, hôm nay người ủy thác thần bí kia sẽ đến. Triệu phong không đổi sắc tiến vào thiết cản phủ. Bốn tên kiệu phu đứng trước cỗ kiệu kim thiết huyết long, giống như cọc gỗ, đứng yên bất động, không khác gì vật chết, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Triệu Phong một cái. Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng hàn ý dâng lên. Trong thiết cản phủ, mọi thứ đều trống không, ngay cả một tên học đồ luyện khí cũng không có, thậm chí là thiết cản đại sư và đệ tử thân truyền cũng không có tại đây. Người đến rồi. Thiết cản đại sư mang theo một luồng hỏa quang, đột nhiên xuất hiện trước mặt. Triệu Phong giật mình, Vừa định nói chuyện thì Thiết Càn, đại sư đã kéo hắn vào trong mật điện luyện khí dưới đất. Trong mật điện luyện khí, có một vị nam tử mặc áo bào vàng, tóc đỏ máu, ước chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, ánh mắt sâu thẳm thiết ma đại nhân, trợ thủ của ta đã đến rồi." Thiết Càn đại sư cung kính nói. Triệu Phong đứng ở phía sau, vẫn giữ im lặng, vị nam tử mặc áo bào màu vàng, tóc đỏ máu này khiến hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy, giống một người cực kỳ bình thường, nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái sẽ khó mà quên được. Hơn nữa, từ một loại trực giác khó hiểu, Triệu Phong không dám sử dụng thần linh nhãn để quan sát hắn. Là hắn. Dựa theo kế hoạch, lần này cần hai vị luyện khí đại sư mới có phần thành công. Thanh âm của nam tử tóc đỏ máu thập phần binh thản. Thiết Càn đại sư giải thích, luyện chế thần binh này, chỗ hà khắc nhất không thể có chút sơ suất nào, cần có lực khống chế và độ chính xác rất mạnh. Điểm này, tác dụng của hắn thậm chí còn trọng yếu hơn cả luyện khí đại sư còn nữa, thiết ma đại nhân cần phải nhanh chóng luyện chế thành thần binh này, mà bồi đại sư vẫn còn ở hoàng thất, luyện khí cho quốc quân, nhất thời nửa khắc không thể phân thân. trong lúc hai người đối thoại, triệu phong vẫn một mực im lặng không nói. thế nhưng hắn vẫn thu được một lượng tin tức cực lớn, nếu hắn nhớ không lầm, vị bồi đại sư kia chính là luyện khí đại sư đệ nhất của thiên bồng đại quốc này. đúng thế, ngươi và bồi đại sư chính là hai đệ tử quan môn của luyện khí tông sư ngày trước, luận tạo nghệ luyện khí thực sự ngươi và hắn đều không hề thua kém gì nhau nam tử tóc đỏ máu khẽ gật đầu hắn cũng không hề nghi vấn năng lực của triệu phong có thể nói là tin tưởng không chút nghi ngờ đối với lời nói của thiết càn đại sư ngươi tên là gì nam tử tóc đỏ máu hỏi vãn bối triệu phong bái kiến thiết ma tiền bối triệu phong ý thức được nhân vật trước mắt tuyệt đối không phải đơn giản trong ngôn từ lộ ra vài phần cung kính nhưng không hề có chút định hót bỡ đỡ nào nam tử tóc đỏ máu khẽ gật đầu cũng không nói nhiều thiết càn đại sư cũng không dám chậm trễ một khắc mang theo triệu phong vào trong bắt đầu luyện khí triệu phong cũng không hỏi nhiều việc của hắn chính là toàn lực hỗ trợ thiết càn đại sư hoàn thành tác phẩm được ủy thác này ngươi hãy dựa theo yêu cầu và cách thức của hình vẽ này chế tạo ra một vài loại linh kiện thiết càn đại sư lấy ra mấy tờ bản vẽ giao phó một vài công việc cho triệu phong triệu phong gỡ bịt mắt xuống mắt trái quét qua một lượt khắc sâu nội dung của những hình vẽ này vào trong đầu hắn có thể khẳng định những bản vẽ này cũng không phải là bản vẽ nguyên vẹn trong thiên cơ truyền thừa mà chỉ là một phần nội dung trong đó cẩn thận phân tích nội dung của hình vẽ triệu phong có chút giật mình yêu cầu của nó vô cùng nghiêm ngặt mức độ dung luyện của tài liệu phải đạt tới một tình trạng cực kỳ biến thái không cho phép xảy ra chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào không chỉ thế số lượng linh kiện phải chế tạo nhiều đến hơn ngàn cái một ngàn linh kiện yêu cầu hà khắc không thể có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào đây chính là tài liệu gia công sơ bộ cũng không phải là thành phẩm cho dù là cấp đại sư, có thể làm được những tác phẩm này hoàn mỹ không tỉ vết, nhưng số lượng hơn một ngàn cái, muốn cam đoan phần lượng, độ dung luyện, hỏa hầu đều không có chút sai sót nào, như vậy thì quá hà khắc rồi. Quan trọng nhất là, một vài sơ sót cực nhỏ, cho dù là cấp bậc đại sư cũng khó có thể nhìn ra. Chẳng qua, chuyện khó khăn nhất đối với Triệu Phong mà nói, dường như cũng không phải là vấn đề lớn. Không có vấn đề chứ? Thiết Càn Đại Sư hỏi. Không vấn đề, chỉ cần chút thời gian và tinh lực là được. Hơn nữa trong quá trình khó tránh khỏi sẽ lãng phí chút ít tài liệu. Triệu Phong đáp, lãng phí chút ít tài liệu. Nam tử tóc đỏ máu khẽ nhếch miệng, chỉ cười không nói. Vì luyện chế Thanh Thần binh linh cấp này, tài liệu lãng phí trước kia, thậm chí đủ chất đầy cả thiết càn phủ. Nhớ kỹ, bất kỳ một sơ sót nào cũng có thể dẫn đến khâu luyện khí cuối cùng thất bại, trong gang tấc. Thiết càn đại sư giận dò, cho dù có sơ sót thì ta vẫn có thể phát hiện ra triệu phong khẽ gật đầu bắt tay vào công việc dung luyện và gia công tài liệu từ đầu đến cuối vẻ mặt của hắn vẫn tỉnh táo không hề có chút cảm xúc chấn động nào nam tử tóc đỏ máu nhìn triệu phong dò xét nhìn thấy đồng tử màu xanh của hắn không khỏi cảm thấy hứng thú nhưng lại không chen lời thời gian chậm rãi trôi qua triệu phong và thiết càn đại sư mỗi người đều chia việc mà làm khác ở chỗ triệu phong tiến hành những công việc sơ cấp mà dườm già còn Thiết Càn đại sư lại bắt tay vào xử lý những hình vẽ trận pháp cao cấp, thậm chí dung luyện những tài liệu cao đẳng trong quá trình Triệu Phong xử lý tài liệu, hắn cũng kinh hãi không thôi. Tài liệu mà hắn gia công, chỉ xem như cấp thấp, nhưng chỉ riêng chỗ này cũng đủ mua một đống thần binh bình thường rồi. Trong đó có một số tài liệu cao cấp, Triệu Phong thậm chí còn không biết tên, Thiết Càn đại sư nói cho hắn biết thuộc tính, sau đó lại dựa theo cách thức ghi trong hình vẽ mà xử lý. Chuẩn bị trước khi luyện khí, vô cùng dài đằng đẵng thần linh nhãn của Triệu Phong, khống chế việc xử lý và dung luyện mỗi một loại tài liệu. Càng về sau, hắn nhìn không chớp mắt, vẻ mặt không biểu tình, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một cái dây chuyển sản xuất. Để xử lý mỗi một tài liệu, phải vô cùng cẩn thận chi tiết, chỉ một chút nặng nhẹ hoặc nhiệt độ không đủ thì đều không được. Trong quá trình này, Triệu Phong quả thật cũng lãng phí một ít tài liệu. Nhưng hắn không lãng phí nhiều, rất nhanh đã có thể đạt tới độ chính xác cực cao. Vẻ mặt của nam tử tóc đỏ máu ở bên cạnh, lúc đầu vẫn lạnh nhạt, nhưng sau đó dần trở nên trịnh trọng chớp mắt, nửa tháng trôi qua. Triệu Phong gân mỏi lực kiệt, ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Rốt cuộc, đến một ngày, tài liệu gia công ban đầu, cuối cùng đã hoàn thành bước đầu tiên đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta phải kiểm tra sơ sót, tốt nhất là có thể cam đoan những thứ tài liệu này, không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Thiết Càn Đại Sư nói, phương pháp mà hai người áp dụng rất đơn giản, đó là kiểm tra lẫn nhau. Triệu Phong kiếm những tài liệu do Thiết Càn Đại Sư xử lý, mỗi một kiện đều vô cùng tinh tế chuẩn xác, giống như tác phẩm nghệ thuật. Dựa theo yêu cầu của thiết càn đại sư Triệu Phong, tổng cộng kiểm tra ra 123 chỗ sơ hở, kể cả một vài khuyết điểm cực kỳ nhỏ bé. Đương nhiên, những khuyết điểm nhỏ nhặt này chỉ là tương đối, được khống chế ở một mức độ giới hạn nào đó mà thôi. 123 chỗ, nhiều vậy sao? Thiết càn đại sư khẽ giật mình, nhưng nhìn kỹ thì cũng phát hiện được có vài khuyết điểm nhỏ nhặt, miễn cưỡng nắm trong phạm vi có thể tiếp nhận, thế nhưng vẫn bị Triệu Phong chỉ ra. Sau đó, đến lượt Thiết Càn đại sư kiểm tra sơ hở khuyết điểm của những tài liệu mà Triệu Phong xử lý, tổng cộng 6 chỗ. Thiết Càn đại sư lại giật mình lần nữa. Những sơ hở khuyết điểm này, phần lớn đều do kinh nghiệm hoặc lý giải ban đầu của Triệu Phong có chỗ sai lầm. Nam tử tóc đỏ máu cách đó không xa, gương mặt khẽ động dung, "Để ta tự mình kiểm tra lại một lần nữa đi." Triệu Phong tự mình kiểm tra, thỉnh thoảng trưng cầu ý kiến của Thiết Càn đại sư, rất nhanh Triệu Phong đã nhìn thấy có 23 khuyết điểm nhỏ nhặt trong những tài liệu mà mình gia công. Có một số khuyết điểm nhỏ nhặt, thậm chí còn rất tiềm ẩn, ngay cả Thiết Càn đại sư cũng không thể nhìn ra. Còn một số khuyết điểm thì lại quá sức nhỏ bé, hoặc là nắm trong phạm vi có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng đều không có ngoại lệ, tất cả đều bị Triệu Phong chỉ ra. Hơn nữa, sau khi kiểm tra xong, Triệu Phong lại kiểm tra toàn bộ linh kiện thêm mấy lần. Không có vấn đề rồi. Triệu Phong khẽ gật đầu, bước đầu tiên thuận lợi hoàn thành, thiết càn đại sư có chút kinh hỉ, thời gian hao phí so với tưởng tượng thì đã giảm bớt quá nửa. Quá trình luyện khí tiếp theo, yêu cầu phải có tạo nghệ luyện khí cao thâm, Triệu Phong chỉ có thể phụ trách trợ thủ. Hơn nữa, hết thảy những cơ mật hạch tâm, thiết càn đại sư đều giữ bí mật với Triệu Phong. Công việc của Triệu Phong chính là chỉ ra chỗ sai, không ngừng uốn nắn, không ngừng soi mói. Toàn bộ trình tự đều tiến hành đâu vào đấy. Cho đến 1 tháng 8 ngày sau, Thiết Càn đại sư mới ngừng lại. Toàn bộ trình tự cũng đã hoàn thành, chỉ còn lại một bước cuối cùng, dung khí. Thiết Càn đại sư hít sâu một hơi, hắn muốn Triệu Phong kiểm tra lại mọi sơ sót một lần nữa. Triệu Phong liên tục kiểm tra nhiều lần, sau khi xác định không sai thì mới khẽ gật đầu. Quá trình dung khí cuối cùng, nam tử tóc đỏ máu cũng tiến lên tham dự. Thành bại nằm ở một bước cuối cùng, đây chính là quá trình đặt móng cơ bản. Bởi vậy, một bước này, Triệu Phong ngược lại không cần tham gia, thậm chí còn chủ động tránh xa dù sao thì bạn vẽ tác phẩm này cũng đến từ thiên cơ truyền thừa tài liệu hao tổn và độ khó luyện chế quả thật vừa nghe đã giận người thành phẩm cuối cùng nhất định sẽ kinh thế hãi tục nếu như lần luyện khí này có thể thành công ngươi chính là công thần của thiết huyết giáo nam tử tóc đỏ máu khẽ gật đầu với triệu phong thiết càn sơn kim qua huyết long kiệu đồ án hình đao kiếm hiện ra vẻ dữ tợn bá đạo chỉ trong chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua dù thời tiết gió tắp mưa xa sấm rông chớp giật thì kim qua huyết long kiệu vẫn lù lù bất động, sinh linh bốn phía đều im lặng. Lúc này, trong thành hồng hồ, một vài cường giả chân linh cảnh đều đứng xa xa quan sát kim qua huyết long kiệu, sau đó lặng lẽ tránh lui. Thậm chí ngay cả hồng hồ thành chủ cũng đích thân tới dò xét. Lúc ông ta nhìn thấy kim qua huyết long kiệu, vẻ mặt chợt trở nên ngưng trọng, không nói lời nào, sau đó theo đường cũ quay về. Thiết càn đại sư ở trong thành hồng hồ, đại danh đỉnh đỉnh, không ít người đều biết vị đại sư này có chút quan hệ thần bí với thiết huyết giáo, điều này cũng cũng không tính là bí mật gì. Thiết huyết giáo ở trong thiên bồng đại quốc, thế lực ngập trời, trong giáo đề xướng việc thiết huyết và sát phạt, thủ đoạn cường ngạnh, nghiền áp hết thảy những người không phục. Đối mặt với thế lực ngập trời như vậy, đừng nói là hồng hồ liễu tộc, cho dù là tổng hệ liễu tộc cũng phải có chút kiêng kỵ. Thiên bồng đại quốc hiện nay, thiết huyết giáo và hoàng thất tranh đấu gay gắt, trở thành bí mật đã được công khai. Sáu cỗ thế lực to lớn khác của thiên bồng đại quốc, hoặc âm thầm tham dự hoặc cùng liên kết với thế lực khác thế cục phức tạp vô cùng trong mật điện luyện khí dưới mặt đất triệu phong ngồi xếp bằng trong một gian phòng bên cạnh mật điện nhắm mắt tĩnh tu khâu dung khí cuối cùng hắn không thể tạo nên công đụng gì chỉ có thể dựa vào nam tử tóc đỏ máu và thiết càn đại sư phát huy mà thôi trên thực tế bước cuối cùng này cũng không có gì đặc biệt tinh tế ngược lại nó yêu cầu cấp độ tu vi tương đối cao trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo triệu phong thỉnh thoảng cảm nhận được uy áp kinh người từ trong gian mật điện luyện khí truyền đến khí tức kinh khủng này chỉ lộ ra đôi chút nhưng lại khiến cho tâm thần hắn phải run rẩy nếu như chỉ một mình thiết càn đại sư triệu phong khẳng định tuyệt đối không thể có được khí tức cường đại như vậy cho dù hắn gặp hồng hồ thành chủ uy lực chân linh mênh mông bao trùm trời đất cũng không thể so sánh với khoảnh khắc lúc này xem ra vị thiết ma đại nhân kia ít nhất cũng là chân chủ cấp có lẽ là cự đầu cao tầng trong thiết huyết giáo trong lòng triệu phong thầm suy tính đại năng của chân chủ cấp, đứng trên đỉnh cao của thiên bồng đại quốc, chúa tể một phương, trở tay làm mây, lật tay làm mưa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong lúc Triệu Phong tu luyện cảm ngộ, thỉnh thoảng lại cảm nhận được uy áp đáng sợ. Năm sáu ngày sau, trong mật điện luyện khí chợt truyền đến thanh âm vù vù của kim thiết, một luồng khí tức thần binh sắc bén ác liệt chợt sinh ra, hơn nữa còn chậm rãi tăng lên. Đây là khí tức của thần binh linh cấp. Triệu Phong cảm giác la hầu cung trong tay mình đột nhiên lắc lư rung động một cách khó hiểu âm ảnh phi phong cũng thoáng run rẩy lộ vẻ bất an meo meo tiểu tặc miêu xuất hiện nhìn về phía mật điện luyện khí đang bị phong cấm mật điện luyện khí dùng tài liệu vô cùng đặc thù chế tạo có thể ngăn cách linh thức của chân linh cảnh ngay cả thần linh nhãn của triệu phong cũng không thể dễ dàng nhìn xuyên nhưng khí tức thần binh linh cấp lại vô cùng đặc biệt sắc bén xâm lãnh còn có một loại khí tức khát máu bá đạo khí sát phạt dày đặc 10 phản theo thời gian trôi qua trong mặt điệu loại khí tức này càng lúc càng mạnh triệu phong thậm chí cảm thấy một luồng nhiệt độ đáng sợ mà trung tâm của luồng nhiệt độ này e rằng có thể lập tức hóa chân nhân cấp bình thường thành cho bụi ngay lập tức một thời gian sau khí tức của thanh thần binh linh cấp đã đạt tới cực hạn thậm chí ngay cả mật điện cũng không phong tỏa nổi đinh triệu phong nghe thấy một trận tiếng nổ rồn rập sau đó đột nhiên nảy sinh một loại bất an kỳ lạ vụt âm ảnh phi phong nhoáng lên một cái triệu phong biến mất khoảnh khắc sau đó, mật điện đột nhiên chấn động mãnh liệt. Rắc rắc. Tưởng của mật điện cứng rắn đủ sánh ngang với thần binh linh cấp, đột nhiên bị một đạo hư ảnh quang luân màu bạc chém thành một vết nứt rộng vài thước, tia lửa bay tứ tung hơn nữa, quang ảnh và hỏa tinh bị nghiền nát, bay tung tóe khắp bốn phía, e rằng ngay cả thất trọng thiên thoát phàm cánh nếu tùy tiện chạm chúng, thì cũng bị nghiền nát ngay tức khắc. Vụt. Triệu Phong hiện thân tại lối vào mật điện. Lúc này, toàn bộ mật điện bên dưới mặt đất đều đang nhẹ nhàng lắc lư, trong bụi bặm và quang ảnh, Thần linh nhãn của Triệu Phong mơ hồ nhìn thấy một hắc ám quang luân, có đường kính tới nửa trượng, tại trung tâm của quang luân là một vị trí tối tăm sâu thẳm, ở tầng ngoài cùng, chấp động phong nhận màu bạc cực mỏng vòng tròn không ngớt. Ông, hắc ám quang luân đột nhiên thu nhỏ lại, sau đó biến mất khỏi tầm mắt. Một khắc sau, bụi bặm và quang ảnh hoàn toàn biến mất. Nam tử tóc đỏ máu và Thiết Càn đại sư sóng vai đi ra. Trên mặt Thiết Càn đại sư tràn đầy vẻ mệt mỏi suy yếu, sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc lại hưng phấn dị thường trên mặt nam tử tóc đỏ máu tràn ngập mừng rỡ, toàn bộ cánh tay phải của hắn bị kim loại màu bạc bao bọc, giống như một cánh tay cơ giới. Cánh tay kim loại này, bề ngoài sáng bóng trợn lặng, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, không thể tìm thấy một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào, ngay cả vị trí của các đốt ngón tay cũng không có một kẽ hở nào. Ngoại trừ là tài liệu bằng kim loại ra, cánh tay kim loại này cũng không khác gì cánh tay người thường nhưng lại càng bộc lộ rõ ràng lực lượng hơn ha ha uy năng của hắc ám quang luân này còn hoàn mỹ hơn cả trong tưởng tượng không ngờ có thể dễ dàng cắt đứt thần binh linh cấp dù phóng mắt khắp toàn bộ bắc đại lục ngoại trừ vũ khí truyền thừa cổ xưa ra gần như không có bao nhiêu thần binh có thể chống lại nó trên mặt nam tử tóc đỏ máu tràn ngập vui mừng hết sức hài lòng triệu phong đã từng tham dự luyện chế hắc ám quang luân cho nên mỗi một linh kiện nhỏ bé đều khắc sâu trong đầu hắn lúc này nhìn thấy thành phẩm thần linh nhãn gần như có thể phân tích hơn phân nửa chi tiết của nó hắc ám quang luân này có lẽ có ba loại hình thái. Loại hình thái thứ nhất là cánh tay, thích hợp cận chiến. Loại thứ hai là hình thái công kích, hắc ám quang luân vòng tròn cao tốc, thể tích có thể biến lớn, sắc bén không gì cản nổi. Loại hình thái thứ ba, có thể biến thành một tấm chắn phòng ngự. Thần linh nhãn của Triệu Phong thông qua phân tích những linh kiện nhỏ bé, liền phỏng đoán ra một kết quả. Không thể không thừa nhận, đây chính là một kiện tác phẩm luyện khí thập phần hoàn mỹ, thậm chí còn vượt qua phạm trù vũ khí nam tử tóc đỏ máu và thiết càn đại sư ở đây chỉ e đều không thể nào tưởng tượng được thần linh nhãn của triệu phong lại có năng lực phục chế và phân tích nghịch thiên như vậy cho dù triệu phong không chứng kiến nguyên vẹn bản vẽ cũng không tham dự vào khâu hạch tâm thế nhưng chính hắn đã tham dự xét duyệt mỗi một linh kiện trong đó cho nên hắn thậm chí còn quen thuộc với những tài liệu của tác phẩm đó hơn cả thiết càn đại sư nữa không hồ là bản vẽ trong thiên cơ truyền thừa cho dù chúng ta có thể chế tạo ra nó nhưng chưa chắc có thể phân tích ra nguyên lý và ảo diệu chính thức của nó. Huống hồ, nếu không có Triệu Phong tương trợ, muốn chế thành Hắc Ám Quang Luân, chỉ e phải trả một cái giá gấp 10 lần ban đầu." Thiết Can Đại sư cảm khái nói, "Có thể chế tạo ra Hắc Ám Quang Luân, công lao của Triệu Phong quả thật không thể bỏ qua." Thế nhưng, Triệu Phong lúc này lại nghĩ, Hắc Ám Quang Luân này rất thích hợp cho người bị cụt tay sử dụng, hấn đột nhiên nhớ tới sư tôn đại trưởng lão của mình. Nếu như có đủ điều kiện, Triệu Phong thậm chí cũng có thể luyện chế ra một kiện hắc ám quang luân phiên bản đơn giản hóa, chăng qua, bây giờ vẫn còn rất khó, trừ phi đạt tới tu vi chân linh cảnh. Triệu Phong vừa rồi ngươi đã xuất lực không ít, có yêu cầu gì thì có thể đưa ra. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Thiết Huyết Giáo, bổn tọa có thể cho ngươi một vị trí tương đương đà chủ." Nam tử tóc đỏ máu vui vẻ nói. Thiết Can đại sư nghe vậy, có chút thất sắc, đà chủ của Thiết Huyết Giáo, địa vị này cơ bản tương đương với một gia tộc trung đẳng của Thiên Bồng Đại Quốc rồi đương nhiên cũng có thể là do nam tử tóc đỏ máu nhất thời cao hứng nhưng bản thân hắn lúc này quả thật vô cùng cảm kích triệu phong thực sự có y báo đáp bẩm thiết ma đại nhân vãn bối từ vực ngoại xa xôi đến thiên bồng đại quốc ý định ban đầu là vì tìm người giai đoạn hiện nay cũng không định gia nhập bất kỳ thế lực nào triệu phong uyển chuyển cự tuyệt thiết huyết giáo tuy mạnh nhưng triệu phong hoàn toàn không biết gì về nó nếu làm không tốt thậm chí còn có thể rơi vào vòng xoáy đấu tranh của thiên bồng đại quốc bất kể nói thế nào đi nữa thì lần này ngươi cũng đã giúp ta một đại ân ngày sau có yêu cầu gì có thể xin thiết huyết giáo giúp đỡ trong tay nam tử tóc đỏ máu xuất hiện một khối lệnh bài huyết sắc nạm vàng kỳ quái sau đó giao cho triệu phong đây chính là thiết huyết kim chủ lệnh nắm giữ lệnh bài này trong phạm vi của thiết huyết giáo ngươi có thể ra vào thông suốt cũng có thể đề nghị một yêu cầu với bổn tọa nam tử tóc đỏ máu giải thích triệu phong vội vàng cảm tạ sau đó thu hồi thiết huyết kim chủ lệnh sau khi luyện khí thành nam tử tóc đỏ máu cũng không lập tức rời đi thiết càn đại sư đề nghị mặc dù luyện chế hắc ám quang luân thành công nhưng để cẩn thận tốt nhất hãy để triệu phong kiểm tra lại một lần dù sao thì vũ khí này cũng cực kỳ tinh vi bản vẽ đến từ thiên cơ truyền thừa thần bí nhất cổ xưa nhất thật ra cũng không cần kiểm tra mỗi một linh kiện của vũ khí này đều cùng một nhịp thở cấu tạo giống như xương cốt con người chỉ cần một cái khởi động thì toàn bộ đều khởi động Triệu Phong mỉm cười, nhưng cũng không cự tuyệt, vẫn nhận lấy hắc ám quang luân, mở thần linh nhãn ra, cẩn thận kiểm tra một phen. Thông qua thần linh nhãn, hắn có thể phân tích cấu tạo của hắc ám quang luân rõ ràng hơn, sau này hoàn toàn có thể phòng chế một cái. Hắc ám quang luân này nặng không tưởng tượng nổi, ít nhất phải hơn một ngàn cân. Chẳng qua, đối với cấp bậc của nam tử tóc đỏ máu này mà nói thì cũng không tính là gì, không vấn đề, nhưng để đề phòng, thời gian ban đầu tốt nhất nên làm lạnh nó trong vài ngày nhưng cũng không thể để quá lâu trong nửa tháng tốt nhất không nên phát huy uy lực mạnh nhất triệu phong kiểm tra xong liền trả lại hắc ám quang luân cho nam tử tóc đỏ máu nghe xong đề nghị của triệu phong thiết càn đại sư và nam tử tóc đỏ máu liếc nhìn nhau hết sức kinh ngạc bởi vì giải thích của triệu phong cơ bản nhất trí với ghi chú trên bản vẽ triệu phong chưa từng thấy qua bản vẽ nhưng vẫn có thể lý giải được điều này quả thực không bình thường chút nào Nam tử tóc đỏ máu trịnh trọng nhìn Triệu Phong, nói: "Huyết mạch đồng tử của ngươi quả thật rất kỳ lạ. Nếu như nguyện ý, Thiết Huyết giáo tùy thời mở rộng cửa với ngươi, bổn tọa thành tâm mời ngươi gia nhập." Triệu Phong cảm nhận được thành ý của Thiết Ma, cũng không thẳng thừng từ chối, quyết định sau khi giao thư tín của Sư Tôn sẽ cân nhắc. Dù sao thì trong phong thư của đại trưởng lão cũng có an bài tương ứng cho Triệu Phong. "Triệu Phong, không phải là ngươi muốn tìm một người ư? Sao không để Thiết Ma đại nhân giúp ngươi tìm?" Thiết Càn đại sư cười nói lúc này thiết càn đại sư đã nhìn ra thiết ma đại nhân thập phần coi trọng triệu phong thậm chí còn thành tâm mời hắn gia nhập ánh mắt triệu phong sáng lên vội vàng lấy ra nửa khối lực ngọc đưa cho thiết ma thiết ma tiếp nhận lực ngọc vừa khẽ chạm vào tinh quang trong mắt chợt lóe lên người xác định người ngươi muốn tìm tên là liễu cầm tâm thiết ma hỏi đúng vậy cũng không biết là liễu cầm tâm nào vẻ mặt triệu phong trở nên khẩn trương thiết ma hẳn là cự đầu cao tầng của thiết huyết giáo kiến thức lịch duyệt rất rộng Liễu Cầm Tâm. Trong thanh âm của Thiết Ma có vài phần trầm trọng, thoáng nhíu mày, ánh mắt chớp động liên tục. Triệu Phong có một loại cảm giác giống như Thiết Ma rất có thể đã có manh mối, thậm chí còn xác định được mục tiêu. Chẳng qua, hắn cũng không vội vã hỏi, nếu như đối phương nguyện ý thì nhất định đối phương sẽ nói. Một lát sau, Thiết Ma giao lại nửa cây lược ngọc cho Triệu Phong, mặt không biểu tình mà nói, người ngươi muốn tìm, có lẽ là Cầm Vương phi. Cầm Vương phi? Tâm thần Triệu Phong khẽ chấn động. Không ngờ người nhận thư lại có thân phận đặc thù như vậy. Trọng số những người tên liễu cầm tâm, vị cầm vương phi này là người có địa vị lớn nhất. Cầm vương phi, thiết càn đại sư hít một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ địa vị và lực ảnh hưởng của vị cầm vương phi này trong đương kim hoàng thất, e rằng có thể xếp vào ba hạng đầu. Nghe nói ngay ca thiên bồng quốc quân cũng bị nàng gián tiếp sắp đặt. Người triệu phong muốn tìm, sao có thể là nàng? Ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Khi chân tướng được công bố, Triệu Phong và Thiết Kiền Đại sư cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vị Liễu Cầm Tâm mà Triệu Phong muốn tìm này, lại lịch thật sự quá lớn, không ngờ lại chính là Cầm Vương phi của Hoàng thất. Ở Đại Quốc Thiên Bồng, Hoàng thất chính là cơ cấu thống trị cao nhất, trưởng quản toàn bộ đại quốc. Trên danh nghĩa, thậm chí ngay cả Tam Tông, tứ tộc cũng đều phải nghe Hoàng thất hiệu lệnh. Triệu Phong nghĩ đến điều này, cặp mày khẽ nhíu lại, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt đại biến. Nếu hắn nhớ không lầm thì Hoàng Thất và Thiết Huyết Giáo chính là thủy hỏa bất dung, minh tranh ám đấu. Hoàng Thất trên danh nghĩa là chính thống hiệu lệnh thiên hạ, trưởng quản cả đại quốc. Mà Thiết Huyết Giáo lại chính là quốc giáo, thế lực ngập trời, bằng vào thủ đoạn thiết huyết, nghiền áp hết thảy. Vị cầm vương phi này, quyền khuynh thiên hạ, mị hoặc chúng sinh, thậm chí có ý đồ nắm giữ triều chính, chính là đại địch của Thiết Huyết Giáo chúng ta. Thiết Ma Thình Lình nói, lời này vừa nói ra, trong lòng Triệu Phong nhất thời có chút không yên thiết huyết giáo và hoàng thất thậm chí cầm vương phi chính là đối thủ một mất một còn nếu như ta mang theo tín vật đi đổ nhập vào cầm vương phi đó chẳng phải là tâm thần triệu phong ngưng trọng không khỏi có chút lo lắng thiết kiền đại sư cũng ý thức được điều này ánh mắt nhìn về phía thiết ma có chút trưng cầu ý kiến nam tử tóc đỏ máu tên là thiết ma ánh mắt lóe lên liên hồi cuối cùng trầm ngâm nói mặc kệ nói như thế nào người đã trợ giúp thiết huyết giáo và bổn tọa có công lao cực lớn bổn tọa ân oán rõ ràng, về điểm này cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Sau khi có được đáp án, Triệu Phong khẽ thở ra một hơi. Hắn vốn có chút lo lắng, Thiết Huyết Giáo sẽ bức bách chính mình đưa ra lập trường và lựa chọn. Chẳng qua, cho dù Thiết Ma không làm khó Triệu Phong, nhưng chính bản thân hắn vẫn cảm thấy đau đầu. Thiết Huyết Giáo và Hoàng Thất, cả hai ở thế không thể cùng tồn tại. Nếu hắn và Thiết Huyết Giáo giao hảo, nhất định sẽ trở thành địch nhân của Hoàng Thất thậm chí còn là kẻ địch với người nhận bức thư tín là cầm vương phi nhưng nếu như sau khi hắn truyền tin tiếp nhận sự an trí của hoàng thất chỉ sợ khó tránh khỏi trở thành kẻ địch của thiết huyết giáo thế lực ngập trời này bất luận đắc tội với phương nào triệu phong cũng đều sẽ là kẻ địch với phía còn lại căn bản khó có thể lựa chọn được sau khi hoàn thành xong ủy thác luyện khí triệu phong cũng không ở lại lập tức cáo từ rời đi trước mắt chuyện quan trọng nhất đối với hắn chính là làm sao đối mặt với cái hôn sự lửa cháy ngang mày này Nhìn theo hướng Triệu Phong rời đi, Thiết Kiền Đại sư thử nói, "Phó giáo chủ, chẳng lẽ ngài không lo lắng, Triệu Phong sẽ được hoàng thất trọng dụng sao? Huyết mạch đồng tử của hắn, tác dụng tuyệt đối bất phàm, cần phải quan sát thêm một khoảng thời gian nữa, cho dù bây giờ bắt buộc hắn phải lựa chọn, cũng sẽ không đạt được sự trung thành của hắn. Hơn nữa, cầm vương phi xuất thân bản thổ đại quốc, làm sao có giao tình thâm hậu với người ngoại vực chứ?" Ánh mắt nam tử tóc đỏ máu có chút sâu xa, ý tứ của ngài chính là quan hệ giữa Triệu Phong và Cầm Vương Phi, kỳ thật cũng không sâu đậm. Thiết Kiền Đại Sư tỉnh ngộ nói. Ha ha, khóe miệng của nam tử tóc đỏ máu nhách lên một nụ cười nhạt tà dị, không bao lâu nữa, đáp án sẽ được công bố. Đến lúc đó, sẽ biết phán đoán của bồn tọa có đúng hay không. Sau khi trở về thành, Triệu Phong lập tức nhận được triệu kiến của Hồng Hồ thành chủ. Hóa ra, hôn sự của Triệu Phong và Liễu Cầm Tâm chỉ còn nửa tháng là cử hành. Bắt đầu từ bây giờ, những chuyện còn lại ngươi không cần phải lo nữa chuyên tâm chuẩn bị hôn sự đi hồng hồ thành chủ thản nhiên nói đoạn thời gian này chuyện hôn sự giữa triệu phong và thiên kim thành chủ đã lan truyền khắp cả thành hồng hồ phủ thành chủ lúc này đang gấp rút chuẩn bị hôn sự toàn bộ thành hồng hồ cũng đều tràn ngập một bầu không khí vui mừng trong lòng triệu phong càng ngày càng gấp gáp càng gần ngày đại hôn cơ hội đào hôn của hắn sẽ càng ngày càng nhỏ hơn hết thảy những điều này đều là do hồng hồ thành chủ từng bước mưu tính khiến cho Triệu Phong không có đường lui. Đổi lại bất cứ một nam tử nào khác, đối mặt với nữ tử giống như Liễu Cầm Tâm, cho dù biết rõ là bị mưu tính, cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Liễu Cầm Tâm có nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, tuyệt sắc khuynh thành, khí chất điềm tĩnh, giống như tiên nữ trong tranh vậy. Luận các phương diện tư cách, bối cảnh này nọ, toàn bộ đều không có một chút khuyết điểm nào. Thế nhưng Triệu Phong căn bản không có ý định lập gia đình. Tuổi hắn còn nhỏ, chỉ mới hơn 16 tuổi mà thôi, lại một lòng theo đuổi đại đạo đỉnh phong, trước mắt đối với chuyện nam nữ vẫn còn chưa thông suốt tất cả hết thảy đều là mưu tính của hồng hồ thành chủ hơn nữa cái gọi là duyên phận mệnh số kia chính là vì tiểu tặc miêu đã gỡ xuống tấm lụa che mặt của liễu cầm tâm chẳng qua ở trước mặt của hồng hồ thành chủ triệu phong lại bất động thanh sắc nhất nhất đồng ý còn nữa nếu như ngươi trở thành con rể của liễu gia ta tốt nhất là không nên quá mức thân cận với thiết huyết giáo hồng hồ thành chủ lại thâm ý dặn dò thêm một hồi triệu phong rất nhanh ý thức được vị cầm vương phi này chính là xuất thân từ phân tộc liễu gia nàng gia nhập hoàng thất từ một góc độ khác mà nói chính là đại biểu cho quan hệ giữa liễu tộc và hoàng thất liễu tộc và hoàng thất có quan hệ mật thiết như vậy tất nhiên phải tránh xa thiết huyết giáo một chút rồi sau khi cáo biệt hồng hồ thành chủ triệu phong quay về chỗ ở thần linh nhãn nhàn nhạt đảo quét bốn phía đảo mắt một vòng sắc mặt hắn nhất thời ngưng trọng ở xung quanh chỗ ở của hắn lại có thêm một vị cường giả chân linh cảnh đang tùy thời tùy khắc giám sát hắn hóa ra bởi vì ngày đại hôn đã đến gần hơn nữa xảy ra chuyện liên quan tới thiết huyết giáo hồng hồ thành chủ vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn đã điều đến một vị cường giả chân linh cảnh chuyên môn giám sát triệu phong có một vị cường giả chân linh cảnh tham gia việc giám sát triệu phong như vậy kế hoạch đào hôn của hắn sẽ khó khăn hơn không ít triệu phong hít sâu một hơi lập tức khoanh chân ngồi xuống thôi vận tu vi trong cơ thể đã có cường giả chân linh cảnh tham gia giám sát như vậy hắn cũng không cần tiếp tục che giấu thực lực nữa ngay đêm đó hắn vừa dịp đột phá đến thất trọng thiên thoát phàm cảnh lần đột phá này triệu phong căn bản không cần củng cố cảnh giới mà tương đương với việc quay trở về cảnh giới vốn có của mình tu vi nội tình so với trước kia đều thâm hậu hơn rất nhiều triệu phong âm thầm gật đầu đồng dạng là thất trọng thiên thoát phàm cảnh hiện tại hắn so với thời điểm đỉnh phong nhất lúc liên minh thịnh hội còn mạnh hơn rất nhiều sau liên minh thịnh hội triệu phong đã lĩnh ngộ được ý cảnh của tôn giả tinh thần ý cảnh tăng mạnh vượt qua nửa bước chân linh cảnh bình thường huống chi ngày hôm nay điện chi truyền thừa tầng thứ nhất của hắn đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn bao gồm các loại phương diện khác như tinh thần bí thuật so với trước kia cũng đều mạnh hơn rất nhiều tin tức triệu phong đột phá rất nhanh rơi vào tai của hồng hồ thành chủ cô gia vừa mới đột phá tu vi nói cần phải củng cố tu vi từ chối tham gia rất nhiều công tác chuẩn bị hôn lễ bên này một gã quản gia nói cảnh giới đột phá đây là chuyện tốt một khi đã như thế những việc dườm già này tận lực không cần làm phiền đến hắn đi hồng hồ thành chủ không chút nghi ngờ trên mặt còn mang theo một tia vui mừng thứ nhất vừa mới đột phá cảnh giới quả thật cần củng cố tu vi thứ hai tu vi của triệu phong đột phá càng có vẻ xứng đôi với liễu cầm tâm hơn còn chuyện này nữa sắp sửa lập gia đình rồi bảo hắn gỡ xuống cái đồ bịt mắt kia đi một thiên tài có được huyết mạch đồng tử như vậy mới có thể xứng đôi với tư chất huyết mạch của cầm tâm được Hồng Hồ thành chủ phân phó nói, "Phân phó của thành chủ, rất nhanh đã đến chỗ Triệu Phong. Tốt lắm, lần này đào hôn, nhất định phải mượn dùng lực lượng của thần linh nhãn." Triệu Phong chậm rãi gỡ xuống đồ bịt mắt. Sau khi từ Thiết Kiền phủ trở về, hắn đã đổi lấy một cái đồ bịt mắt mới, màu bạc nhàn nhạt, mỏng như cánh ve, thể hiện rõ ràng sự tao nhã cao quý. Cái đồ bịt mắt mới này chính là do Thiết Kiền đại sư tặng cho. Lúc đeo nó lên mắt, tác dụng ngăn cách khí tức đối với huyết mạch đồng tử là cao nhất sau đó ngượng lý do củng cố cảnh giới tu vi triệu phong bắt đầu bí mật thực hiện đại kế đào hôn của mình mặc dù hắn rất ít xuất môn nhưng vẫn luôn có ý đồ sắp đặt mọi việc có một số chuyện không tiện thực hiện hắn thậm chí còn phái tiểu tạc miêu đi làm thể tích tiểu tạc miêu nhỏ bé thủ đoạn ẩn nấp siêu phàm ít thu hút chú ý rất nhiều chuyện thực hiện đều dễ dàng hơn mình hoàn cảnh địa hình xung quanh phủ thành chủ hồng hồ thành ta căn bản đều đã thăm dò rõ ràng trong lòng triệu phong trầm ngâm với tu vi thực lực hiện tại của hắn, quả thật không sợ sự, sự truy đuổi của hai ba tên nửa bước chân linh cảnh bình thường. Khó chơi nhất vẫn chính là gã cường giả chân linh cảnh mới được phái tới kia. Người này tên là Liễu Viên, nghe nói là một gã đường đệ của Hồng Hồ thành chủ, đã từng đến cầm kiếm cung tham tu, lấy danh nghĩa bảo vệ con rể của thành chủ đại nhân, nên sắp xếp ở gần bên cạnh hắn. Chớp mắt, ngày tiến hành đại hôn đã đến rất gần, chỉ còn lại 5 6 ngày nữa mà thôi. Một ngày nọ, Triệu Phong chuẩn bị sắp xếp hết thảy, rốt cuộc cũng xuất quan. Sau khi vừa xuất quan, Triệu Phong cũng không đi tìm Liễu Cầm Tâm, cũng không đi bái kiến thành chủ. Mục tiêu của hắn chính là vị cường giả chân linh cảnh đang phụ trách giám sát hắn. "Viên thúc, gần đây ta mới củng cố xong cảnh giới, có rất nhiều vấn đề liên quan đến tu luyện, muốn nhờ ngài chỉ giáo một chút." Triệu Phong chủ động tìm tới vị cường giả chân linh cảnh kia. "Được." Liễu Viên khẽ gật đầu. "Thân là trưởng bối, quả thật cũng không tiện cự tuyệt." Bình thường cũng có rất nhiều vãn bối của Liễu gia tìm đến hắn nhờ chỉ điểm. Huống chi, gã thiếu niên trước mặt chính là con rể của thành chủ, là đương gia tương lai của Hồng Hồ Thành, không thể nào chậm trễ được. Đồng thời, Liễu Viên cũng thầm nghĩ, nhân cơ hội này, thăm dò một chút sâu cạn của tiểu tử này. Triệu Phong có được huyết mạch đồng tử, trên người tràn ngập các loại màu sắc thần bí, ngay cả Hồng Hồ Thành chủ cũng không thể nhìn thấu được hắn. Triệu Phong lúc đầu là hỏi thăm Liễu Viên, tham khảo một chút những tâm đắc về phương diện tu luyện sau đó hắn xin được tiến hành luận bàn chỉ giáo ý đồ của triệu phong tự nhiên chính là muốn tìm hiểu một chút chi tiết của vị cường giả chân linh cảnh này liễu viên có thể xem như một nửa đệ tử cầm kiếm cung cầm kiếm cung cũng chính là một trong tam tông của đại quốc có chút quan hệ sâu xa với liễu tộc quan hệ với hoàng thất cũng không tệ về mặt phong cách chiến đấu truyền thừa của cầm kiếm cung đại đa số đều là sử dụng các loại cầm kiếm bút sáo có một loại tao nhã cao quý không nói nên lời vũ khí của liễu viên chính là một cây bút lông cắn đen trong lúc múa may chân linh khí bay múa cuồn cuộn hình thành nên một tràng diện vô cùng đồ sổ thần linh nhãn của triệu phong khẽ mở ra tìm hiểu phong cách tác chiến của liễu viên phân tích ưu khuyết trong đó tao nhã phiêu giật u tĩnh công kích và phòng ngự cũng đều thuộc loại trung dung nhưng thân pháp tương đối lợi hại tốc độ khẳng định không kém triệu phong cơ bản thăm dò ra được tình huống thực lực mà hắn biểu hiện ra tiếp cận so với cảnh giới nửa bước chân linh cảnh bình thường của đại quốc thiên bồng so với nửa bước chân linh cảnh của thập tam quốc thì cường đại hơn một chút bởi vì có thần linh nhãn cho nên triệu phong có thể cầm cự được với liễu viên một hồi đương nhiên thực lực của liễu viên đã áp chế xuống chỉ còn có ba thành mà thôi nếu như bộc phát ra toàn bộ uy năng chân linh cảnh sự tranh lệch cảnh giới giữa hai người căn bản không thể nào bù đắp lại được luận bàn chừng nửa canh giờ triệu phong đại khái thăm dò ra một số chi tiết của liễu viên vì để thể hiện lòng biết ơn triệu phong còn đề nghị hỗ trợ thuần hóa một chút linh sủng tọa kỵ của liễu viên liễu viên vốn dự định chối từ thế nhưng triệu phong lại thập phần nhiệt thành cuối cùng cũng đáp ứng hắn sớm đã nghe nói qua thủ đoạn thuần thú của triệu phong tuyệt đối bất phàm một canh giờ sau triệu phong liên thủ tiểu tặc miêu thuần hóa thải lân phi yến của liễu viên hoàn toàn phục tùng so sánh với trước khi thuần hóa thải lân phi yến dường như càng trở nên linh trí hơn càng thêm vô cùng thân thiết với chủ nhân đa tạ hiền chất rồi liễu viên mừng rỡ không biết rằng ngay từ lần đầu tiếp xúc triệu phong đã từng bước tính kế hắn hơn nữa đã thành công đắc thủ thành công triệu phong và tiểu tặc miêu liếc mắt nhìn nhau nghênh ngang hồi phủ từ đó kế hoạch đào hôn hết thảy đã chủ bị hoàn tất càng gần đến ngày đại hôn cả hồng hồ thành đều treo đèn kết hoa không khí một mảnh vui tươi rào rạt trong phủ thành chủ khắp nơi đều treo đầy tơ lụa một màu đỏ tươi những nơi lọt vào trong tầm mắt cũng đều là một tràn ngập vui mừng náo nhiệt khoảng cách đến ngày đại hôn của thiên kim thành chủ chỉ còn lại có ba ngày cuối cùng lúc này không chỉ có kế hoạch đào hôn của triệu phong hoàn thành mà hôn lễ bên trong phủ thành chủ cũng đều đã bố trí thỏa đáng không tệ người càng nhiều sẽ càng dễ dàng đục nước béo cò triệu phong chậm rãi đi dạo bốn phía mèo mèo tiểu tặc miêu ngồi ở trên bả vai của hắn cặp mắt mèo đen láy như hắc bảo thạch đảo loạn chung quanh tùy tiện tiến hành trao đổi với những linh sủng phi cầm bên trong phủ thành chủ mỗi khi triệu phong rời khỏi chỗ ở liễu viên và bốn gã nửa bước chân linh cảnh ở bên cạnh đều đi sát theo phía sau không bao giờ ly khai khỏi phạm vi trăm trượng dưới tình huống bình thường có bốn gã nửa bước chân linh cảnh ở bên cạnh không ngừng giám sát triệu phong cũng đã không có khả năng vô thanh vô tức bỏ trốn huống chi còn có một cường giả chân linh cảnh như liễu viên ở một bên giám thị chằm chằm như vậy triệu phong chậm rãi đi đến địa phương có nhiều người âm thầm gật đầu không tệ đã có thể bắt đầu được rồi một khi thực thi kế hoạch Phủ thành chủ tất sẽ lâm vào hỗn loạn. Đột nhiên đúng lúc này, cô ra, đại tiểu thư bên kia đang thử đồ cưới, thành chủ bảo ngài cùng qua bên đó. Quản gia của phủ thành chủ vẻ mặt đầy hỉ sắc đi tới. Thân hình triệu phong nhất thời cứng đờ, mạnh mẽ chế trụ thủ đoạn vừa chuẩn bị sử dụng lại. Meo meo, tiểu tặc miêu đứng trên vai hắn, bộ dạng có chút bất mãn. Được, triệu phong gật đầu đáp ứng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cũng được, trước khi đào hôn, cũng nên cấp cho vị hôn thê kia một cái công đạo ít nhất cũng lưu lại thư tín. Quản gia dẫn Triệu Phong đi tới một căn phòng, rất nhanh liền có một đám nha hoàn oanh oanh yến yến giúp hắn thay đổi trang phục. Không lâu sau, Triệu Phong liền mặc vào người bộ trang phục tân lang. Ánh mắt đám nha hoàn xung quanh nhất thời liền trở nên sáng ngời. Thân hình Triệu Phong anh tuấn, bộ mặt góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt hơi chút lạnh lùng, một đầu tóc dài xanh mướt, giống như ngọc chất thuần phác tự nhiên, so với tơ lụa còn tinh mỹ hơn nhiều, có một loại cảm giác linh vận tràn ngập. Hai mắt của hắn giống hệt như ánh sao đặc biệt là mắt trái, màu xanh trong suốt, giống hệt như một viên bảo thạch, lại thâm thúy như vực sâu hút hồn. Cả người Triệu Phong có một loại khí tức tà dị thần bí, sau khi mặc lên trên người bộ trang phục tân lang, lại càng tăng thêm vài phần anh khí, có vẻ càng thêm thần tuấn hơn nhiều. Đi ra khỏi phòng, Triệu Phong tiến vào lễ đường, cũng nhìn thấy được Liễu Cầm Tâm đã mặc lên người bộ trang phục tân nương. Liễu Cầm Tâm mày liễu như vẽ, hai tròng mắt như hai điểm thu thủy, lúc này đã gỡ xuống tấm lụa che mặt, lộ ra ngọc nhan tuyệt thế không linh lạc nhạn vô cùng thanh thúy, cộng thêm khí chất lạnh lùng điềm tĩnh, trong trẻo nhưng băng lãnh, tăng thêm vài phần tao nhã cao quý. Bởi vì mặc trên người trang phục màu đỏ, giờ khắc này hai gò má Liễu Cầm Tâm cũng thoáng ửng đỏ một chút, hiện lên vẻ thanh thuần mềm mại đáng yêu của một nàng thiếu nữ sắp về nhà chồng. Không tệ, không tệ. Trai tài gái sắc. Hồng Hồ thành chủ cười ha hả, vô cùng hài lòng. Liễu Cầm Tâm tự nhiên không có chút khuyết điểm nào. Loại tinh mỹ này, siêu phàm thoát tục mỹ nữ cấp bậc như vậy trong cuộc đời triệu phong căn bản khó gặp người thứ hai mà triệu phong bởi vì gỡ xuống đồ bịt mắt huyết mạch đồng tử lại càng phụ trợ cho khí chất thần bí cao quý của hắn ở đại quốc thiên bồng truyền thừa huyết mạch cũng không phải là loại chỉ gặp trong truyền thuyết giống như hoàng thất và tứ đại gia tộc đều có truyền thừa huyết mạch chính là một loại tượng trưng cho huyết thống cao quý huống chi cái mà triệu phong có được chính là huyết mạch đồng tử cực kỳ hiếm thấy cho nên, Triệu Phong giờ phút này lạnh lùng cao quý, cộng thêm khí chất thần bí, đã đạt tới hình tượng phu quân hoàn mỹ mà bất cứ nữ tử nào cũng mơ tưởng. Thần linh nhãn của Triệu Phong chính là có một loại khí tức tuyên cổ xa xưa, những nơi ánh mắt hắn đảo quét tới, đều khiến cho người ta có một loại áp bách nhàn nhạt. Một số ít người có được lực lượng huyết mạch ở nơi này, cũng đều mơ hồ cảm thấy sự sợ hãi và bất an đến từ trong huyết mạch của chính mình. Ngay cả Hồng Hồ Thành chủ và Liễu Cầm Tâm cũng không ngoại lệ huyết mạch đồng tử này so với tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều tuyệt đối có thể so sánh với truyền thừa huyết mạch của hoàng thất thiên bồng thậm chí càng mạnh hơn hơn nữa lại là huyết mạch đồng tử vô cùng đặc thù hồng hồ thành chủ càng nhìn càng hài lòng có chút tự đắc đối với mưu tính của chính mình tưởng tượng một chút con rể tương lai của mình tính cao quý của huyết mạch truyền thừa có khả năng siêu việt huyết thống của hoàng thất đó là loại tự hào như thế nào ở đại quốc thiên bồng các đại gia tộc có được huyết mạch truyền thừa phần lớn sẽ lựa chọn những người có huyết mạch truyền thừa mà kết hợp hiện tại huyết mạch đồng tử mà triệu phong thể hiện ra khiến cho bất luận kẻ nào trong cao tầng liễu tộc cũng đều không thể soi mói huống chi gã thiếu niên này còn là tuần thú sư cực kỳ hiếm thấy nữa liễu cầm tâm một thân hồng trang xinh đẹp giống hệt như một thiếu nữ hiền thê cực kỳ hoàn mỹ vậy ánh mắt khẽ chuyển dò xét một chút phu quân tương lai của mình không thể không thừa nhận thiếu niên này các phương diện đều đạt tới hình tượng phu quân lý tưởng trong lòng nàng hiếm có nhất chính là đối phương lại chính là phu quân thiên duyên chú định của nàng. Di ngôn mà sư tôn lưu lại, nàng căn bản không thể làm trái, cho dù cái người mà nàng phải kết hôn có xấu xí, có vô năng đến đâu, nàng cũng phải chấp nhận. Nhưng may mắn chính là, vị hôn phu này thần bí bất phàm, tài mạo kiêm toàn, huyết thống cao quý. Đương nhiên, nếu như hắn có thể ôn nhu với nàng thêm một chút, vậy thì càng hoàn mỹ hơn nhiều. Ta muốn cùng Cẩm Nhi nói chuyện một mình. Thanh âm dị thường hòa nhã của Triệu Phong truyền đến khiến cho Liễu Cầm Tâm đang trong lúc mơ màng, trái tim nhất thời rung lên. Nàng không khỏi nghĩ đến, Sư Tôn Không Hỗ là thiên tài tu luyện mệnh đạo, tiến hành thay đổi tên của chính mình, đoạt khí số vận mệnh, thậm chí còn định ra cho chính mình một vị phu quân vĩ đại đến như vậy. Nghĩ đến điều này, trong ánh mắt của nàng chợt dâng lên một tia sương mù nhàn nhạt, nhạt, rơi vào trong mắt của mọi người càng thêm dịu dàng động lòng người. Ha ha, các ngươi cứ việc tâm sự đi, vi phụ đi đây. Vẻ mặt Hồng Hồ thành chủ cười đắc ý, xoay người rời đi lưu lại không gian riêng cho cặp vợ chồng son này. Triệu Phong thầm nghĩ, để cho Hồng Hồ thành chủ rời đi, cũng có lợi cho kế hoạch của mình. Chẳng qua, vị tiểu mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng động lòng người này, hình dáng nhu tình như nước, khóe mắt vương nhẹ một tầng hơi nước mông lung, lần đầu tiên khiến cho hắn sinh ra một tia dao động đối với kế hoạch đào hôn của mình. Nhưng mà tâm trí Triệu Phong cứng cỏi lãnh tĩnh đến thế nào, hiện tại hắn căn bản không thích hợp lập gia thất, còn có sư mệnh vẫn chưa hoàn thành tận sâu trong đáy lòng của hắn triệu phong còn có một nguyện vọng càng sâu xa hơn thay đổi thập tam quốc thay đổi vận mệnh cố hương đạt đến đỉnh phong đại lục triệu phong và liễu cầm tâm sánh vai mà đi tiến vào trong phòng chỉ còn lại có hai người mà thôi liễu cầm tâm ẩn tình chân thành thời khắc này sự ôn nhu của triệu phong đã khiến cho nàng có một loại cảm giác an bình hạnh phúc dị thường trong lòng càng thêm cảm kích vị sư phụ đã đi về cõi tiên của mình phong có một bí mật ta muốn nói cho chẳng biết Liễu Cầm Tâm cười thần bí. Hừm. Triệu Phong nhìn nàng. Liễu Cầm Tâm lấy ra một đồng tiền bộ dáng sặc sỡ, cười dịu dàng, đây là di vật mà sư tôn ta khi còn sống lưu lại, nói muốn tặng cho phu quân tương lai của ta. Triệu Phong dùng mình, tiếp nhận đồng tiền này. Meo meo. Tiểu Tặc Miêu chẳng biết từ lúc này nhảy ra, dương mắt nhìn chằm chằm vào đồng tiền kia, hai mắt sáng lên, bộ dáng vô cùng tham tiền. Hơn nữa, tên của ta ban đầu vốn dĩ là Liễu Cầm Hâm, sư tôn ta vì muốn cải biến khí số vận mệnh nên đổi tên cho ta thành cầm tâm chờ sau khi ta tìm được phu quân lý tưởng mới khôi phục lại tên cũ thanh mâu liễu cầm tâm lưu chuyển trong thanh âm lộ ra ý ngọt ngào hoặc là nói giờ phút này nàng đã quay trở lại thành liễu cầm hâm liễu cầm tâm liễu cầm hâm triệu phong thầm lẩm bẩm hai cái tên này thiếu chút nữa không nhịn nổi mở miệng mắng to tâm và hâm đọc ra hoàn toàn đồng âm vốn hắn muốn tìm người tên liễu cầm tâm Sao có thể ngờ được, sư phụ của Liễu Cầm Hâm lại đem tên của Đồ Nhi mình đổi lại thành Liễu Cầm Tâm, con nói cái gì mà cải biến khí số vận mệnh nữa chứ? Ta chửi con mẹ nó. Triệu Phong Cố nén lại cảm giác xúc động muốn mắng người của mình. Đột nhiên thần linh nhãn của hắn chợt sản sinh một tia dự cảm, cảm thấy trong này có chút kỳ quái. Vị sư tôn kia của Liễu Cầm Hâm bảo đệ tử của mình đổi tên, vừa vặn khiến cho mình gặp phải, trở thành phu quân theo vận mệnh của nàng. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Ngay cả tiểu tặc miêu trên vai hắn, trong mắt cũng thoáng đảo chuyển, bộ dáng như đang suy nghĩ cái gì đó. Triệu Phong không khỏi nhìn về phía tên tiểu thần côn kia. Tiểu thần côn nhe răng nhếch miệng, không ngừng khoa tay múa chân với Triệu Phong. Cái gì? Ngươi nói là ta bị người khác tính kế à? Triệu Phong không khỏi líu lưỡi. Tiểu thần côn có chút lắc đầu, lại gật đầu, cố gắng khoa tay múa chân. Nhưng khả năng nội dung mà nó muốn biểu đạt vô cùng phức tạp thâm ảo, đoạn sau lại càng không rõ ràng nữa chẳng qua mục đích của tiểu thần côn cũng đã được biểu đạt rõ ràng hắn giật dây triệu phong cướp đi đồng tiền cổ này sau đó đào hôn nhằm bù lại những tổn thất cùng nghẹn khuất trong những ngày qua chàng làm sao vậy liễu cầm hâm phát hiện sắc mặt triệu phong không bình thường không có việc gì triệu phong bất động thanh sắc đem đồng tiền cổ kia thu hồi sau đó nhẹ nhàng ôm liễu cầm hâm vào trong ngực trước hết vẫn nên ổn định nàng rồi nói sau sắc mặt liễu cầm hâm đỏ bừng như máu nhưng lại không hề phản kháng dễ dụa, ôn nhu một cách dị thường. Đắc thủ rồi. Tiểu tặc miêu nhìn thấy Triệu Phong đã nhận lấy đồng tiền, vẻ mặt hưng phấn, ở một bên khoa tay múa chân. Liễu cầm hâm cảm thấy có chút xấu hổ, nhẹ nhàng đẩy Triệu Phong ra. Tiểu tặc miêu khiến cho nàng có cảm giác còn tinh quái hơn cả hồ ly. Có một người thứ ba ở đây, làm sao có thể cùng phu quân tình trạng ý thiếp được chứ? Cầm hâm, ta ở đại quốc thiên bồng vẫn còn một sứ mệnh chưa hoàn thành, bất kệ là trước đây hay tương lai, bởi vì những sơ suất mà ta mang đến, xin nàng hãy thứ lỗi. Trước khi Triệu Phong rời đi, còn lưu lại một câu thâm ý, Liễu Cầm Hâm nghĩ rằng Triệu Phong muốn giải thích cho những sự thờ ơ lạnh lùng lúc trước đối với mình, trong lòng cảm thấy an ủi, không hề nghĩ đến những phương diện khác. Sau khi cáo biệt Liễu Cầm Hâm, Triệu Phong bỏ đi trang phục tân lang trên người, thản nhiên rời khỏi phòng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đi đến chỗ lối vào phủ thành chủ. Người ở đây ra ra vào vào chúc mừng, vô cùng náo nhiệt bắt đầu đi. Triệu Phong và Tiểu Tạc Miêu liếc mắt nhìn nhau một cái. Bỗng dưng, trong thần linh nhãn của Triệu Phong, ngay trung tâm thâm thúy nhất, phảng phất như có một cái tiểu vực sâu thanh sắc đang không ngừng luân chuyển rất nhanh. Một đám tinh thần ba động mở mịt xuất hiện, dung nhập thiên địa. Meo meo. Tiểu Tạc Miêu phối hợp, vũ động hai chân. Bởi vì xung quanh có rất nhiều người, một đám tinh thần ba động mịt mờ này đã bị đám người che giấu mất. Liễu Viên và bốn gã nửa bước chân linh cảnh ở phụ cận đi theo Triệu Phong, cũng đã đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ của hôn lễ. Đúng lúc này, từng đạo thú giống rít gào bé nhọn chợt từ trong phủ thành chủ truyền đến. Trong phủ thành chủ vốn có rất nhiều linh sủng tọa kỵ, bỗng đột nhiên không khống chế được, trở nên điên cuồng bạo loạn. Đặc biệt là linh chân viên trong phủ thành chủ, từng đầu từng đầu phi cầm tẩu thú cường đại cật lực phá tan gông cùng xiềng xích, không ngừng bỏ chạy tán loạn. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời diễm quang, cuồng phong, điện minh không ngừng gào thét cuồng loạn. Mặt đất xung quanh Phòng ốc sập xuống, khói bụi cuồn cuộn, một trận tiếng thét chói tai vang lên. Đám linh sủng phi cầm, các loại tọa kỵ này đều có được năng lực phi phàm. Ngày thường chúng nó đều bị thuần hóa giáo dưỡng, thập phần ngoan ngoãn. Nhưng giờ phút này, đại bộ phận các linh sủng tọa kỵ đều mất đi khống chế, điên cuồng bỏ chạy tán loạn. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, thậm chí có đầu phi cầm tọa kỵ bay ra khỏi phạm vi phủ thành chủ, dẫn đến một phen hỗn loạn lan truyền khắp Hồng Hồ thành. Bên trong phủ thành chủ, đám nha hoàn người hầu tu vi tương đối thấp kia bị dọa đến ngây người, không ngừng gào thét, vô cùng hoảng loạn. Phủ thành chủ từ trước đến giờ vẫn ở trung tâm Hồng Hồ thành, luôn yên bình tĩnh lặng, giờ phút này lại lâm vào sự hỗn loạn trước giờ chưa từng có. Tuyệt đại đa số người đều luống cuống hỗn loạn. Lực phá hoại của đám linh sủng tọa kỵ này không giống bình thường. Cả đám hướng về phía bên ngoài phủ thành chủ không ngừng bay loạn, khó có thể tưởng tượng được chúng sẽ dẫn phát đến sự hỗn loạn khủng hoảng đến mức nào mau mau triệu tập thuần thú sư, chế trụ mấy con súc sinh này. Cao tầng bên trong phủ thành chủ rất nhanh hạ đạt mệnh lệnh. Hiện tại tình huống như thế này, hoặc là đánh chết linh sủng tọa kỵ, hoặc là hàng phục lại chúng nó. Biện pháp đầu thì tổn thất quá lớn, biện pháp sau thì chỉ có thuần thú sư mới có thể làm được. Tuy rằng cường giả chân linh cảnh bằng vào thủ đoạn vô cùng cường ngạnh, rất có thể chấn phục đám linh sủng tọa kỵ đang bạo loạn này, chẳng qua vẫn có chút phiêu lưu. Để đó cho ta. Triệu phong quát lớn một tiếng, tràn ngập tự tin đuổi theo một đầu linh sủng phi cầm đang bay ra khỏi phủ thành chủ. Những người xung quanh đều biết rõ thân phận thuần thú sư của hắn, cố ý nhường ra cho hắn một con đường. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vào thời khắc hỗn loạn khi đám linh sủng phi cầm bạo loạn, thân phận thuần thú sư của Triệu Phong vừa lúc phát huy công dụng, thậm chí ngay cả những người phụ trách giám thị hắn cũng đều không chút nghi ngờ. Mấy người các ngươi, phụ trách bảo hộ an toàn của thiếu chủ nhân. Liễu Viên cũng không thể không ra tay, chạy đến khống chế tràng cảnh hỗn loạn. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là cao tầng của Hồng Hồ Liễu tộc, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đối với thế cục bạo loạn của linh sủng tọa kỵ. Hơn nữa vào lúc này, có thể phát huy được tác dụng hữu hiệu, ngoại trừ thuần thú sư gia, cũng chỉ có cường giả chân linh cảnh. Liễu Viên bị kiềm chế, phải đi đối phó với mấy đầu linh sủng tọa kỵ điên cuồng bạo loạn, mà bốn gã thân ảnh ám bào kia thì lại vẫn âm thầm đi theo Triệu Phong. Kế hoạch còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Triệu Phong liếc nhìn phủ thành chủ đang hỗn loạn một phen, khóe miệng nhếch lên một tia ý cười nhàn nhạt, nhạt. Chỉ có dưới loại thế cục hỗn loạn như thế này, mới có lợi cho kế hoạch đào hôn của hắn. Tràng cảnh linh sủng tọa kỵ bạo loạn trước mắt kia, tự nhiên là do hắn và Tiểu Tạc Miêu một tay bày ra. Triệu Phong và Tiểu Tạc Miêu đều có khả năng trao đổi câu thông với linh sủng tọa kỵ bên trong phủ thành chủ, hãm hại lừa gạt, cưỡng bức dụ lợi, đem đủ các loại thủ đoạn thông đồng cùng với bọn chúng để tập thể bạo loạn. Mà đại bộ phận các công tác trong đó, đều là do tiểu tặc miêu ra tay. Súc sinh, đứng lại cho ta. Triệu Phong Lăng không bay vọt, đuổi theo một miêu đầu cự ưng toàn thân xích hắc sắc. Đầu cự ưng này dang rộng hai cánh, khoảng chừng mấy chục trượng, phát ra từng luồng từng luồng nhiệt lưu đỏ sẫm, đủ để tan chảy kim thiết, thanh thế khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Dưới tình huống điên cuồng bạo loạn, cho dù là cường giả nửa bước chân linh cảnh bình thường, cũng rất khó có thể chế trụ. Một người một ưng, ở trong không trung không ngừng xuyên qua, tạo nên một trận khủng hoảng triệu phong một mặt truy kích một mặt thi triển thủ đoạn của thuần thú sư miêu đầu cự ưng xích hắc sắc kia khi thì hiện ra thái độ dãy ruộng khi thì mạnh mẽ cuồng bạo bộ dáng gấp gáp làm như vậy không đến mức khiến cho bốn gã ám bảo nhân đang giám sát ở gần đó nảy sinh lòng nghi ngờ trong lúc bất chi bất giác triệu phong đã đuổi theo miêu đầu cự ưng ra khỏi phạm vi tường thành tất cả mọi người tránh ra ta sẽ lập tức chế trụ đầu xúc sinh này triệu phong phân phó nói ở hồng hồ thành gần nửa năm Triệu Phong với thân phận con rể thành chủ, tự nhiên có chút danh tiếng, mấy đám thủ vệ này vô cùng phối hợp tránh ra một con đường. Lúc này, Miêu Đầu Cự Ưng kia dưới thủ đoạn thuần thú của Triệu Phong, thế điên cuồng bạo loạn kia đã hoàn toàn bị ngăn chặn lại. Ngoan ngoãn? Ngoan ngoãn nào? Triệu Phong từng chút một tiếp cận, mà trên thực tế, Miêu Đầu Cự Ưng xích hắc sắc này, nhất cử nhất động của nó đều hoàn toàn nằm trong tay Triệu Phong. Cảnh giới tinh thần ngày hôm nay của Triệu Phong So với cường giả nửa bước chân linh cảnh còn mạnh hơn không ít, muốn khống chế một đầu linh sủng cấp bậc thất trọng thiên thoát phàm cảnh, tự nhiên là dễ như nằm trong lòng bàn tay. Thủ đoạn thuần thú của thiếu chủ nhân quả thật là bất phàm. Ở trên tường thành, bốn gã thân ảnh ám bào và những người phụ cận cũng đều gật đầu. Đầu phi cầm khổng lồ vốn đang điên cuồng táo bạo, giờ phút này bộ dáng không ngừng ngoan ngoan ngoãn ngoãn, thập phần ôn thuận. Nhưng mà ngay khoảnh khắc khi triệu phong tiếp cận mục tiêu, dị biến đột nhiên phát sinh đột nhiên ánh mắt miêu đầu cự ưng xích hắc sắc lộ ra hung quang cánh chim vũ động dẫn phát nên một trận diễm lưu đỏ rực phát ra một đạo tê minh phá không bay đi thiếu chủ nhân sắc mặt bốn gã thân ảnh ám bào nhất thời đại biến tiểu súc sinh khá lắm không ngờ giảo hoạt như thế triệu phong không giận còn cười dường như đã nổi lên lòng hiếu thắng triệu hồi ra thanh phong yến truy kích theo miêu đầu cự ưng lấy tốc độ của thanh phong yến triệu phong rất nhanh đã đuổi kịp mục tiêu ở giữa không trung không ngừng quấn lấy nhau càng đi càng xa. Không đúng. Bốn gã thân ảnh ám bò liếc nhìn nhau một cái, cảm giác có chuyện kỳ quái. Với thủ đoạn thuần thú mà Triệu Phong từng thể hiện ra, muốn thuần phục một đầu linh sủng cùng cấp, hẳn sẽ không khó khăn như vậy. Thiếu chủ nhân, đừng đuổi theo nữa. Thiếu chủ nhân, thành chủ có phân phó, ngài không được rời khỏi Hồng Hồ thành. Bốn gã thân ảnh ám bò kinh hô hét lên. Triệu Phong căn bản không thèm để ý tới lời kêu gọi của bọn họ, thậm chí cũng mặc kệ luôn miêu đầu cự ưng kia, hướng về phía xa hơn phóng bay đi không chỉ như vậy nhiều đầu cự ưng xích hắc sắc kia lại còn xoay ngược người lại khí thế rào rặt nhằm về phía bốn gã thân ảnh ám bào sự tình đến lúc này bốn gã ám bảo nhân làm sao còn không rõ ràng dụng ý của triệu phong đây đừng cho hắn chạy bốn gã thân ảnh ám bào kinh hô hét lớn nửa bước chân linh khí trong cơ thể nhất thời bùng nổ vù vù chỉ thấy bốn đạo hư ảnh ám quăng giống như bốn luồng cầu vồng phá không mà đi rất nhanh tiếp cận triệu phong Triệu Phong ngoái đầu nhìn lại, liền phát hiện ra, sau lưng của bốn gã thân ảnh ám bào phân biệt mọc ra bốn cặp cánh chim ám sắc, có năng lực phụ trợ phi hành nhất định, hơn nữa còn có thêm hiệu quả tiềm ẩn, có chút tương tự với âm ảnh phi phong của mình. Có cặp cánh chim ám sắc kia phụ trợ, bốn gã ám bào nhân thúc dục nửa bước chân linh khí, tốc độ tăng vọt, tốc độ phóng đi trong thời gian ngắn đã vượt qua Thanh Phong Yến. Nếu nói về phi hành lâu dài, bọn họ khẳng định không có khả năng so sánh với Thanh Phong Yến, nhưng nếu bùng nổ tốc độ trong thời gian ngắn, Bốn gã thân ảnh ám bào gần như sánh được với cường giả chân linh cảnh. Miêu đầu cự ưng xích hắc sắc do triệu phong thao khống vừa mới tiếp cận, đã bị một đạo ám nhận vô thanh vô tức cắt vỡ thành hai đoạn. Trực tiếp miễu sát, nếu như không có thần linh nhãn, triệu phong căn bản không thể nhìn thấy rõ ràng là do một gã ám bào nhân, trong số đó ra tay. Thực lực thật mạnh, nửa bước chân linh khí trong thể nội những người này, độ chuyển hóa đều đạt đến trên năm thành, hơn nữa lại còn am hiểu ẩn nấp, truy tung. Tốc độ vào với thân pháp đều là sở trường. Sắc mặt Triệu Phong nhất thời ngưng trọng lại. Bốn gã thân ảnh ám bào này, luận thực lực, ở trong nửa bước chân linh cảnh cũng đều là tinh anh. Cả đám thân kinh bách chiến, kinh nghiệm lão luyện, lại am hiểu ẩn nấp truy tung. Dưới tình huống bình thường, Triệu Phong có thể đồng thời ứng phó được hai người đã là không tệ lắm rồi, mà lúc này, một lần lại xuất hiện đến bốn người. Khó giải quyết nhất chính là bốn gã ám bào nhân này lại am hiểu liên thủ công kích mỗi người ở phương hướng bất đồng cùng nhau vây công triệu phong nhưng mà vấn đề cũng không chỉ có như thế thời gian triệu phong đào hôn cực kỳ có hạn chỉ cần kéo dài thêm một lúc nữa sẽ có đại lượng cao thủ viện binh kéo tới thậm chí còn có vài vị chân linh cảnh đích thân tới triệu phong căn bản chắp cánh khó bay không lâu sau bốn gã ám bảo nhân cơ bản hình thành nên một cái vòng vây vây triệu phong vào bên trong bởi vì bọn họ có điều cố kỵ không dám đả thương triệu phong mới áp dụng loại sách lược này đổi lại là một người bình thường khác sớm đã bị lăng chỉ ngàn vạn đoạn rồi thiếu chủ nhân ngài nên quay trở về thôi đây là lời dặn dò của thành chủ đại nhân gã ám bảo nhân cầm đầu sắc mặt cung kính nói sắc mặt triệu phong không một chút biểu tình thu hồi thanh phong yến từ từ hạ xuống mặt đất bốn gã ám bảo nhân chia ra làm bốn phương hướng đông tây nam bắc vây khốn lấy triệu phong nhưng cũng không dám xem thường vọng động vụt đột nhiên âm ảnh phi phong sau lưng triệu phong rung lên Hư ảnh chợt lóe lên, biến mất không thấy đâu nữa. Ẩn nấp rồi. Sắc mặt bốn gã ám bảo nhân đại biến, nhưng cũng không kinh hoàng, cả đám nín thở ngưng thần, thúc dục chân linh khí trong cơ thể, phóng thích linh thức, đem cảm quan mở ra đến cực hạn. Một gã ám bảo nhân trong đó, từ trong túi linh sủng bên người lấy ra một con hắc cẩu lông xù, bắt đầu không ngừng đánh hơi trong không khí. Bản thân đám người bọn họ am hiểu thuật ẩn thân, tự nhiên cũng có phương pháp phá giải. Nhưng mà, mấy người bọn họ thi triển đủ các loại bí thuật Thế nhưng lại đều không thể xác định được vị trí của Triệu Phong. Hắn khẳng định vẫn còn ở trong vòng vây của chúng ta. Thủ đoạn ẩn nấp cho dù cao minh cho tới đâu, một khi hắn di động cũng khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở." Gã ám bảo nhân cầm đầu, vẻ mặt chắc chắn nói. Soạt, trong hư không chợt lóe lên thanh âm điện minh. Một cái hư ảnh ảm đạm mang theo một đạo thanh điện lôi minh, nhanh như tia chớp tập kích đến một gã ám bảo nhân ở gần đó. Gã ám bảo nhân kia nhất thời biến sắc, một cảm giác điện giật tê liệt lan truyền khắp toàn thân trong cảm quan của hắn một bàn tay lớn lóe lên điện quang hung hăng chụp thẳng vào bả vai của hắn mơ tưởng gã ám bảo nhân này cũng không hề thoái nhượng trên người lóe lên một tầng vũ quang ám sắc kéo dài mấy trượng hung hăng va chạm cùng một chỗ với triệu phong bồng oanh hai bên giao kích một cái thân hình gã ám bảo nhân kia nhanh chóng lui lại rên lên một tiếng cánh tay lưu lại một đạo vết thương triệu phong cũng có chút giật mình một kích vừa rồi kia Hắn vốn tưởng rằng có thể đánh trọng thương một người, nào ngờ cũng chỉ có thể khiến đối phương bị thương nhẹ mà thôi. Kỹ xảo tác chiến và kinh nghiệm của bốn gã ám bảo nhân kia cực kỳ phong phú, các phương diện khác đều không có chút sơ suất nào cả. "Thiếu chủ nhân, đừng nên phản kháng." Hai gã ám bảo nhân còn lại gần như đồng thời tiến hành phát động công kích và kiềm chế Triệu Phong. Đoản Nhận, cánh chim, Phi Tiêu, cây sáo, bốn người đều tự thi triển ra những vũ khí bất đồng. Trên thực tế, bốn loại vũ khí này bọn họ đều vô cùng am hiểu, nhưng dưới sự phối hợp xảo diệu, lại đạt tới uy lực không thể nào tin tưởng nổi. Cây sáo kia phát ra tinh thần âm ba vô cùng bén nhọn, hình thành nên huyễn cảnh và tinh thần trùng kích. Đoàn nhận phụ trách cận chiến, cánh chim phụ trách kiềm chế và dây dưa, phi tiêu thì hỗ trợ công kích tầm xa. Thiếu chủ nhân, ta khuyên ngươi vẫn nên thúc thủ chịu trói. Nhớ lại năm đó, bốn người chúng ta liên thủ, ngay cả cường giả chân nhân cấp cũng bị chúng ta dây dưa một hồi gã ám bảo nhân cầm đầu sử dụng phi tiêu bình tĩnh tự tin nói ha ha phải không ta không tin triệu phong cười nhạt một tiếng há miệng phát ra một đạo tinh thần âm ba lôi minh cuồn cuộn khiến cho khí huyết trong người bốn gã thân ảnh ám vào chấn động cuồn cuộn trong đó người ở gần hắn nhất thiếu chút nữa thì hộc máu soàn soạt thừa dịp công phu này âm ảnh phi phong của triệu phong rung lên hóa thành một đạo thanh tuyến ảm đạm trong thanh âm điện minh hắn phá vây mà đi thế nhưng mấy tên ám bảo nhân này so với tưởng tượng còn khó chơi hơn rất nhiều gã ám bảo nhân sử dụng vũ khí cánh chim kia lóe lên nhanh như tia chớp giống như một đầu chim tước nhanh chóng đuổi kịp triệu phong luận tốc độ người này là nhanh nhất trong bốn người cơ bản tương đương với triệu phong đồng thời tên ám bảo nhân sử dụng phi tiêu cũng phát ra công kích nhằm kềm chế triệu phong ám bảo nhân sử dụng cây sáo cũng phát ra một đạo tinh thần âm ba cực kỳ ngưng tụ bắn thẳng về phía lỗ tai của triệu phong thật sự là khó chơi triệu phong có chút đau đầu cảm thấy thật khó giải quyết loại cục diện này vẫn còn may là bốn người xuống tay có chút lưu tình bằng không hắn thậm chí còn có khả năng lâm vào hiểm cảnh lão tứ người mau trở về thành báo tin thiếu chủ nhân muốn đào hôn gã ám bảo nhân cầm đầu nhanh chóng phân phó vụt gã ám bảo nhân sử dụng cây sáo nhanh chóng hướng về phía hồng hồ thành mà chạy đi trong lòng triệu phong khẽ dùng mình một cái bốn gã ám bảo nhân này kinh nghiệm lão luyện đáng sợ nhìn ra được tinh thần công kích đối với triệu phong có tác dụng cực kỳ nhỏ bé lập tức phái người này trở về báo tin ba gã ám bảo nhân còn lại chỉ cần ngăn chặn ba phương hướng mà triệu phong có thể chạy trốn còn lại mà thôi triệu phong từ trong hồng hồ thành chạy ra chỉ còn lại có ba phương hướng có thể chạy trốn nếu như hướng về phía trong thành mà bỏ chạy chính là tự chui đầu vào lưới cao minh lão luyện khó chơi triệu phong không khỏi hít sâu một hơi hắn rốt cuộc ý thức được, tình thế hiện tại, nếu như còn không dốc hết toàn lực, bản thân rất có khả năng sẽ bị lưu lại trong này. Dưới sự kiềm chế của ba gã ám bảo nhân sử dụng đoản nhận, phi tiêu, cánh chim, Triệu Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn gã ám bảo nhân sử dụng cây sáo kia bỏ đi, về phía Hồng Hồ Thành. Còn lại ba gã ám bảo nhân, tạo thành thế tam giác vây khốn Triệu Phong, không cầu chiến thắng, không cầu giết địch, chỉ cầu vây địch, giữ chân mục tiêu. Cơ hội còn lại của ta, chỉ còn chừng 20 hơi thở nữa mà thôi. Thần linh nhãn của Triệu Phong rất nhanh tính toán, đưa ra kết luận, trong vòng 10 hơi thở, gã ám bảo nhân sử dụng cây sáo có thể đuổi tới phụ cận Hồng Hồ Thành, kêu gọi đám viện binh đầu tiên, lại thêm thời gian 10 hơi thở nữa, đám tinh anh viện binh đầu tiên gần thành lâu sẽ có thể nhanh chóng đuổi tới nơi này, chừng 20 hơi thở nữa, Liễu Viên cấp bậc chân linh cảnh phát hiện tình huống không đúng, khẳng định sẽ đuổi theo, thậm chí dẫn theo càng nhiều cường giả hơn nữa. Hơn nữa, trong thời gian chừng nửa chén trà, Hồng Hồ Thành chủ tất nhiên sẽ nhận được tin tức Triệu Phong đào hôn. Đến lúc đó, chờ đợi Triệu Phong chính là sự truy nã đuổi bắt của toàn bộ Hồng Hồ Thành. Cũng chính là nói, điểm mấu chốt quyết định Triệu Phong có thể đào hôn thành công hay không, chính là trong thời gian 20 hơi thở tiếp theo. Thần linh nhãn của Triệu Phong, chỉ trong một tia ý niệm liền phân tích ra được cục diện tiếp theo. Nhưng mà, ba gã ám bảo nhân trước mắt, đồng dạng cũng hiểu được cục diện này. Mục đích duy nhất của bọn họ, chính là phải cuốn lấy Triệu Phong bắt đầu đi, trong thời gian 20 hơi thở, phải đánh bại đám các người. Một đầu tóc xanh của Triệu Phong nhất thời không ngừng cuốn động, một đạo lực lượng xuyên thủng tâm linh từ bên trong thần linh nhãn mạnh mẽ cuộn trào ra. Ông, bên ngoài thân thể Triệu Phong lưu chuyển một tầng huyết dịch màu xanh, hình thành nên một tầng hoa văn màu xanh trong suốt, giống như đồ đằng thời kỳ thượng cổ, phát ra một luồng khí tức tuyên cổ xa xưa, tồn tại cao quý và thần bí. Sau khi mở ra lực lượng huyết mạch, hai hàng lông mày của Triệu Phong cũng hóa thành màu xanh, Khí thức toàn thân tăng vọt, thực lực gia tăng lên nửa cấp bậc. Hô! Triệu phong quát lớn một tiếng, tinh thần âm ba hình thành nên một tầng sóng âm, đồng thời nhằm về phía ba gã ám bảo nhân. Huyết mạch thượng cổ. Ba gã ám bảo nhân nhất thời biến sắc, áp lực đại tăng, nửa bước chân linh khí thúc dục lên đến cực hạn, che lại thất khiếu và các bộ vị yếu hại. Cho dù là như thế, nhưng một gã ám bảo nhân chính diện đối kháng, khóe miệng vẫn tràn ra một tia vết máu nhàn nhạt. nhạt lấy thực lực một người chống lại ba cường giả nửa bước chân linh cảnh, không ngờ vẫn chiếm được chút thượng phong. Không thể lưu thủ nữa, toàn lực bám trụ hắn. Gã ám bảo nhân dùng phi tiêu vung tay lên, hơn 10 đạo phi tiêu hình thành một tầng phòng tuyến sáng tối bất định, che lại tất cả những lộ tuyến của Triệu Phong. Cùng lúc đó, gã ám bảo nhân sử dụng cánh chim và gã ám bảo nhân sử dụng đoàn nhận công kích, càng thêm sắc bén, thủ đoạn thần quỷ khó lường, căn bản không thể nào phòng ngừa được. Ba người cùng nhau liên thủ công kích, chiến lược thúc đẩy lên tới đỉnh phong. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, dưới chân linh cảnh, từ trước đến giờ chưa từng có người nào có thể kiên trì mười hơi thở dưới sự liên thủ của ba người. Nếu như bốn người liên thủ, thậm chí cường giả chân nhân cấp bình thường cũng đều có thể vây khốn một hồi. Nhưng mà gã thiếu niên trước mặt lại gia tăng thêm lực lượng huyết mạch, điện lôi công kích, uy năng kinh người, có thể thông dong chống lại ba cường giả nửa bước chân linh cảnh. Ba gã ám bảo nhân càng đánh càng kinh hãi những thủ đoạn công kích quỷ dị thiên biến vạn hóa của bọn họ, mỗi lần xuất ra đều bị Triệu Phong dễ dàng tiêu trừ. Triệu Phong mở ra huyết mạch, chiến lực có thể dễ dàng nghiền áp bất cứ kẻ nào trong số bọn họ. Nếu không phải ba người này liên thủ công kích, phối hợp vô cùng hoàn mỹ, đừng nói là vây khốn Triệu Phong 30 hơi thở, có thể kiên trì 10 hơi thở cũng không tệ lắm rồi. Soạt soạt, vụt vụt, thân pháp Triệu Phong phóng qua nhanh như điện, thần linh nhãn nắm rõ ràng trong tay toàn cục, lần lượt hoàn mỹ hóa giải công kích của ba người. Đồng thời phát động thủ đoạn phản chế lôi đình, Người hơi thở trôi qua, trên người ba gã ám bảo nhân nhiều ít đều xuất hiện một vài đạo vết thương bốc khói, chật vật vô cùng, thật sự quá quỷ dị. Hết thảy những động tác thủ đoạn của chúng ta cũng đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Đây là do huyết mạch đồng tử của thiếu chủ nhân. Ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn che giấu sâu đến như vậy, chỉ sợ thậm chí ngay cả thành chủ đại nhân cũng không thể đoán trước được. Trên mặt ba gã ám bảo nhân tràn ngập kinh hãi mỗi một hơi thở trôi qua, ưu thế trên người của Triệu Phong cũng gia tăng thêm một bước, từng chút một áp chế cục diện liên thủ của bọn họ. Điện chi truyền thừa của Triệu Phong đã lĩnh ngộ tầng thứ nhất đại viên mãn, khả năng khống chế, vận dụng điện lực hoàn toàn vượt qua phạm chủ phong lôi trưởng. Công kích, phòng ngự, thân pháp, bí thuật, mỗi một động tác của Triệu Phong đều dẫn phát ra một tầng lôi điện nhàn nhạt, nhạt. Mấy người các ngươi, còn không mau tránh ra. Triệu Phong từng bước ép sát, trên mặt là một trận hàn ý chiến đấu đến lúc này, hắn vẫn còn lưu thủ, cũng không hề đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù hắn một lòng đào hôn, nhưng mà cũng không xem Hồng Hồ Thành Chủ và Liễu Cầm Hâm là địch nhân của mình. Dù Hồng Hồ Thành Chủ có mưu tính như thế nào, thì cũng không hề có ác ý đối với Triệu Phong. Còn nữa, mấy gã ám bảo nhân này cũng chỉ là kiềm chế dây dưa, không hề hạ độc thủ đối với Triệu Phong. Cũng chính là nói, song phương cũng đều có giữ lại, không muốn làm thương tổn tính mệnh lẫn nhau. Thiếu chủ nhân, thực lực của ngài khiến chúng ta kính nể, chỉ sợ cho dù bốn người Ám Vũ Tư Ảnh chúng ta toàn bộ có mặt liên thủ cũng đều không phải là đối thủ của ngài. Gã Ám Bảo Nhân cầm đầu sử dụng phi tiêu mang theo vẻ mặt tôn kính và khách khí. Lúc này bọn họ đều tâm phục khẩu phục chiến lực của Triệu Phong. Ám Vũ Tư Ảnh chính là một tiểu đội am hiểu truy tung, tiềm ẩn thậm chí là ám sát của Hồng Hồ Thành Chủ. Chỉ trong thời gian mười hơi thở ngắn ngủi, bọn họ đã xuất ra đủ các loại thủ đoạn tầng tầng bất tận. Nếu đổi lại là cường giả nửa bước chân linh cảnh bình thường khác đã sớm bị miễu sát vô số lần rồi. Mà ánh mắt của Triệu Phong lại giống như thần linh trên tầng trời, nhìn thấu rõ ràng hết thảy, dùng thủ đoạn lôi đình đánh tan tất cả thủ đoạn phối hợp của bọn họ, thậm chí khiến cho bọn họ trở nên cực kỳ chật vật. Nếu như Triệu Phong chân chính hạ sát thủ, ít nhất có thể giết chết một người trong bọn họ. Thiếu chủ nhân, chúng ta cũng biết ngài đã hạ thủ lưu tình, nhưng mà chúng ta có chức trách trong người, cho dù là liều cái mạng của chúng ta, cũng phải lưu ngài lại." Ám Bảo Nhân sử dụng đoàn nhận vẻ mặt chua xót nhưng vẻ mặt và ánh mắt vô cùng kiên định. Thiếu chủ nhân, ngài tội gì phải làm khó xử chúng ta? Thiên Kim thành chủ tuyệt sắc khuynh thành, tài mạo song toàn, thân phận cao quý, các ngươi chính là trai tài gái sắc. Ba gã ám bảo nhân, một bên chiến đấu, một bên khuyên giải. Một khi mạnh bạo đã không được, bọn họ sẽ dùng nhu mềm. Lúc này, ở bên kia, gã ám bảo nhân sử dụng cây sáo trong ám vũ tứ ảnh đã về, đến phụ cận tường thành trên tường thành một gã thanh niên mặc tử giáp ánh mắt nhìn xa xa nghi hoặc nói chuyện gì xảy ra bên kia dường như đang đánh nhau triệu phong cùng ám vũ tứ ảnh gã thanh niên mặc tử giáp kia chính là liễu nguyên kẻ lúc trước đã tiếp đãi ba người triệu phong và liễu bá chính là nhân tài kiệt xuất trong số các tân tú đương đại của hồng hồ liễu tộc lúc trước cũng chính là liễu nguyên đã mang tin tức luận võ kén rể nói cho triệu phong biết về sau triệu phong trở thành con rể tương lai của thành chủ trong lòng liễu nguyên cũng chỉ biết hâm mộ và ghen tị bất lực thầm thở dài tại sao ám vũ tứ ảnh lại xuống tay với triệu phong hắn không phải là con rể của thành chủ lập tức sẽ thành hôn hay sao liễu nguyên giật mình khó hiểu cho dù hắn nghĩ đến vỡ cả đầu cũng không nghĩ ra được triệu phong lại muốn đào hôn dù sao có thể lấy được một nữ tử như liễu cầm hâm chính là nguyện vọng của vô số nam nhi hồng hồ thành con rể thành chủ muốn đào hôn bỏ chạy các ngươi nhanh chóng phái người đi trợ giúp Gã ám bảo nhân cầm cây sáo nhỏ trong tay móc ra một cái lệnh bài. Cái gì? Triệu Phong đào hôn. Liễu Nguyên trừng mắt há miệng, đủ lớn để nhét cả nắm đấm vào trong đó. Hỏi cái gì mà hỏi? Ta phải lập tức đi bẩm báo cho thành chủ. Gã ám bảo nhân hóa thành một đạo ám ảnh hư vô, bay thẳng vào trong hồng hồ thành. Mau lên! Mau triệu tập tinh duệ, bắt giữ con rể thành chủ. Lúc này Liễu Nguyên mới phản ứng lại. Lúc này tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp nhớ ngày đó, chính là Liễu Nguyên hắn đã tiếp đón Triệu Phong vào trong Hồng Hồ Thành, dẫn tiến hắn tham gia luận võ chọn rể. Mà hiện tại, hắn sắp sửa phải đích thân ra tay, bắt giữ lấy Triệu Phong. Đến lúc Liễu Nguyên Triệu tập tinh duệ, xuất phát đuổi theo, thì thời gian 20 hơi thở theo tính toán của Triệu Phong, vừa vặn đã trôi qua 10 hơi thở. 10 hơi thở, 9 hơi thở, 8 hơi thở. Viện binh sắp sửa tới rồi. Ba gã ám bảo nhân gắt gao bám trụ Triệu Phong, liều mạng thúc giục nửa bước chân linh khí xem ra cuối cùng vẫn phải xuất ra một chút thủ đoạn rồi triệu phong than nhẹ một tiếng thân hình hắn khẽ chớp động bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ngay chính giữa ba gã ám bảo nhân xung quanh thân thể của triệu phong quanh quẩn một tầng quang cháo lôi điện đạm lam sắc điện quang lập lòe ngưng kết giống như là mạng nhện vậy vườn quanh không thôi tất cả các công kích một khi tiếp cận tầng quang cháo lôi điện này đều bị điện lực cực kỳ cường đại đánh tan hoàn toàn Lực phòng ngự cường đại như thế, chính là nội tình khiến cho Triệu Phong có thể thông dong đối diện với ba cường giả nửa bước chân linh cảnh. Ngay thời khắc thân thể hắn lóe lên, thần linh nhãn của Triệu Phong có chút co rút lại, mở ra song trưởng, tóc xanh như thác nước ngập trời. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân hắn quanh quẩn một tầng lưu quang thanh điện lãnh liệt, thậm chí ngay cả nguyên lực điện thuộc tính trong nguyên khí thiên địa xung quanh cũng đều trở nên ba động dị thường. Giờ khắc này, lĩnh ngộ về điện chi truyền thừa trong đầu Triệu Phong đã suy yếu đến cực hạn một luồn áp lực tĩnh mịch trước cơn rông bão dâng trào khiến cho ba ga ám bảo nhân kia cảm thấy hô hấp cũng phải ngưng động lại không xong hắn sắp sửa thi triển chiêu thức cường đại ba ga ám bảo nhân chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn trong không khí lan truyền một cảm giác điện giật tê dại lan tràn khắp toàn thân điện chi hoàn triệu phong mở ra song trưởng tóc xanh vũ động liên hồi từng đạo điện lưu màu xanh hình thành nên trạng thái liên hoàn giống như một tầng sóng gợn mãnh liệt từng đạo thổi quét khắp bốn phương tám hướng một tầng điện văn trạng thái liên hoàn ở trong không khí lan tràn, từ dưới chân của Triệu Phong kéo dài ra, trong khoảnh khắc liền thổi quét phạm vi hơn 20 trượng. Trong nháy mắt, khu vực 10 trượng dưới chân của Triệu Phong đã hóa thành một cái hố sâu đầy khói bụi. Ba gã ám bảo nhân đang bao vây lấy hắn, dưới sự thổi quét của điện hoàn hình sóng gợn kia, thân thể run rẩy kịch liệt, không ngừng có rút lại. Hơi thở thứ nhất, ba người không ngừng run rẩy có rút, thân thể cứng ngắc. Hơi thở thứ hai, hai chân của gã ám bảo nhân đứng tương đối gần liền bị cháy đen, ngã thẳng xuống mặt đất rất nhanh hơi thở thứ ba hơi thở thứ tư trôi qua hai gã ám bảo nhân còn lại cả người cương cứng thân thể không thể khống chế ngã luôn xuống mặt đất uy lực của điện chi hoàn cực kỳ cường đại lực công kích đánh vào cực kỳ mãnh liệt lực lôi điện vô cùng cường đại khiến cho thân thể kẻ địch phải tê dại bùm bùm ba gã ám bảo nhân trong lòng cực kỳ kinh hãi vô lực toàn thân tê dại ngã xuống mặt đất nếu không phải trong lòng bọn họ có được nửa bước chân linh khí lại thúc dục lên đến cực hạn, bảo vệ thân thể, thì chỉ e rằng bây giờ đã hóa thành ba cái xác người cháy xém rồi. Vù, Triệu Phong thở dài một hơi, hai tay chậm rãi buông xuống, điện hoàn sóng gợn bốn phía xung quanh nhất thời thu liễm đi. Phát động điện chi hoàn kéo dài mấy hơi thở, đánh bại xong ba người này, chân lực trong cơ thể Triệu Phong cũng giảm xuống chừng bốn thành, có thể thấy được điện chi hoàn này tiêu hao kinh người đến thế nào. Thiếu, thiếu chủ nhân. Ba gã ám bảo nhân ngay cả mở miệng nói chuyện cũng run rẩy, toàn thân co rút. Trong khoảng thời gian ngắn, ba cường giả nửa bước chân linh cảnh cơ hồ tê liệt ngã rạp trên mặt đất, chiến lực tiêu hao đến 7, 8 phần, cũng không thể hình thành nên bất cứ uy hiếp gì đối với Triệu Phong nữa. Vẻ mặt Triệu Phong không một chút biểu tình, nhanh chóng ăn vào một viên hồi nguyên đan cực kỳ trân quý, bổ sung nguyên khí. Đồng thời, hắn lại triệu hồi ra Thanh Phong Yến, nhảy lên lưng chim, chuẩn bị phóng chạy đi. Triệu Phong, đừng vội bỏ trốn. Liễu Nguyên dẫn theo hai gã thủ, vệ trưởng tu vi nửa bước chân linh cảnh đã kịp đuổi theo, phía sau còn có một đội ngũ hơn trăm người nữa, nhìn xuống ba gã ám bảo nhân đang nằm tê liệt trên mặt đất, trong lòng Liễu Nguyên kinh hãi. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Triệu Phong thi triển ra điện chi hoàn cực kỳ cường đại, trực tiếp khiến cho mấy người này mất đi chiến lực. Lúc này, hắn đang cưỡi trên lưng song đầu nộ diễm điểu, giống như một luồng hồng quang mãnh liệt, dùng tốc độ bùng nổ phi thường đáng sợ phóng vọt tới trước mặt của Triệu Phong. Liễu Nguyên, các ngươi đã tới chậm rồi, Triệu Phong cười lạnh, từ từ leo lên trên lưng Thanh Phong Yến. Mặc dù bị những người này bao vây, nhưng hắn vẫn không chút lo lắng. Dù sao cũng khó có thể có thêm một đội như tiểu tổ cường lực như Ám Vũ Tứ Ảnh nữa. Chi đội hình rời rạc như thế này, trước khi bọn họ kịp bao vây, Triệu Phong đã có thể toàn thân rút lui, thậm chí còn vô cùng tự tin có thể hoàn toàn giết sạch bọn họ. Triệu Phong, có bản lĩnh, chúng ta đơn đả độc đấu. Liễu Nguyên quát lớn một tiếng, chiến ý rào rạt, Hắn tận mắt nhìn thấy thực lực cường đại của Triệu Phong, trong lòng liền nổi lên lòng hiếu thắng. Hành động đào hôn lần này của Triệu Phong, tất nhiên khiến cho thành chủ và Liễu tộc phi thường tức giận. Nếu như mình có thể bắt hắn đem về, nói không chừng có thể thay thế được địa vị con rể thành chủ của Triệu Phong. Ha ha, đơn đả độc đấu. Triệu Phong đứng trên thanh phong yến, nhìn về phía Liễu Nguyên và chi tiểu đội kia, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng nhàn nhạt. Ngươi có dám hay không? Mọi người, lui về phía sau 20 trượng liễu nguyên đưa tay ra giấu ngăn cản đội ngũ sau lưng mình mặc kệ triệu phong có chấp nhận chiến đấu hay không hắn cần trước tiên xây dựng ra một cục diện đơn đà độc đấu một khi triệu phong nghênh chiến cho dù có thua cũng có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian đến lúc đó sẽ có thêm càng nhiều viện binh hơn nữa có gì mà không dám triệu phong khoanh tay mà đứng xa xa rằng có với đám truy binh hơn trăm người này trong lòng hắn thầm nghĩ mặc dù chân lực đã tiêu hao khá nhiều nhưng tinh thần lực vẫn còn rất tốt có thể chặt đứt được đám truy binh này cũng đỡ phải phiền toái về sau. Ha ha ha, chúng ta công bằng chiến đấu một trận. Trong lòng Liễu Nguyên đại nộ, thét dài một tiếng, đơn thân độc mã phóng thẳng về phía Triệu Phong. Một chiêu định thắng bại. Triệu Phong đứng nguyên bất động, thần linh nhãn mở ra, trong đồng tử mắt trái giống như có một cái vực sâu màu xanh đang vận chuyển bất tận. Ủng hộ kênh qua linh linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một chiêu định thắng bại. Trong lòng Liễu Nguyên cười lạnh, nộ hỏa bốc lên, nửa bước chân linh khí trong cơ thể dâng trào như nộ diễm cực nóng, toàn lực đánh xuống một kích. Đối mặt với Triệu Phong, Liễu Nguyên căn bản không dám có chút khinh suất nào cả. Dù sao hắn đã tận mắt thấy Triệu Phong thi triển đại tuyệt chiêu đánh bại ba ga ám bảo nhân trong số ám vũ tứ ảnh. Luận thực lực mà nói, Liễu Nguyên tự nhận mình không thua bất cứ một người nào trong số ám vũ tứ ảnh, một chọi hai thì hơi chút miễn cưỡng, nếu là một chọi ba, tuyệt đối phải thua không chút nghi ngờ chẳng qua triệu phong vừa mới trải qua một hồi đại chiến thảm thiết tất nhiên thực lực chưa thể khôi phục đỉnh cao lúc này liễu nguyên mới cảm thấy có chút tự tin thừa cơ phát động khiêu chiến chẳng qua muốn một chiêu đánh thắng ta trong ánh mắt của liễu nguyên tràn ngập lãnh ý nửa bước chân linh khí trong cơ thể gần như thiêu đốt cả người tràn ngập một tầng viêm khí xích sắt giống hệt như một đạo mây hồng đỏ rực thiêu đốt hết thảy mọi thứ nhưng mà đối diện với hắn triệu phong vẫn như cũ khoanh tay đứng ở trên lưng thanh phong yến không chút cử động hắn không ra tay liễu nguyên và hai gã cường giả nửa bước chân linh cảnh sau lưng hắn cùng với đám người đuổi giết ở phía sau vẻ mặt cũng cực kỳ kinh ngạc vẻ mặt triệu phong lạnh lùng sắc mặt trào phúng hai tay chắp sau lưng hoàn toàn không hề có ý động thủ hắn định làm gì vậy triệu phong này cũng quá mức khinh địch rồi liễu nguyên gần như thiêu đốt toàn bộ nửa bước chân linh khí trong cơ thể rồi sức chiến đấu ngưng tụ trong khoảnh khắc tiếp cận cường giả chân linh cảnh chân chính cho dù là ám vũ tư ảnh, cũng không dám chính diện đối kháng. Mọi người ai nấy cũng đều dương mắt nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong không hề động thủ. Động tác duy nhất của hắn chính là mở ra thần linh nhãn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn về phía Liễu Nguyên. Đám người ở phía sau, ánh mắt vừa chạm đến đồng tử màu xanh giống như vực sâu của mắt trái, liền có một loại cảm giác giống như tâm thần bị rút sạch đi mất vậy, cảm giác như chân bước hụt xuống vực sâu vạn trượng, lưng đổ mồ hôi lạnh mà cái liếc mắt của Triệu Phong chính là nhìn về phía Liễu Nguyên, khó có thể tưởng tượng được áp lực mà Liễu Nguyên nhận phải đáng sợ đến mức nào. Tâm thần Liễu Nguyên chấn động, ý thức vừa lóe lên đã bị thần linh nhãn của Triệu Phong hoàn toàn quét sạch. Thân thể của Liễu Nguyên đứng thẳng bất động trên không trung, không ngừng cố sức giãy giụa, thời gian rằng co chỉ được một, hai hơi thở. Bùm. Thân thể Liễu Nguyên ở giữa không trung rơi xuống, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, vẻ mặt tái nhợt, mệt mỏi tới cực điểm. Ngươi, ngươi Liễu Nguyên nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, thần tình sợ hãi, trong lòng kinh hoàng, vẻ mặt tràn ngập mỏi mệt, không thể khống chế được thân thể, bộ dáng như sắp sửa hôn mê vậy. Phần đông truy binh ở phía sau đều hoảng sợ thất sắc. Hai gã thủ vệ trưởng thực lực nửa bước chân linh cảnh, ở phía sau cũng đều hút mạnh một ngụm khí lạnh. Huyết mạch đồng tử của Triệu Phong chỉ gần như đảo qua một cái, liền trực tiếp nhiễu sát được Liễu Nguyên. Trong số đám người ở đây, thực lực Liễu Nguyên cực mạnh, hai gã cường giả nửa bước chân linh cảnh còn lại thực lực đều thua kém một bậc. cái gã thiếu niên kia đứng ở trên lưng thanh phong yến, khoanh tay trước ngực, tóc xanh bay phấp phới, thần bí quỷ dị. không nghĩ tới tinh thần lực của thần linh nhãn lại tăng trưởng nhiều như vậy. trong lòng triệu phong cũng có chút ngoài dự liệu. trong không gian mắt trái tiểu vực sâu màu xanh mở rộng ra đến bảy tám thước, đã đạt tới một giá trị cực hạn nào đó. ở trung tâm vực sâu, ngẫu nhiên thoáng hiện lên một đạo quang điểm lam nhạt khí tức thỉnh thoảng sẽ đột nhiên tăng mạnh lên một chút. Từ khi tìm hiểu được di tích tôn giả, điện chi truyền thừa đạt tới đại viên mãn, cảnh giới tinh thần của Triệu Phong vẫn không ngừng gia tăng lên, mà hiện tại, cảnh giới tinh thần của hắn gần như không hề thua kém cường giả chân linh cảnh bình thường. Vừa rồi hắn sử dụng thần linh nhãn chế tạo ra huyễn cảnh tù lao vây khốn, tra tấn Liễu Nguyên, thế nhưng tinh thần lực của Triệu Phong lại căn bản không hao tổn bao nhiêu. Hơn nữa lúc này, tốc độ khôi phục tinh thần lực của hắn so với trước kia còn cao hơn rất nhiều. Một khi đã như thế, Triệu Phong đứng trên lưng Thanh Phong Yến, không ngừng bay lên không trung. Hai gã nửa bước chân linh cảnh và hơn trăm truy binh ở phía sau vẫn không hề từ bỏ việc đuổi giết. Soạt, sắc mặt Triệu Phong không một chút biểu tình, thần linh nhãn mở ra, phân biệt liếc nhìn hai gã thủ vệ trưởng cấp bậc nửa bước chân linh cảnh còn lại. Bịch, bịch, hai gã nửa bước chân linh cảnh trước sau từ trong không trung ngã xuống đất, thần tình kinh hãi và thống khổ, cả người đổ mồ hôi lạnh đầm đìa giống hệt như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ vậy bí thuật thần linh nhãn của triệu phong căn cứ theo bí thuật thiên u đồng của lâm thông mà cải tạo thành thích hợp với phương thức phát động thần linh nhãn thần linh nhãn so sánh với huyết mạch đồng tử của lâm thông bất luận là nguồn gốc tinh thần hay là tư chất tiên thiên đều cường đại hơn rất nhiều triệu phong chỉ khẽ suy nghĩ một chút liền có thể chế tạo ra huyễn cảnh tù lao trực tiếp tra tấn ý thức tâm thần của đối phương trong thế giới tinh thần tốc độ thời gian trôi qua không hề giống thế giới bên ngoài chỉ trong nháy mắt, trong thế giới tinh thần có thể đã trôi qua nửa canh giờ rồi. Một phen tra tấn ý thức tâm thần của đối thủ đến mức sức cùng lực kiệt, tự nhiên không có khả năng khống chế thân thể. Ý thức tinh thần mới là chỗ trung tâm nhất của sinh mệnh. Cho dù là nhục thân có chân lực thông thiên, nhưng ý thức tinh thần bị diệt sát cũng chỉ là một đống thể xác huyết nhục mà thôi. Thần linh nhãn của Triệu Phong chỉ tổng cộng liếc nhìn có 3 lần, Liễu Nguyên và hai gã nửa bước chân linh cảnh còn lại đã bị thua trong nháy mắt. Triệu Phong này Liễu Nguyên đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, cảm giác thống khổ mệt mỏi bao trùm toàn thân. Mà Triệu Phong trước mặt bọn chúng cưỡi trên thanh phong yến, khoanh tay đứng yên, thân hình ở tầng mây phía chân trời càng ngày càng nhỏ dần. Bất luận là ba gã ám bảo nhân hay là đám người Liễu Nguyên, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn theo Triệu Phong không ngừng đi xa. Đặc biệt là Liễu Nguyên, tâm tình vô cùng phức tạp, khóe miệng nhếch lên một tia chua xót. Lúc trước chính hắn đã tiếp đón gã thiếu niên này tiến vào Hồng Hồ Thành. Ngày hôm nay, hắn lại tự mình ngước nhìn Triệu Phong rời đi. Điều này cũng có nghĩa là, hắn tận mắt chứng kiến hết thảy mọi quá trình kỳ tích mà gã thiếu niên này đã từng trải qua trong Hồng Hồ Thành, từ lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt. Không ngờ, hắn lại ẩn giấu thực lực cường đại như vậy. Tinh thần đồng thuật, vừa rồi lúc chiến đấu với chúng ta, hắn dường như cũng không có sử dụng tới. Ba gã ám bảo nhân đang nằm tê dại trên mặt đất, vẻ mặt kinh hãi và chua xót. Đương nhiên, thời điểm bọn họ và Triệu Phong chiến đấu thật sự không thích hợp sử dụng loại phương pháp này bởi vì ám vũ tứ ảnh này hợp kích hoàn mỹ phối hợp thiên y vô phùng triệu phong chế tạo ra huyễn cảnh tù lao đối phó với cường giả nửa bước chân linh cảnh nhất thiết cần phải tập trung tâm thần tối thiểu trong khoảng thời gian một hai hơi thở không thể nào phân tâm được tuy rằng hắn tập trung liếc mắt liền có khả năng miễu sát một gã ám bảo nhân nhưng mà những người còn lại cũng sẽ có đủ cơ hội bắt giữ hắn đến mấy lần cái này cũng là nguyên nhân vì sao khi liễu nguyên đưa ra lời đề nghị đơn đà độc đấu quyết đấu công bằng, vẻ mặt Triệu Phong mới lộ vẻ trào phúng như vậy. Tại hiện trường chỉ còn lại một cái hố cháy đen thật lớn, hơn 100 tên truy binh thì đứng ngây người tại hiện trường. Dưới nửa bước chân linh cảnh, không có khả năng đuổi theo kịp được Triệu Phong. Cho dù có thể đuổi theo được, cũng không có tác dụng gì. Ai có khả năng ngăn cản được một cái liếc mắt của hắn chứ? Chúng ta đã cố hết sức rồi. Hiện tại chỉ có cường giả chân linh cảnh mới có thể đối phó với hắn. Liễu Nguyên vô lực ngã xuống mặt đất, khoảng chừng thời gian một bữa trà sau đó. Vèo. Từ phía Hồng Hồ Thành đột nhiên truyền đến một trận thanh âm xé gió dồn dập kinh người, một luồng uy áp chân linh cực lớn từ từ tiếp cận. Cường giả chân linh cảnh. Vẻ mặt đám người Liễu Nguyên nhất thời kinh hỉ. Một lúc sau, một gã nam tử ăn mặc theo phong cách thư sinh, tay cầm cây bút lông cán đen đáp xuống mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Triệu Phong đi đâu rồi? Liễu Viên thúc, khoái mắt Liễu Nguyên đỏ lên, thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng gã nam tử chân linh cảnh này chính là Liễu Viên. Lúc trước, bởi vì linh sủng tọa kỵ bạo động, Liễu Viên thân là cường giả chân linh cảnh cần phải đi hỗ trợ áp chế, giải quyết hỗn loạn. Nhưng qua một lúc sau, hắn mất đi bóng dáng của Triệu Phong, nên vội vàng chạy đi tìm, trên đường lại gặp được gã ám vũ tứ ảnh đi báo tin kia. Ám vũ tứ ảnh, còn có đám thành vệ đội các ngươi, sáu cường giả nửa bước chân linh cảnh, toàn bộ đều bị hắn đánh bại. Sắc mặt Liễu Viên đại động, căn bản không thể nào tin nổi. Ánh mắt hắn đảo qua, Nhìn về phía một cái hố sâu cháy đen có đường kính hơn 10 trượng gần đó, vẫn còn đang bốc lên khói xanh nhàn nhạt, nhạt, đủ thấy lực phá hoại khủng bố đến thế nào. Trong cái động khẩu cháy đen kia, ba gã ám bảo nhân giờ phút này toàn thân vẫn còn đang tê dại, chưa thể khôi phục lại chân lực. Còn ba người bọn liễu nguyên, trên người lại không có bất cứ thương tổn nào, nhưng mà toàn thân lại mỏi mệt kiệt lực, tâm thần ý thức suy kiệt đến cực điểm, không thể khống chế được thân thể. Một mình hắn, làm sao có khả năng... Liễu Viên Thoáng có chút thất thần, không thể tin tưởng nổi, chàng diện trước mắt, không ngờ lại là một gã hậu bối thất trọng thiên thoát phàm cảnh tạo thành. Ngược lại, nếu như đám người Liễu Nguyên nói rằng, hiện trường này là do một cường giả chân linh cảnh tạo thành, vậy thì hắn sẽ lập tức tin tưởng mà không chút nghi ngờ. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian 30 hơi thở, đánh bại Ám Vũ tứ ảnh, khiến cho ba người bọn Liễu Nguyên mất đi chiến lực. Việc này cho dù là cường giả chân nhân cấp, bình thường cũng chưa chắc có thể nhanh chóng như vậy được đặc biệt là ám vũ tứ ảnh, am hiểu hợp kích, chiến lực kinh người, thậm chí ngay cả cường giả chân nhân cấp cũng có thể vây khốn trong chốc lát. Đội hình tổ hợp cường đại như vậy, không ngờ lại bị một gã thiếu niên trong khoảnh khắc đánh tan. Triệu Phong kia đã chạy theo hướng nào rồi? Sau khi Liễu Viên truy hỏi rõ ràng, liền hóa thành một đạo hồng quang bạch sắc, trong khoảnh khắc bay xuyên qua tầng mây, khí thế kinh hồn. Cường giả chân linh cảnh trong khoảng thời gian ngắn có thể phá không phi hành, Tốc độ hoàn toàn siêu việt linh sủng phi cầm thất trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường. Chuyện kế tiếp cũng không quan hệ gì với chúng ta nữa. Nhưng mà, chúng ta vẫn còn phải thỉnh tội với thành chủ nữa. Khóe miệng mấy tên ám bảo nhân tràn đầy chua xót. Theo thời gian trôi qua, những người đuổi tới càng lúc càng lúc càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện vài thân ảnh chân linh cảnh nữa. Không hề ngoại lệ, khi những người này nhìn thấy hiện trường ở đây, cũng đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chỉ là một gã thiếu niên thất trọng thiên thoát phàm cảnh làm sao có được uy năng như thế này? Con rể khâm điển của Hồng Hồ Thành Chủ, không ngờ lại muốn đào hôn. Chuyện này quả thật là một trò cười mà. Ở trong Hồng Hồ Thành, sau khi linh sủng tọa kỵ bạo động đã được dẹp yên, lại dẫn phát thêm một hồi chấn động mới. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Hồng Hồ Thành, rơi vào trong phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ, Hồng Hồ Thành Chủ khoanh tay đứng tại chỗ, trước người đang có một thân ảnh ám bò quỳ dạp ở đó, không ngừng run rẩy. Đào hôn, hắn cũng dám đào hôn chỉ là một gã hậu bối thất trọng thiên thoát phàm cảnh, không ngờ lại có thể đào tẩu trước mắt các ngươi. Trên gương mặt vốn ôn nhu nho nhã của Hồng Hồ Thành, chủ hiện ra vài phần lạnh lẽo và âm độc. Hô hấp của ông ta dồn rập, lồng ngực không ngừng phập phồng, một trận nộ hỏa trước giờ chưa từng có không ngừng dâng trào lên. Mấy vị cường giả chân nhân cấp bên cạnh, lập tức ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hồng Hồ Thành chủ, năm xưa chính là một vị nhất đại kỳ tài trăm năm khó gặp của Hồng Hồ Liễu tộc, trước giờ vẫn luôn nổi tiếng là nho nhã mưu trí. Đây là lần đầu tiên mấy người bọn họ nhìn thấy thành chủ bộc phát nộ hỏa đáng sợ đến như vậy, thậm chí có chút xu thế không thể khống chế được. Bẩm thành chủ, Triệu Phong đã đánh bại ba người ám vũ tứ ảnh. Bẩm thành chủ, Triệu Phong đã đánh bại ba cường giả nửa bước chân linh cảnh bọn Liễu Nguyên, cưỡi thanh phong yến bỏ đi, không ai có thể kháng cự. Bẩm thành chủ, Liễu Viên đại nhân đã tự mình đuổi bắt Triệu Phong. Một loại các tin tức nhanh chóng truyền về phủ thành chủ. Mỗi khi có thêm một tin tức mới, sự âm lãnh và phẫn nộ trong mắt của Hồng Hồ Thành chủ lại càng tăng thêm một phần. Tổ hợp cường đại ám vũ tứ ảnh không ngờ cũng bị hắn chính diện đánh bại. Ba người bọn Liễu Nguyên cũng không thể ngăn cản một cái liếc mắt của hắn. Hồng Hồ Thành chủ vừa sợ vừa giận, thanh âm rít gào nhất thời truyền khắp cả phủ thành chủ. Thời khắc này, trên tầng thiên không của phủ thành chủ cũng phảng phất run rẩy một trận, thể hiện rõ ràng sự phẫn nộ tới cùng cực của Hồng Hồ Thành chủ. Mau truyền lệnh xuống, toàn bộ Hồng Hồ quận truy nã Triệu Phong toàn diện thanh âm tức giận mang theo uy nghiêm vô tận xuyên thấu thiên không một vị lão giả chân huyền cấp bên cạnh ông ta thở dài nói người duy nhất có thể đuổi theo triệu phong dường như chỉ có mình liễu viên đúng vậy chỉ cần liễu viên đuổi theo triệu phong khó tránh khỏi một kiếp rất nhiều người cũng đều đem hy vọng ký thác trên người cường giả chân linh cảnh liễu viên nhìn tình huống hiện tại chỉ có cường giả chân linh cảnh mới có thể đối phó với triệu phong mà thôi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha